Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 91. Linh mục Địch thoáng im lặng, lấy ra một khối ngọc giản đặt ở trên trán, đem một tin tức in vào, ném tới nói: "Giúp ta thu thập đầy đủ tài liệu bên trong, ta dạy cho ngươi chế tạo thần luyện thiết." Thần luyện thiết? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, tên này hắn chưa từng nghe qua, nói: "Chẳng lẽ là kết quả của thập giai luyện kim? Thế nhưng phiến thiên địa này đã không có thập phương quy tắc a." Linh mục Địch nói: "Ngươi có thần dịch lực, chỉ cần tìm một vật ẩn chứa thập giai quy tắc, bổn tọa liền có biện pháp lấy ra quy tắc chi lực." Lấy ra quy tắc chi lực? Lý Vân Tiêu đại biến, bản thân hắn chính là thuật luyện sư đứng đầu, tự nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Hắn đối với cửu giai quy tắc rõ như lòng bàn tay, nhưng không dám nói có thể từ trong vật phẩm cửu giai luyện ra cửu giai thiên địa quy tắc. Hơn nữa trọng yếu là, tựa hồ linh mục Địch nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười hắc hắc nói: "Thành thần liền đừng nằm mộng, trong vật phẩm thập giai ẩn chứa quy tắc chi lực không hoàn chỉnh. Ngươi có thể lấy cửu giai quy tắc mà trùng kích vũ đế sao?" Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cười khổ không thôi, đích thật là không được. Hắn lấy ra một vật đưa lên nói: "Đại nhân nhìn vật này một chút, xem có hữu dụng không?" Linh mục Địch vừa nhìn hộp nhỏ, trên mặt thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, hắn kinh ngạc nói: "Trên người ngươi lại có thập giai linh thảo." Hắn dùng tay ở phía trên miết thoáng cái, phong ấn trận hiện ra, phát sinh lực chống lại. Linh mục Địch không có mạnh mẽ phá phong cấm, chỉ là cảm ứng một chút, liền đưa tay để xuống nói: "Không sai, là thập giai linh thảo viên tinh lan, tuy rằng linh khí tiêu hao rất nhiều, nhưng quy tắc chi lực còn đó, có thể dùng." Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, tài liệu khác liền dễ nói, còn vật phẩm thập giai này là có thể gặp không thể cầu a. Trước đây mình vì muốn tìm tòi thập giai quy tắc mới chụp được, không nghĩ tới lại có tác dụng. Nghĩ đến có thể luyện chế vật thập giai, cả người liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Nhìn lén đạo thần, là bao nhiêu thuật luyện sư đứng đầu truy cầu cả đời a. Linh mục Địch nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, hừ lạnh nói: "Đừng tưởng rằng nguyên liệu khác dễ tìm, sau khi tìm đủ mới tới gặp ta." Lý Vân Tiêu cầm ngọc giản đặt ở trên trán, khuôn mặt rất nhanh liền tái lại. Hắn nghiêm mặt nói: "Bên trong có mấy thứ thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua, trên phiến đại lục này sợ là đã sớm tuyệt tích." Linh mục Địch nói: "Luyện chế thần luyện thiết đích xác có chút hà khắc, nhưng là vật duy nhất không cần nguyên liệu thập giai luyện chế, nếu những thứ này ngươi cũng không lấy được mà nói, vậy thì không cần nói chuyện học tập. Mà ta cũng chỉ có thể chấp nhận bộ thân thể rác rưởi này." "Tốt, chỉ cần trên đời này còn có mấy thứ kia, ta nhất định sẽ tìm ra." Không chỉ quan hệ tới luyện chế vật phẩm thập giai, hơn nữa hồ lô tiểu kim cương coi như là thú cưng của Lý Vân Tiêu, bị linh mục Địch chiếm cứ thân thể cũng không thích hợp a. Hắn trầm ngâm một chút, chợt lách người đến trong phương thốn sơn. "Cao Hàn huynh, ta lại tới thăm ngươi." Người chưa đi vào, Lý Vân Tiêu đã ở rất xa hô lên, sau đó lẳng lặng chờ đối phương phẫn nộ. Sau một lúc, trong núi không có động tĩnh. Đang lúc hắn có chút kinh ngạc, thì âm thanh của viên Cao Hàn truyền ra, vẫn không có tức giận nói: "Có chuyện gì, nói thẳng đi." Lý Vân Tiêu cười nói: "Cao Hàn huynh quả nhiên thiện giải nhân ý." Hắn đem ngọc giản kia ném tới nói: "Đồ vật bên trong, ta mong Cao Hàn huynh có thể giúp ta chuẩn bị mấy phần." Một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng tức giận quát: "Mấy phần, ngươi đang nói đùa sao? Trong này có mấy loại nguyên liệu ngươi biết chân quý bao nhiêu không? Toàn bộ thiên vũ giới sợ đã tuyệt tích." Lý Vân Tiêu khen: "Cao Hàn huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, bên trong có vài loại ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua, nghĩ không ra Cao Hàn huynh đều nhận biết. Nếu nhận biết, hơn phân nửa là có." Sơn động lóe lên quang mang, viên Cao Hàn trực tiếp hiện thân, trong tay cầm lấy ngọc giản, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói: "Danh sách này rất không đơn giản, tựa hồ là đan phương thượng cổ. Ngươi từ đâu lấy được, muốn luyện chế vật gì?" Lý Vân Tiêu không đáp, chỉ cười nói: "Lấy thủ đoạn cùng địa vị của Cao Hàn huynh, khó hơn nữa cũng không là vấn đề a." "Hừ, nói nhẹ nhàng nhỉ, trong đó vĩnh hằng chi mộc, huyền thiên huyết ngọc, thiên băng tinh, bất luận cái gì giá trị đều không thể đo lường, thậm chí được coi là thần vật." Viên Cao Hàn lạnh lùng nói: "Huống chi giá cả mấy thứ khác cũng không thấp, bảo ta làm mấy phần, ngươi cho ta là thiên hạ chi chủ, muốn cái gì có cái đó sao?"
Lý Vân Tiêu nói. Ba dạng tài liệu này rốt cuộc là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua, rất không bình thường a. Viên Cao Hàn nói. Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, bởi vì ba tên gọi này, chỉ ở thời thượng cổ mới có. Vô số năm qua cơ bản đã tuyệt tích, cho nên rất khó nhìn thấy. Vĩnh Hằng Chi Mộc là địa tâm chi thiết bây giờ, ở vô số năm trước, tồn tại đại lượng địa tâm chi thiết tạo thành rừng rậm, cùng thiên địa đồng thọ, nên xưng là Vĩnh Hằng. Ở rất nhiều năm trước là nguyên liệu cửu giai luyện khí rất thông thường, hiện tại đừng nói trên mặt đất, coi như là địa tâm thực sự, cũng chưa chắc có. Lý Vân Tiêu có chút muốn ngất nói. Nguyên lai là địa tâm chi thiết, vật ấy từ lâu đã tuyệt tích, nhưng thánh vực chắc có tích chứa a. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Có tích chứa hay không ta không biết, mặc dù có cũng vạn phần chân quý, sao có thể tùy ý lấy ra. Lý Vân Tiêu nói. Hai vật khác thì sao? Viên Cao Hàn nói. Nói huyền thiên huyết, kỳ thực chính là máu chân linh, người đi nơi nào tìm. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức trầm ngâm. Lúc này máu chân linh ngược lại là không khó. Mình đã đáp ứng đánh với hắn một trận, đến lúc đó làm thịt rút máu là được. Viên Cao Hàn tiếp tục nói. Thiên băng tinh chính là băng phách tinh hoa trong cực bắc tiểu băng thiên. Cực bắc tiểu băng thiên. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Cực bắc tiểu băng thiên không phải là băng thiên tuyết địa trong truyền thuyết, về sau thất lạc khỏi thiên vũ giới sao. Viên Cao Hàn nói. Chính là nó, cực bắc tiểu băng thiên quả thực tồn tại qua, nhưng tiếc đã thất lạc, nếu ngươi có thể tìm thấy, coi như là vì thiên vũ giới bỏ ra một phần cống hiến. Lý Vân Tiêu. Hắn ngượng ngùng nói. Vật ấy thánh vực cũng có tích chữ A. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Đừng nghĩ có ý đồ với thánh vực, không nói thánh vực không có, cho dù thật sự có, cũng không có khả năng đưa cho ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh có nghe qua thần luyện thiết chưa? Thần luyện thiết. Trong mắt Viên Cao Hàn lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó cả người chấn động, thất thanh kêu lên. Chí kiên thần vật trong thiên hạ, thời cổ được khen là luyện khí đệ nhất kim trúc thần luyện thiết. Trong mắt hắn bắn ra đạo đạo tinh mang, một tay nắm lấy Lý Vân Tiêu, kích động không thôi nói. Ngươi đừng nói cho ta, thu thập những tài liệu này là vì luyện chế thần luyện thiết. Lý Vân Tiêu đẩy hai tay của hắn ra. Ha hả cười nói. Phải. Thần luyện thiết A. Viên Cao Hàn khó có thể bình tĩnh, gào thét nói. Nói cho ta biết luyện phương. Lý Vân Tiêu nói. Tài liệu đã nói cho ngươi biết rồi, thời điểm luyện chế có khả năng suy nghĩ cho ngươi tham quan học tập, chỉ xem biểu hiện của ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười vỗ vỗ cánh tay hắn nói. Tiểu viên A, ngươi hiểu được mà. Lý đại ca. Ta hiểu. Viên Cao Hàn thoáng cái không có thái độ, khổ sở nói. Nhưng thánh vực thực sự cầm không ra ba đồ vật này. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Chi Mộc cùng cực bắc băng tinh ta có tung tích, về phần máu chân linh. Phiến thiên địa này ở đâu còn chân linh a? Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng nói. Máu chân linh ta có thể lấy được, hai kiện khác ngươi có đầu mối gì không? Ngươi có thể lấy được chân linh huyết. Trong mắt Viên Cao Hàn trừng giống như hai cái chuông đồng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lý Vân Tiêu nói. Việc này ngươi không cần quan tâm. Viên Cao Hàn đè nén nội tâm khiếp sợ, tuy rằng hắn rất muốn biết máu chân linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này hiển nhiên thần luyện thiết mới là vật làm hắn điên cuồng chân chính. Hắn chỉnh sửa suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói. Việc này nói rất dài dòng, hơn nữa dính đến đồ vật khác. Đợi lúc xong hồn dung hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta trước nghĩ biện pháp lấy được tài liệu đến tay đã. Lý Vân Tiêu hít mắt cười nói. Ân, tiểu viên A, nỗ lực lên. Viên Cao Hàn trầm mặt, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, nếu ngươi lừa ta, ta tất đem ngươi lột ra rút gân. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, chỉ cần có thể thu tập những tài liệu này. Đừng nói thần luyện thiết, ca mang ngươi đi cửu thiên lãng nguyệt A. Viên Cao Hàn một trận không nói gì, hừ lạnh một tiếng, liền biến mất ở phương thốn sơn. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư một chút, thân ảnh cũng thoáng cái nhạt lên, phân hồn trở về bản thể. Phu quân, người đã tỉnh. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Phi Nghê Tha Thiết ở bên người, như chim nhỏ nép vào, tươi đẹp so với kiều hoa. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu có chút khát, nuốt nước miếng một cái, đem nguyên lực toàn thân thu lại, nói. Ta không sao.
Lúc này đan điền lực của hắn dị thường cường đại, chỉ cần điên cuồng quán thâu linh khí, cộng thêm bất diệt kim thân cùng minh nguyệt thần thể, tổn thương nặng hơn cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Chỉ bất quá xem ở trong mắt những người còn lại, bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc. Hàn Quân Đình nói, mới 2 ngày liền khôi phục như vậy, hơn nữa từ trạng thái của Vân Tiêu Công Tử đến xem, tựa hồ còn tiến thêm một tầng. Thiên phú của Vân Tiêu Công Tử thực sự là khiến người đố kỵ a. Lý Vân Tiêu nhăn mày lại, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói. Hàn Quân Đình, ta xem ngươi lại muốn ăn đòn a. Nhanh như vậy liền quên đau nhức, có phải thật muốn ta đánh ngươi mới thống khoái hay không? Hàn Quân Đình biến sắc, cáu giận nói. Bản quân hảo tâm quan tâm ngươi, hảo tâm không được báo đáp, nam nhân trên đời quả nhiên không có thứ tốt. Lý Vân Tiêu cười quái dị nói. Hắc hắc, nghe Quân Đình tiểu thư nói, tựa hồ bị nam nhân tổn thương qua. Đến đến, nói cho mọi người nghe một chút, để cho mọi người chia sẻ a. Cút! Hàn Quân Đình nộ phất tay áo, xoay người liền không để ý đến hắn nữa. Ninh Khả Vân nói. Lý Vân Tiêu ngươi chớ nói nhảm. Quân Đình từ nhỏ ở Thần Tiêu Cung lớn lên, căn bản không có tiếp xúc qua nam nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, yêu nhân này bức cung làm sao cũng không chịu tiết lộ. Thương thế trên người An cũng khôi phục non nửa, nhưng bị mọi người hạ hơn 10 đạo cấm chế, chỉ có thể quật cường ngồi ở một bên, mặt mang vẻ châm chọc. Lý Vân Tiêu đi ra phía trước nói. Huynh đệ, người rất quật cường a. An cười lạnh nói. Sĩ có thể giết, chết một lần mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta đây liền không khách khí. An sửng sốt một chút, cau mày nói. Ngươi muốn giết ta? Lý Vân Tiêu lắc đầu cười nói. Siêu hồn mà thôi, không đến mức chí mạng. Cái thân thể của ngươi ta rất thích, giữ lại còn có tác dụng. Cả người An run run thoáng cái, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, lạnh giọng nói. Bổn tọa là cửu tinh đỉnh phong vũ đế, ngươi dám siêu hồn với ta, thuần túy là muốn chết. Hắn còn chưa nói xong, cả người liền run lên, trong mắt tuôn ra tinh mang, tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy song đồng của Lý Vân Tiêu yêu dị lên, bày biện ra 2 màu đỏ đen, hóa thành thái cực đồ ở trong con ngươi chuyển động. Ngươi thật dám siêu hồn với ta, ngươi không muốn sống nữa sao? An hoảng sợ quát to một tiếng, nhưng hoảng sợ phát hiện, có một lực lượng cực mạnh trực tiếp nhảy vào thức hải. Trong con ngươi của Lý Vân Tiêu, hắc hồng song sắc hóa ra thất thải quang mang, toàn bộ không gian hoảng hốt bất định. Người còn lại cũng kinh hãi, lẳng lặng ở một bên nhìn, thay Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh. Hai mắt Khâu Mục Kiệt lóe lên một đạo lục mang, rất là kinh ngạc. Con người của hắn là lấy từ mãnh thú, bị bản thân hoàn toàn luyện hóa, bây giờ lại có vẻ sợ hãi từ song đồng truyền ra. Lục đồng của ta là lấy từ đồng tộc mãnh thú thượng cổ, nhưng bây giờ nó đang sợ hãi. Trong lòng Khâu Mục Kiệt nhấc lên sóng lớn, nhìn chằm chằm con ngươi thất thải của Lý Vân Tiêu, cảm thụ được trận trận tinh thần lực quỷ dị, trong lòng lẩm bẩm. Đôi mắt kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt của An ở dưới thất sắc quang mang, bắt đầu ngây dại ra, cả người lơ lửng trên không trung, tứ chi buông ra, hoàn toàn mất đi ý thức. Tinh thần lực của Lý Vân Tiêu như là vô số lợi kiếm, trực tiếp phá vỡ linh đài thức hải của đối phương, nhảy đi vào. Cho dù không có tu luyện diệu pháp linh mục, hắn cũng có nắm chắc trực tiếp siêu hồn An, nhưng dù sao danh khí của Nguyệt Đồng quá lớn, hơn nữa đặc trưng rõ rệt, không thích hợp thi triển ở trước mặt mọi người. Lúc này tu luyện tiểu chuyển tam luân hóa sinh diệu pháp linh mục, toàn bộ Nguyệt Đồng tựa hồ tiến hóa, hình thái con người không giới hạn ở hình dạng huyết nguyệt nữa, để cho hắn thi triển rất tiện. Ký ức của An ở dưới nhãn lực trùng kích không ngừng bị mở ra. Nhưng hồn lực của cửu tinh đỉnh phong cường giả không phải người thường có thể sánh bằng, Lý Vân Tiêu mạnh mẽ phá vỡ ký ức, cũng có lực lượng phản phệ cực mạnh, chống đối đồng quang. Hơn nữa ký ức của yêu tộc đỉnh phong cường giả cái này cũng thập phần mạnh mẽ, ở phá vỡ đồng thời không ngừng tan vỡ, số lớn ký ức hóa thành mảnh nhỏ phân giải tiêu tán. Trong lòng Lý Vân Tiêu lo lắng không ngớt, chỉnh điều ký ức liên bắt đầu làm cho nghiền nát không thể tả, hắn chỉ có thể lấy được lẻ tẻ, đều là dâu ria. Hơn nữa căn bản chỉ là chút đoạn ngắn tu luyện, còn có một chút về tinh nguyệt ảo cảnh biến mất, nhưng mà nghiền nát không thể tả. Song đồng của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, thất sắc quang mang đình chỉ chuyển động, con người hóa thành hắc sắc, ngay cả thân thể cũng theo đó ma hóa lên, xuất hiện từng đạo ma văn. Trong mắt Bắc Thần Nam lóe lên tinh mang,
có chút ngưng trọng nhìn ma văn đầy người Lý Vân Tiêu, cũng không biết cái này là phúc hay họa. Sau khi ma nguyên lực xuất hiện, thất sắc quang mang từ từ tiêu tán, trực tiếp hóa thành ma đồng đen nhánh. Trong trí nhớ của An, cổ khí tức vỡ nát hết thảy kia bị ma nguyên tách ra, số lớn ký ức thoáng cái dâng lên, hóa thành vô số phù văn, ở trong linh đài vọt lên, không ngừng tiêu tán. Một đồng mâu hắc sắc xuất hiện ở trong thức hải của An, lạnh như băng nhìn phía dưới, từ trong vô số ký ức dâng lên tìm tòi. Đột nhiên đồng mâu co lại, một vòng hắc mang đẩy ra. Trong vô số phù lực, có mấy phù văn bị dị lực khống chế, trực tiếp hút vào con ngươi. Hai tròng mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, thu lại ánh sáng màu đen, hai mắt khôi phục thanh minh, chỉ là hơi lộ ra mệt mỏi. Phốc! Trong thất khiếu của An bắn ra máu tươi, không còn lực lượng kéo thân thể của hắn, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, trong mắt vô thần, triệt để biến thành ngu ngốc. Thành công không? Ninh Khả Vân cấp thiết hỏi, tuy trong lòng đoán được đã thành, nhưng vẫn có chút không thể tin được, dù sao đối phương là một cửu tinh đỉnh phong cường giả a. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ cổ quái, tựa hồ đang tiêu hóa ký ức của đối phương. Mọi người cũng không dục, lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc, hắn mới nói. Phương pháp truy tung những đại yêu kia ta đã tìm được, nhưng mà thực lực của đối phương thập phần mạnh mẽ. Yêu tộc bát bộ không chỉ tới 4 vị thống lĩnh, còn có siêu phàm nhập thánh cường giả. Yêu tộc siêu phàm nhập thánh. Mọi người giật mình, Ninh Khả Vân trầm giọng nói. Yêu tộc ở tinh nguyệt huyễn cảnh nhiều năm như vậy, có siêu phàm nhập thánh cường giả cũng chẳng có gì lạ, kỳ quái là tại sao lại đột nhiên tề tụ tới đây. Phải biết yêu tộc bát bộ là trụ cột vững vàng trong yêu tộc, căn cơ rất sâu, một lần tới 4 gã thống lĩnh, việc này quá mức kỳ quái. Mọi người đều trầm tư không giải thích được, nhất thời nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Cho dù không có siêu hồn, Lý Vân Tiêu cũng biết những yêu tộc này chắc chắn là vì thương cùng hồn thiên nghi mà đến. Hơn nữa từ trong trí nhớ của An tựa hồ có chút tin tức không tầm thường. Đối với thương cùng hồn thiên nghi xuất hiện, nội bộ yêu tộc ý kiến cũng không thống nhất, tựa hồ gây ra phân kỳ cực lớn. Nhưng việc này cực độ cơ mật, há có thể đơn giản nói ra, liền nói. Yêu tộc này ký ức tan vỡ quá nhiều, ta cũng không hiểu rõ lắm, đợi tìm được đám yêu nhân kia lại hỏi đi. Mọi người đều không tin, nhưng nếu người ta đã nói không biết, liền không nên hỏi nữa. Lý Vân Tiêu nói, cổ thân thể này của An không tệ, lại mất đi ký ức, người đoạt xá đi. Hắn nhìn Ác Linh nói, Ác Linh lấy làm kinh hãi nói, ta vừa thích ứng bộ thân thể này, đột nhiên lại đổi có không thích hợp hay không. Hơn nữ yêu nhân này nhìn như là một tiểu bạch kiểm, không phù hợp tính cách thô cuồng của bản đại gia A. Mọi người lần thứ hai giật mình, cổ quái nhìn Ác Linh, nguyên lai tiểu tử này là đoạt xá thân thể. Phải biết rằng đoạt xá tồn tại rất nhiều hạn chế, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không căn bản sẽ không làm loại sự tình này. Trước đây Kỳ Thắng Phong vẫn ký túc ở trong thân thể hành nguyên bộ, thẳng đến lấy được thân thể Vu Giật Tiên mới đổi, cũng là đạo lý này. Nhưng Ác Linh này hết sức kỳ quái, tựa hồ trời sinh chính là thích đi đoạt xá. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát. Lời vô ích cái gì, nhanh lên, đây là thân thể cửu tinh đỉnh phong. Hơn nữa thần thông của hắn ngươi cũng kiến thức qua. Trong mắt Ác Linh bắn ra tinh mang, nuốt nước bọt nói. Một chiêu kia đích xác rất giỏi, chém hai nửa liền thành hai cái. Sau đó một đạo vũ khí nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu long vệ bừng lên, dần dần ở trên không trung ngưng tụ thành một hung ác chi kiểm, cười ha ha tới hướng An vọt xuống. Tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh, trong mắt đều kinh sợ không thôi. Đoạt xá là chuyện dị thường trắc trở. Hơn nữa rất dễ xuất hiện sai lầm, nặng thì hồn phi phách tán, nhưng ở trong mắt linh thể quỷ dị này, thật giống như đi chơi vậy. Bọn họ không khỏi cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, bên người tiểu tử này đều là loại biến thái A. Ha ha! Ác Linh nhảy vào trong cơ thể An, rất nhanh liền nhảy dựng lên, khuôn mặt ngu ngốc của An trong nháy mắt tràn ngập hung ác, ngẩng đầu cười ha ha. Ha ha, thật mạnh, thân thể thật mạnh. Hắn cười như điên nói. So với long duệ kia mạnh hơn. Cái này liền thành công. Mọi người triệt để choáng váng, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Người khác còn tốt, Khâu Mục Kiệt thân là thuật luyện sư lại há to mồm, hoàn toàn dại ra. Sau đó vẻ dại ra dần dần thay đổi âm trầm, trong mắt tỏa ra lục mang, thỉnh thoảng có tinh quang lóe ra. Chuyện đoạt xá liên quan đến hai hàng rào nhân thể là linh hồn cùng lọ,
hắn đối với thân thể con người nghiên cứu đến cực hạn, cũng vô pháp giải thích hiện trạng thời khắc này của ác linh. Hắn không kiềm hãm được lè lưỡi, ở trên môi liếm vài cái. Ác linh thoáng cái nhảy đến bên người long vệ, lấy cái búa ra ngoài, kêu lên. Bản đại gia vẫn quen cái này à. Mọi người chỉ cảm thấy có chút say xe cùng hoảng hốt, hình như một màn trước mắt không chân thật. Khanh khách, đột nhiên Phi Nghê cười ha hả, nói. Bản thân phu quân ta chính là quái vật, bên người tất cả đều là quái vật, ta rất thích a. Nàng thoáng cái nhào tới muốn ôm Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ ôm lấy một đạo tàn ảnh, không khỏi nũng nịu hừ vài câu, có vẻ cực kỳ bất mãn. Lý Vân Tiêu nói. Đi thôi, làm trễ nãi hai ngày, Lê còn chưa phá vỡ huyễn trận, ta chỉ sợ đằng quang nhìn không được đã chết, vậy liền không thể xoay chuyển trời đất. Hàn Quân Đình thoáng cái ném ra kim diệp hóa thành chiến hạm, Lý Vân Tiêu lấy ra một la bàn, chính là yêu lực la bàn lấy được trên người An, bất cứ lúc nào cũng chỉ hướng tên đại yêu chế tạo ra nó kia. Kim diệp ở trên không trung phiêu đãng vài cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh về một phương hướng. Xa ở Thái Hư huyễn cảnh chẳng biết đất, một cái nhà kiến trúc hùng vĩ sừng sững ở giữa biển, che hơn 300 dặm, cách Ly Thiên Nhật. Cung điện bầu trời chín đạo thác nước phi chảy xuống, thành thế cửu long cấp thủy, chấn lên vô số bọt nước, hóa thành từng mảnh vũ khí tản mát ra, như là tiên cung. Bốn đại tự thiếp vàng ở trên bầu trời không ngừng lóe ra, chính là tên điện này, Thái Hư huyễn điện. Cung điện lớn hơn mấy trăm trượng, đột nhiên hiện ra mấy đạo nhân ảnh, lặng yên không tiếng động dẫm trên mặt nước, lẳng lặng đứng đó. Trang phục mấy người đều thập phần cổ quái, đơn giản cùng nguyên thủy. Trên người treo đầy các loại ngọc thạch, khô lâu cùng cành cây làm trang sức, tràn ngập cuồng vọng không kiềm chế được, có dã tính khó có thể phục tùng. Tất là cái này không thể nghi ngờ. Nói chuyện chính là yêu Lê, đổi lại trở về phục sức yêu tộc, khí thế của nàng cùng trước hoàn toàn khác nhau, lộ ra lạnh lùng cùng tôn quý. Đây đã là cái thứ bảy chúng ta tìm được, người xác định sao? Dực hai tay ôm trước ngực, mười ngón giống như bạch cốt lộ ra, có vẻ thập phần chói mắt. Lê nói, xác định không sai. Nàng quay đầu nhìn Thương, lặng lặng đợi chỉ thị của hắn. Thương người mặc lăng la trường bào, trái lại càng giống như là nhân loại, là trang phục của phú gia công tử, bên hông còn đeo một khối mỹ ngọc, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra quang huy ôn nhuận. Lúc này sắc mặt của hắn giống như mỹ ngọc, trong suốt mà quang trạch, rồi lại giản dị ôn hòa. Thương thở dài nói, tiên cung to lớn như vậy, bình sinh ít thấy. Thảo nào nhân tộc có khả năng trở thành chủ nhân thiên vũ giới, chỉ là khí phách rộng lớn như vậy, để người khó có thể với tới. Lê cười nói, Thương đại nhân khen chật rồi, đây bất quá là diễn hóa ra huyễn điện mà thôi, hướng không trung biến ảo, lại to lớn làm sao, trung quy khó có thể thành thực. Thương lắc đầu nói, nó do tâm sinh, quang cảnh rộng lớn như vậy, là tâm cảnh của vương tọa đằng quang, rất giỏi. Ảo cảnh này xác thực thần thông quảng đại. Không thể không thừa nhận, thậm chí còn trên tinh nguyệt huyễn cảnh. Một gã đại yêu nhìn cửu long trước mắt, cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tên đại yêu này đầu đội chiên mạo, đôi mắt giống như đá mắt mèo từ từ sinh huy. Khoác trên người một kiện giáp áo da thú, phía trên tất cả đều là phù văn thiên nhiên, liếc nhìn lại, có vẻ rất dữ tợn. Trong mắt rực bắn ra hàn tinh, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, hừ nói. Yêu tộc ta! Từ khi thiên vũ giới thành lập liền hoành hành thiên hạ, không thể ngăn trở, nghĩ không ra truyền tới thế hệ các ngươi, lại bị nhân tộc đánh vào trong ảo cảnh, tham sống sợ chết, thật làm cho tổ tiên xấu hổ. Ngươi làm càn. Phía sau tên đại yêu kia, một yêu tộc mặt xanh răng nanh phẫn nộ quát. Chúng ta kính các ngươi là tiền bối, nhưng không được vô lễ với Từ đại nhân. Tên đại yêu đỉnh đầu đội chiên mạo kia tên là Từ, ba gã yêu tộc phía sau hắn đều giận dữ. Thoáng cái hình thành thế đối địch, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dực. Từ thở dài nói. Cánh đại nhân nói không sai, các ngươi kích động cái gì? Cùng nhân loại chiến đấu đến nay, hơn mấy ngàn vạn năm qua, chúng ta đã khiến vô số tổ tiên hổ thẹn. Dực lạnh lùng nói. Nghe thấy chưa, Từ mình cũng thừa nhận, các ngươi mất mặt như vậy, chẳng lẽ còn không cho ta nói? Chết tiệt! Yêu tộc mặt xanh nanh vàng kia bóp xong quyền nổ vang, tiến lên chờ lệnh nói. Từ đại nhân, xin cho ta xuất thủ giáo huấn tên cuồng vọng này. Từ nói. Dực đại nhân nói không sai, ngươi lui ra đi. Đại nhân. Têu yêu tộc mặt xanh nanh vàng kia nổi giận gầm lên một tiếng,
tức đến mặt xanh biến thành đen, nguyên lực trên người nhộn nhạo, rồi lại không chỗ phát tiết. Sắc mặt hai gã yêu tộc đại năng khác cũng rét lạnh xuống. Từ nói, ta lý giải tâm ý của ba người các ngươi, nhưng Dực đại nhân nói cũng không sai, nếu không thể nhìn thẳng vào nhược điểm của mình, nhìn thẳng vào chênh lệch giữa hai tộc, cả ngày sinh hoạt trong cuồng vọng tự đại, làm sao trấn hưng tộc ta? Phía sau một gã đại yêu trào phúng nói. Chẳng lẽ bọn họ có thể trấn hưng tộc ta sao? Bất quá là vài tên ngu xuẩn chỉ biết nội chiến, hơn nữa còn cùng nhân tộc cấu kết chung một chỗ, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Khánh đi theo phía sau, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Đường Khánh thủy chung bình tĩnh, tựa hồ có loại cảm giác vạn niệm tịch diệt, không nói một lời, mặc dù tên đại yêu kia trực tiếp ghim hắn, nhưng sắc mặt hắn bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ. Khâm nói không sai. Yêu tộc mặt xanh nhanh vàng châm chọc nói. Nếu không phải thương đại nhân luyện hóa bản tộc chí bảo hồn thiên nghi, bổn tọa sao lại chạy tới Hồng Nguyệt Thành này? Hơn nữa lúc trước nếu không phải vì thương đại nhân mang hồn thiên nghi đi, yêu tộc ta còn không đến mức rơi vào nông nỗi này. Từ biến sắc quát. Tiên, người quá phận. Yêu tộc mặt xanh nhanh vàng hừ lạnh nói. Ta quá phận, ta thấy những tiền bối này mới quá phận, không trông cậy nổi, không bằng chúng ta mang hồn thiên nghi đi. Trấn hưng yêu tộc. Hắn nhìn một gã đại yêu khác nói. Mông, người thấy thế nào? Tên đại yêu kia trên người treo đầy ngọc thạch, đầu đội ngân khôi, phía trên anh quang diễm diễm. Mông sắc mặt bình tĩnh nói. Ta tán thành cách nhìn của các ngươi, nhưng ta nghe theo từ đại nhân phân phó. Tiên hừ lạnh nói. Mệnh lệnh của từ đại nhân tự nhiên là trọng yếu, nhưng ba người chúng ta biểu thị cho bát bộ tộc, liền tự có ý kiến của mình. Dù sao tộc ta hưng suy, người người hữu trách. Khâm lạnh lùng nói. Ta tán thành tiên nói, bảo những người này giao hồn thiên nghi ra. Dù sao thời đại biến thiên, bây giờ thiên vũ giới đã không phải là thiên hạ của mấy vị tiền bối này. Dực khinh miệt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói. Dĩ nhiên không phải là thiên hạ của chúng ta, mà là thiên hạ của nhân tộc. Người quả nhiên là đức hạnh khó sửa. Khâm tức giận nói. Từ đại nhân. Chúng ta phi thường tôn kính ngài, nhưng nếu ngài khư khư cố chấp, sợ sẽ hại toàn bộ yêu tộc. Hai mắt Từ giống như bảo thạch, nếp nhăn trên mặt cũng tăng nhiều hơn, nói. Nếu các ngươi còn tôn kính ta, thì không nên làm loạn nữa. Đại nhân, tiên dậm chân một cái, chấn lên hơi nước khắp bầu trời, ào ào rơi vào trong biển, tạo nên vô số sóng gợn, giống như là nội tâm của hắn, vô pháp bình tĩnh. Từ lạnh nhạt nói. Không có thương đại nhân, là khó có thể chiến thắng nhân loại. Các ngươi đều là bát bộ tộc tộc trưởng, năng lượng cường đại nhất toàn bộ yêu tộc. Nhưng mà, An đã bỏ mình. Mắt hắn trong sát na hóa thành thanh minh, sau đó lại mở đi. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, khó mà tin được. Lê cả kinh kêu lên. Làm sao có thể, ta bày ra thiên tàn bách thú trận, trừ khi có 100 Lý Vân Tiêu, bằng không đều phải chết ở bên trong. Từ nói, Lê đại nhân nói không sai, uy lực trận pháp ta hết sức rõ ràng. Hơn nữa có trận này, cho dù An không địch lại, chí ít cũng có thể đào mạng, nhưng tiếc hận chính là, hắn đích xác bỏ mình. Nhân loại đáng chết, tiên cắn răng nghiến lợi nói. An nhất định là lưng đeo vinh dự của tộc ta, cho nên không chịu đào tẩu, tử chiến xa trường, từ đại nhân, chúng ta giết ngược lại báo thù cho An đi. Từ phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Không cần trở lại, những người đó đã đi theo tới rồi. Hắn quay đầu lại nói. Thương đại nhân, lúc này chúng ta như thế nào cho phải? Mọi người khắc khẩu, Thương Thủy Chung không nói một câu, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Lúc này mới mở miệng nói. Lý Vân Tiêu là người mang thiên mệnh, nếu bị An giết chết, ta ngược lại sẽ kỳ quái. Người số này mệnh cực mạnh, tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc, hiện tại ly khai Thái Hư Huyễn Điện mới là chính đồ. Chúng ta đi vào trước đi, tận lực không cùng bọn họ nảy lên xung đột. Cái gì? Tiên giận dữ nói. Hiện tại có nhân loại giết đồng bạn chúng ta, hơn nữa còn là bát bộ tộc trưởng, lại không đánh mà chạy. Là ta nghe lầm sao? Thương nhìn hắn một cái nói. Muốn chiến, bản thân ngươi liền lưu lại đi, bên người bổn tọa không cần ngu xuẩn. Tiên lạnh giọng nói. Chúng ta lưu lại cũng được, ngươi giao hồn thiên nghi ra đây. Mấy người chúng ta liền đi. Từ quát. Không được càn rỡ, nghe thương đại nhân nói, vào điện, ai dám không theo,
đó là kháng lệnh, tại chỗ đánh chết. Từ đại nhân, ngài, Tiên cùng Khâm đều khó có thể tin, làm sao cũng không nguyện tin tưởng Từ sẽ vì giữ gìn thương, mà đối với bát bộ tộc bọn họ biểu thị bất mãn. Chỉ có Mông là sắc mặt bình tĩnh, giống như một khối thạch đầu, làm sao cũng sẽ không thay đổi. Từ lạnh lùng nói, đi, trong tay hắn có một đạo quang mang chớp động, hóa thành một cây ba tong bằng gỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phía trên khảm tinh vân đồ án, nhoáng lên một cái, nhất thời một đạo quang mang bao mọi người lại, bay vào Thái Hư Huyễn Điện. Đột nhiên trên bầu trời dâng lên một trận ba đào, toàn bộ sắc trời tối xuống. Trong tầng mây kia, tựa hồ có một đạo quang mang bay nhanh xuống, như sao chổi quét ngang trời cao, rơi xuống ở trước Cửu Long Phi Bộc. Toàn bộ không gian bị một điểm quang mang kia ảnh hưởng, tầng tầng đè ép xuống, tựa hồ chen thành một đoàn, trở thành cái đuôi ánh sáng. Ở trên trời biến ảo ra cảnh tượng kỳ dị. Không tốt. Từ đột nhiên nhẹ giọng quát, độn quang ngừng lại, mọi người đồng thời hiện ra. Hắn quát lên. Tán. Điểm cường quang trên bầu trời kia là hướng về phía bọn họ kích bắn đến, uy lực mạnh như đại sơn áp đỉnh. Toàn bộ biển khơi bị cổ khí thức kia đè ép, phương viên nghìn trượng trực tiếp bị đè xuống hơn 10 trượng. Nhưng ở đây không có chỗ nào mà không phải là cường giả đỉnh phong, từ vừa dứt tiếng. Liền có mấy đạo quang mang bay vụt ra, trong khoảnh khắc ở ngoài trăm trượng. Điểm cường quang kia rốt cục hạ xuống, là một mũi tên, trực tiếp bắn vào trong biển rộng. Ầm ầm, toàn bộ nước biển nổ lên, ngưng tụ thành một long quyền lực, sóng lớn nghìn trượng, trào về bốn phương. Dị tượng kinh khủng xuất hiện ở trên mặt biển, cột nước chẳng biết phương viên mấy dặm, cuồn cuộn không ngừng bắn về thương khung, đại dương mênh mông nghịch lưu. Cảnh tượng đồ sộ trong nháy mắt áp qua Thái Hư Huyễn Điện cùng Cửu Long Phi Bộc. Từ lớn tiếng quát, là ai, ra đây. Trong cột nước đột nhiên bay ra một quang cầu, ở trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Trong quang cầu có một thân ảnh màu tím, lưng đeo trường cung. Quang cầu ba một tiếng nghiền nát, đạo tử ảnh kia thoáng cái rớt xuống, dẫm trên mặt biển, thân thể theo ba đảo phập phồng. Tiên quát, ngươi là người phương nào? Tại sao xuất thủ với chúng ta? Người trước mắt này cách hắn gần nhất, hơn nữa trên người tán ra khí tức khiến trong lòng hắn thấp thỏm. Xa xa Đường Khánh cũng có chút giật mình nói. Ngân Nguyệt Vũ Đế Huyền Hoa. Tiên thất kinh, vội vàng thả người dựng lên, thoáng cái thối lui mấy trăm trượng. Mặc dù hắn thân là yêu tộc, nhưng ở thiên vũ giới, thập đại phong hào vũ đế như là kinh thiên vĩ địa, như sấm bên tai. Gì, người nhận thức ta? Huyền Hoa nhìn Đường Khánh, trầm tư nói. Nhìn rất quen mắt a, làm sao trong lúc nhất thời nhớ không nổi ngươi là ai nhỉ? Sắc mặt Đường Khánh âm trầm, nặng nề hừ một tiếng. Bản thân hắn đứng đầu Hồng Nguyệt Thành, một trong thất đại tông chủ, vậy mà đối phương nói không biết, đây là Trần Trụi Miệt Thị. Ai nha, thật không nghĩ ra, không có ý tứ. Huyền Hoa chớp mắt nói. Nhưng người không thể không tên không tuổi, ta gọi ngươi Trương Tam được không? Đường Khánh tức đến mặt tái xanh, nếu đối phương không phải là phong hào vũ đế, sợ là đã sớm xông lên liều mạng. Mà bây giờ xông lên không phải liều mạng, đó là toi mạng. Sắc mặt Từ cảnh giác nói. Nguyên lai là Ngân Nguyệt Vũ Đế đại nhân, chẳng biết xuất thủ ngăn chúng ta lại là có ý gì. Huyền Hoa cầm cung xuống, thoáng cái liền tiêu thất ở trong tay. Cách đó không xa, vài tên yêu tộc bị hắn cầm cung dọa sợ, không khỏi lui lại mười mấy trượng. Sau đó thấy cung tiễn tiêu thất, liền nổi giận không ngớt. Huyền Hoa cười nói. Không có ý gì, ta ở trong huyễn cảnh đi vòng vo mấy ngày, cái quỷ gì cũng không gặp, thật vất vả nhìn thấy chút người sống, nên kích động, cầm dây cung không chặt mà thôi. Nói một chút, làm sao các ngươi lớn lên kỳ quái như vậy? Chúng đại yêu sắc mặt trầm xuống, đối phương biết rõ còn hỏi, cố ý vạch trứng tìm xương, miệt thị yêu tộc. Từ lạnh lùng nói. Ở trong mắt lão hủ, Huyền Hoa đại nhân lớn lên mới kỳ quái a. Nếu không có chuyện gì khác mà nói, xin tránh ra, đừng cản đường. Huyền Hoa nói. Dù sao ta cũng không có việc gì, liền theo các ngươi đi vào nhìn một chút. Ngày hôm qua ta đến trước đại điện này, chỉ là không dám đi vào, hiện tại vừa lúc, cầu bao dưỡng a. Từ giật mình nói. Huyền Hoa đại nhân, ngươi đang nói đùa. Huyền Hoa nháy con mắt, tràn đầy vẻ vô tội nói. Làm sao nói giỡn, nếu các ngươi không chịu mang mà nói, ta liền đuổi theo.
Quan đạo rộng lớn, các ngươi đi các ngươi, ta đi mặc ta. Khâm lạnh giọng nói. Từ đại nhân, hắn là cố ý tìm vết, không bằng mọi người cùng nhau xuất thủ giết hắn, cũng diệt uy phong của nhân loại. Trong mắt tiên cũng toát ra hàn quang nói. Nếu có thể giết một gã phong hào vũ đế, vậy cũng không uổng công chuyến này. Còn lại vài tên đại yêu đột nhiên tản ra, mọi người hiện lên chi chít như sao trên trời, đem huyền hoa vây vào giữa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ánh mắt Từ cũng biến thành trong suốt, quay đầu nói. Thương đại nhân, người quyết định đi. Tiên cùng Khâm nhướng mày, lộ ra vẻ hết sức bất mãn. Nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, nên không biểu lộ ra. Thương nói. Từ đại nhân, người nghĩ chúng ta có thể giết hắn sao? Từ cau mày nói. Có thể, nhưng rất khó. Thương gật đầu nói. Trước mắt nhiệm vụ lớn nhất là ly khai thái hư huyễn cảnh, miễn cho tổn thương, để cho hắn đi theo đi. Từ nói. Nhưng người này ở sau lưng chúng ta, vạn nhất phá hủy đại sự. Thương cười nói. Lúc này mục tiêu của tất cả mọi người đều nhất trí, đó là phá vỡ huyễn cảnh, trừ khi hắn không muốn sống. Từ gật đầu nói. Nói có lý. Tiên cả giận nói. Từ đại nhân, hắn như vậy là sợ chết. Từ lạnh nhạt nói. Câm miệng, đi thôi. Tiên. Trong mắt hắn hầu như muốn phun ra lửa, hắn không rõ Từ làm sao lại coi trọng Thương như vậy, không phải là một hồn thiên nghi sao, hắn không tin trong yêu tộc lại không người nào có thể luyện hóa nó. Khâm nhìn hắn một cái, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng mặc dù nội tâm phẫn nộ, cũng không dám phát tiết ra, chỉ có thể đi theo mọi người. Huyền Hoa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, đuổi theo kêu lên. Nói đánh là đánh, nói không đánh liền không đánh, chư vị thật đúng là sảng khoái a. Thương quay đầu lại cười nói. Lúc phá trận nếu có cần, mong Huyền Hoa đại nhân xuất thủ tương trợ. Huyền Hoa nghẹo đầu, cười cổ quái. Thân ảnh mọi người rất nhanh liền tiêu thất ở trước đại điện. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước điện có một đạo kim quang lóe ra, hóa thành một con thuyền, chậm rãi bay xuống. Kim Diệp thoáng cái phóng đại, thân ảnh mọi người hiển lộ ra, Lý Vân Tiêu cầm la bàn, nhìn đại điện nói. Bọn họ tiến vào rồi. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Đây là Thái Hư Huyễn Điện sao, to lớn như vậy, chúng ta có nên đi vào hay không? Song đồng của Lý Vân Tiêu hóa thành màu đen, ngắm nhìn hơi nước trước đại điện, xuyên thấu qua tất cả, nhìn thấy một đoàn ba văn. Cửu Long Phi Bộc hoàn toàn che giấu ba văn, chấn lên kinh đào. Căn bản mênh mông khó xét, chỉ có ở dưới Nguyệt Đồng mới có thể rõ ràng thấy được. Trung tâm ba văn, là một điểm bạch mang, càng bao phủ ở trong vô số thủy hoa, nhưng Lý Vân Tiêu thấy rõ ràng điểm bạch mang này ngưng mà không tán, phóng ra ba văn lực cũng phi thường vững chắc, kéo dài không dứt. Lý Vân Tiêu, làm sao vậy? Hàn Quân Đình chú ý tới dáng vẻ của hắn, hướng trong nước nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Lý Vân Tiêu cười nói. Không có việc gì, chỉ là đi vào Thái Hư Huyễn Điện cũng không phải chỉ có người yêu tộc. Hàn Quân Đình cau mày nói. Cũng không kỳ quái, nếu chúng ta có thể tìm tới đây, những tuyệt thế cường giả khác có thể tới cũng không ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu cười nói. Đi thôi, Thái Hư Huyễn Cảnh này diễn biến càng ngày càng chân thật, rừng càng lâu càng nguy hiểm. Hắn đi vào, người còn lại cũng vội vàng đuổi kịp, hơn 10 người tiêu thất ở trong hơi nước. Trong một hang động đồ sộ, trên đỉnh có thạch nhũ tinh xảo đặc sắc, sinh ra từng mảnh yên hà. Trên vách động chiếu ra hai đạo nhân ảnh, đối nhau tĩnh tọa, không có bất kỳ thanh âm gì. Đông! Đột nhiên một giọt thạch nhũ thuần trắng hạ xuống, ở trên tảng đá mở tung. Một người trong đó chậm rãi mở mắt, ánh sáng ngọc thạch trong động chiếu rọi, dung nhan tuấn tú có vẻ yêu dị, trong con người chớp động tiểu ý nói. Tới không ít người thú vị nha! Trung niên nam tử ngồi đối diện vóc người khôi ngô, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoáng cái mở hai mắt, hàn mang như điện bắn ra, lạnh lùng nói. Hừ, cẩn thận đùa lửa trên thân, chung quy thất bại trong gang tấc. Đăng Quang khẽ cười nói. Hi hi, không cần các hạ hảo tâm, cho dù thực sự chết đi, chỉ ít bổn tỏa cũng nỗ lực qua, đã nếm thử, chết cũng không tiếc. Huống chi tình huống bây giờ so với ta dự đoán tốt hơn rất nhiều. Cũng không ít người quen bằng hữu tới ủng hộ. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Đáng tiếc lão phu không có hứng thú cùng ngươi chịu chết, đợi phá tan phong ấn này, liền là tử kỳ của ngươi. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy,
Trên đỉnh đầu nhất thời hiện ra một mảnh quang vựng, bên trong có ngũ quang thập sắc, sơn thế kéo dài, áp đến toàn bộ không gian run rẩy. Một mảnh núi non kia ở dưới kỳ thắng phong dãy giụa, bắt đầu ầm ầm rung động, có tư thế sụp xuống, số lớn vân khí từ bên trong quang vựng rơi ra. Đăng Quang không chút hoang mang, giơ tay lên kết ấn, lăng không điểm ra. Từng đại tự kim sắc ở trên không trung hiện hình, bay vào trong quang vựng, nhất thời khí thế rung động giảm đi, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Quang vựng lóe lên, ở trên đỉnh đầu kỳ thắng phong biến mất. Hừ, vậy mà mượn dùng cả tòa sơn thế đến áp ta, đáng tiếc lực lượng của ngươi có hạn, ta muốn nhìn ngươi còn có thể kéo bao lâu. Kỳ thắng phong hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chỉ 2-3 lần nữa, ta liền có thể phá vỡ, đến lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Đăng Quang híp mắt cười nói. Chờ ngươi phá vỡ rồi hãy nói. Kỳ thắng phong hừ một tiếng, liền nhắm mắt lại tiếp tục điều tức. Trong mắt Đăng Quang tinh quang chớp động, hai tay không ngừng bắt quyết, ngàn vạn trận phù cổ quái bay ra, hướng 4 phương 8 hướng tán đi. Trong những trận phù kia, tất cả đều ẩn chứa quy tắc, thoáng cái bay vào tinh bích, sau đó biến mất. Da thịt trên người của hắn như là thoáng cái rút hết máu, dị thường tái nhợt, thậm chí trong suốt. Đám người Lý Vân Tiêu bước vào trong đại điện, thoáng cái bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Từng tòa cung điện đứng sừng trong mây, rậm rạp trải rộng trước mắt. Trước mỗi tòa cung điện đều dùng vân thê tương liên, trong khoảnh khắc nhìn lại giống như là mênh mông vô bờ. Phi Nghê thở dài nói, Cửu Long Phi Bộc to lớn, nguyên lai chỉ là một cánh cửa mà thôi. Hàn Quân Đình cau mày nói, cái này phiền toái, nhiều cung điện như vậy, ít nhất, có hơn 1000, ai biết vương tọa ẩn thân nơi nào. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, yêu khí la bàn cũng đình trệ, hình như thoáng cái mất đi liên hệ. Ninh Khả Vân cảnh giác nói, sẽ không ở đây cũng là người yêu tộc cố ý dẫn chúng ta tới chứ. Lý Vân Tiêu nói, sẽ không, nơi đây ngoại trừ đại yêu ra, còn có những người khác đi vào. Lúc trước ngoài điện ta nhìn thấy ký hiệu những người khác lưu lại. Tử Sú Tịch nói, nơi đây là thật, việc cấp bách là tìm ra chỗ của vương tọa, nhiều cung điện như vậy, không bằng mọi người phân công nhau hành sự. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói, Tử Sú Tịch đại nhân sợ là muốn chạy đi, miễn cho bị Vi Thanh nhìn thấy sẽ nghi. Tử Sú Tịch trầm xuống quát, Hàn Quân Đình, đừng vội lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta là vì mọi người bày mưu tính kế. Lý Vân Tiêu nói, Tử Sú Tịch đại nhân không nên tức giận, tâm tư đại nhân chúng ta đều có thể cảm nhận được, không bằng đại nhân thử xem có thể thuận lợi bay vào một đại điện phía trước hay không. Tử Sú Tịch nói, có ý gì, chẳng lẽ còn có cấm chế? Hắn cau mày, vẻ mặt cảnh giác, thoáng cái phóng lên cao, nhất thời kích bắn ra ba đào, cả người bị một cổ lực lượng áp chế, trực tiếp bắn trở về. Phanh! Cả người hắn bị ép lui. Hai chân đạp vào đại địa, toàn bộ bàn chân vùi lấp xuống dưới, nguyên lực ở trên người hắn nổ lên, kích đáng ra. Mọi người lập tức bị nguyên lực kia trùng kích, đều lộ ra kinh hãi. Lý Vân Tiêu cũng giật mình nói. Cũng quá mạnh đi. Tử Sú Tịch âm trầm nói. Nếu không phải sớm có cảnh giác, sợ là sẽ chấn đến bị thương. Ninh Khả Vân có chút không tin nói. Quá khoa trương đi, vừa rồi Tử Sú Tịch đại nhân dùng mấy phần lực lượng. Toàn lực trùng kích có thể phá bỏ đạo phong tỏa này không? Tử Sú Tịch trầm tư nói. Chí ít dùng 5 thành, toàn lực đánh có thể đột phá. Nhưng vạn nhất không phá nổi, bị cấm chế này phản phệ, không chết cũng phải bị thương nặng. Hàn Quân Đình nói. Nếu áp chế phi hành, nơi này rộng mấy ngàn dặm, hơn 1000 cung điện, đi cho tới khi nào a? Hơn nữa phía trước căn bản không gặp những yêu tộc kia, bọn họ nhất định là bỏ chạy. Ha ha. Đây cũng là lúc hiển lộ thần thông. Đột nhiên Khâu Mục Kiệt cười ha hả, phanh một tiếng liền mở ra Hắc Vũ Dực, từng đạo lôi điện ở phía trên hiện lên, đồng thời mở ra thiên mục, trực tiếp xoay chuyển không gian. Thiêu một tiếng, cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại có không gian chi lực lăn tăn, còn có một tiếng cười đắc ý truyền đến. Ha ha, bổn tọa đi trước một bước, các ngươi tiếp tục ở lại đi, ha ha. Đồng tử của La Thanh Vân hơi co lại. Một bước đạp tiến lên, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ta cũng không bồi ngươi, nhớ ký ước định, ta ngươi sinh tử đánh một trận. Tay phải hắn một chảo, nắm trường thương trong tay, mạnh mẽ bay về phía chân trời.
một đạo long uy hạo đáng, xông thẳng Cửu Tiêu. Tầng mây ở dưới khí tức chân long đều tránh lui, ánh sáng cấm chế không ngừng hoảng động. Cả người La Thanh Vân hóa thành một đạo thanh quang, liền xông lên trời, trực tiếp tiêu thất ở trước mắt mọi người. Trên người 9 tên quỷ tu la cũng dâng lên yêu khí ngập trời, kim quang chớp động, hóa thành từng đạo kim cầu bao vây bản thân, sau đó thoáng cái liền phá không tiêu thất. Qua, đều đi, Tử Sú Tịch, ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Khuôn mặt ác linh châm chọc quái thiếu, khinh miệt nói. Ha ha, tuy rằng đều là cửu tinh đỉnh phong vũ đế, nhưng thời điểm mấu chốt chênh lệch liền đi ra. Tử Sú Tịch đỏ mặt lên, hừ lạnh nói. Chỉ là lão phu không muốn liều mạng mà thôi, nếu ta đánh ra con bài chưa lật, đừng nói bỏ chạy, coi như là phá hỏng cấm chế này, cũng không nói chơi. Nga, vậy ngươi đánh ra con bài chưa lật đi, đánh A, cho mọi người xem. Ác linh trừng tròng mắt lên, khinh bỉ không chút nào che giấu. Tử Sú Tịch ngẩng đầu lên, hừ lạnh nói. Con bài chưa lật đều là tuyệt kỹ sinh tử một đường mới có thể vận dụng, sao có thể tùy tiện đánh ra cho thô nhân thưởng thức. Thô nhân, ngươi nói ai thô nhân? Ác linh vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp cầm lấy búa bổ tới, cả giận nói. Dám mắng ta, bản đại gia chém chết ngươi. Hai người rất nhanh đánh thành một đoàn, bốn phía đều là thanh âm bang bang phanh. Tân thần một trận không nói gì, nói. Cùng người như thế ở chung một chỗ lâu, cảm giác chỉ số thông minh của mình bị kéo xuống. Lý Vân Tiêu, người suy nghĩ biện pháp, cũng không thể chờ ở đây à. Lý Vân Tiêu cười nói. Biện pháp thì rất nhiều, nhưng mà muốn mọi người đồng thời đi qua, cũng chỉ có hắn. Ra đi, Diệp Phàm. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Nơi mi tâm bắn ra một đạo quang mang, ở cách đó không xa ngưng tụ thành hình, chậm rãi hóa thành một con thuyền kim sắc. Trên thuyền ánh vàng lấp lóe, tôn nhau sinh huy, tràn đầy phú quý. Trên mũi thuyền không gian ba đãng, một đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện, mặt mỉm cười nói. Lên thuyền đi, chư vị. Cái này, đây là. Ngoại trừ tân thần cùng ác linh ra, người còn lại chưa từng thấy qua Diệp Phàm cùng cửu đỉnh chi chu, đều sợ ngây người. Đột nhiên Tử Sú Tịch đại chấn, thất thanh kêu lên. Cửu đỉnh chi chu, đây là cửu đỉnh chi chu. Ninh Khả Vân cùng Hàn Quân Đình cũng đại chấn. Hàn Quân Đình vẫn nghĩ lầm thánh khí của Lý Vân Tiêu chính là cửu đỉnh chi chu, cho nên khi thuyền này ra nàng cũng đã đoán được. Dù vậy, trong khoảnh khắc cũng không khỏi thất thần, kinh ngạc nhìn vật trong truyền thuyết kia. Ninh Khả Vân cũng kinh hãi nói. Lý Vân Tiêu, đây thật là cửu đỉnh chi chu sao? Diệp Phàm mỉm cười nói. Không giả được. Phi Nghê cả kinh nói. Tương truyền cửu đỉnh chi chu có khả năng xuyên toa thời không, dẫn người hoành độ bỉ ngạn, nếu có thuyền này, chúng ta có thể trực tiếp ly khai thái hư huyễn cảnh hay không? Trên mặt Diệp Phàm ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Theo lý là có thể, nhưng tu vi của ta không đủ, vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng mà mang theo mọi người xuyên qua cấm chế không gian là không có vấn đề. Thật, thật là cửu đỉnh chi chu. Tử Sú Tịch cùng Ninh Khả Vân triệt để dại ra, trong đầu trống rỗng, có chút không phản ứng kịp. Bắc Thần Nam ánh mắt chớp động nói. A thánh khí sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn một cái khen. Hảo nhãn lực, cửu đỉnh chi chu đích xác không phải thánh khí hoàn chỉnh, nhưng đã là thuật luyện cường đại nhất 10 vạn năm qua. Bắc Thần Nam gật đầu nói. Có thể làm đến phân thượng này, đã rất giỏi. A thánh khí. Tử Sú Tịch run lên, ánh mắt liếc qua, đánh giá Bắc Thần Nam, trong mắt lộ ra kinh hãi. Ninh Khả Vân nuốt mấy ngụm nước bọt, mới nói ra được. Lý Vân Tiêu, tại sao chí bảo này sẽ ở trong tay ngươi? Lý Vân Tiêu nói. Nói rất dài dòng, sau này có cơ hội sẽ chậm chậm nói, lên trước thuyền đi. Phi Nghê cười cười, quanh thân dâng lên hỏa diễm, phượng ảnh lóe lên, liền đạp lên thuyền, cười đùa nói. Có thể leo lên cửu đỉnh chi chu, thật là cao hứng. Mọi người từng cái đi tới, chỉ còn lại có Tử Sú Tịch ở tại chỗ, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tử Sú Tịch đại nhân, nhìn sắc mặt ngươi âm trầm bất định, trong đầu suy nghĩ cái gì a? Tử Sú Tịch cười khổ nói. Vân Tiêu công tử minh giám, lão hủ thật sự là rất giật mình. Vì thánh vật này, thánh vực hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực, nhưng chung quy không thể được, không nghĩ lại rơi vào trong tay công tử. Lý Vân Tiêu nói. Thánh vật tự có thiên mệnh,
há có thể cưỡng cầu. Cả người Hàn Quân Đình run lên, đồng tử co rút lại, xẹt qua vẻ kinh ngạc. Những lời này Yêu Lê cũng từng nói với nàng, trước đó căn bản lơ đỉnh, hiện tại thật giống như cảm nhận được cái gì, rơi vào trầm tư. Tử Sú Tịch cười khổ nói. Này mặc dù không sai, nhưng thế nhân rất khó nghĩ như vậy. Vật ấy nếu không hiện ra còn tốt, nhưng hôm nay Vân Tiêu công tử đem vật ấy rêu rao ra, sợ là sẽ gặp phải đại họa. Nga! Ánh mắt Lý Vân Tiêu trào phúng nói. Ta có thể lấy ra vật ấy để mọi người hoành độ bỉ ngạn, kỳ tâm sáng tỏ có thể thấy được. Vật ấy ta chỉ hiện ra ở trước mặt hai loại người, một là người nhà, hai là người chết. Hắn ung dung nói. Tử Sú Tịch đại nhân, ngươi là người nhà Lý Vân Tiêu ta, hay là người chết? Trên trán Tử Sú Tịch tràn đầy mồ hôi hột, khổ sở nói. Ta thật hy vọng bản thân không có thấy vật ấy, trí nhớ ta luôn luôn kém cỏi, để ta quên nó có được hay không? Lý Vân Tiêu nói. Cũng được, mở rộng thức hải, để ta đem đoạn ký ức này xóa đi là được. Sắc mặt Tử Sú Tịch thoáng cái trắng xám, tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Vậy là không có thương lượng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Thời điểm ngươi đem bí mật thánh vực thu chi cho ta, ngươi cho rằng chỉ là phản bội nho nhỏ, nhưng ở trong mắt ta, kỳ thực ngươi đã không đường có thể đi. Hiện tại cửu đỉnh chi chu xuất hiện, đó là thời điểm ngươi làm ra lựa chọn, một cùng ta kết minh, hai vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Tử Sú Tịch chỉ cảm thấy ngực phiền muộn, chẳng biết tại sao, trên người Lý Vân Tiêu tựa hồ có loại uy nghiêm khó có thể kháng cự, hai tay đều là mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu nói, đừng quên, đại nhân còn thiếu ta hai cái mạng. Tử Sú Tịch trầm giọng nói, trước kia đổ ước là vô căn cứ, để ta kết minh với ngươi ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là ta có chỗ tốt gì đây. Lão Phu là thánh vực cục trưởng, khởi có thể tùy ý cho ngươi bán mạng. Ác Linh ngao hào hét lớn, chỗ tốt, không giết ngươi chính là chỗ tốt, ngươi còn dám chỗ tốt khác nữa. Tử Sú Tịch lạnh lùng nói, trước đó ta tiết lộ tin tức để trung hòa ân oán, nếu lại không có lợi ích khác, lão hủ sẽ cùng các vị mỗi người đi một ngả. Hắn xoay chuyển ánh mắt, cười lạnh nói. Nếu quyết ý muốn đi, bằng chư vị sợ còn không giữ được ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Tử Sú Tịch, người sáng suốt không cần ám thoại, chúng ta xác thực không nắm chặt có khả năng lưu lại ngươi, nhưng ngươi cũng không có nắm chặt nhất định có thể chạy thoát. Còn nữa, sau khi nhìn thấy cửu đỉnh chi chu, càng thêm khơi dậy một tia rung động trong nội tâm ngươi, có lẽ nói ngươi thấy được một chút hy vọng, muốn đánh cuộc một lần. Trong lòng Tử Sú Tịch cả kinh, nhưng trên mặt lại cười lạnh nói. Nói bậy, ta có mong muốn gì? Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, gằn từng chữ nói. Mong muốn bước vào siêu phàm nhập thánh. Tử Sú Tịch trầm mặc. Cửu tinh đỉnh là cực hạn đời này của hắn, mặc dù lại tu luyện như thế nào, tu luyện thực chiến ra sao, cũng chung quy là cửu tinh đỉnh phong. Có thể đi tới bước này, người nào không có đại nghị lực cùng cơ duyên, người nào sẽ cam tâm vĩnh viễn dừng lại không tiến lên. Thân là thánh vực cục trưởng, nắm quyền quản lý tài chính, bế nghệ thiên hạ. Hắn cái gì cũng có, lúc này ngoại trừ siêu phàm nhập thánh, thì không có bất kỳ vật gì có khả năng xúc động nội tâm của hắn. Hắn vẫn cho là cả đời vô vọng, lúc này đứng trước cửu đỉnh chi chu, bị quang mang kia chiếu sáng hai mắt, nội tâm phủ bụi đã lâu, đúng như Lý Vân Tiêu nói, đã nảy lên rung động. Hơn nữa cái rung động này nhộn nhạo, là càng ngày càng mạnh, từ từ nổi lên gợn sóng, cuối cùng nhấc lên kinh đào. Cánh cửa võ đạo phủ đầy bụi, tựa hồ vào giờ khắc này, lần thứ hai ở trước mặt hắn mở ra, một ánh mặt trời chiếu xuống. Mộng tưởng kia chính là độc dược, một khi kích phát, sẽ khó có thể chế ngự. Hắn đột nhiên cảm thấy linh khí lưu chuyển, huyết dịch trong cơ thể thiêu đốt, hào khí đã từng qua đi đã trở về. Tiêu ý trong mắt Lý Vân Tiêu càng ngày càng đậm, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói. Nếu như người không có mộng tưởng, như vậy cùng khúc gỗ có gì khác nhau? Tử Sú Tịch cũng cười nói. Ngươi lại muốn dùng khúc gỗ xúc động ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Lên thuyền đi, đây là một con thuyền thu hoạch ước mơ, trực tiếp đưa ngươi đi tới bỉ ngạn. Tử Sú Tịch nhảy lên, bước vào trên thuyền nói. Ta đọc sách không nhiều, ngươi đừng gạt ta a. Bước trên thuyền tặc của ngươi, không đưa vào hoàng thuyền ta liền cảm ơn trời đất. Lý Vân Tiêu nháy con mắt, cười nói. Có khi là thật đi hướng hoàng thuyền, ai biết được a. Hai tay Diệp Phàm ngưng quyết,
trực tiếp phách ở trên chiến hạm, cười to nói. Ngồi vững vàng, đi. Toàn bộ cửu đỉnh chi chu ở trên không trung xoay tròn, kim mang gai mắt hội tụ thành một quang cầu, lóe lên, toàn bộ chiến hạm liền biến mất ở trên bầu trời. Sau một khắc, một đạo kim quang bay tới, trực tiếp xẹt qua trên bầu trời quần thể cung điện. Hai mắt của Lý Vân Tiêu thoáng cái hóa thành hắc sắc, bốn phía con người hiện đầy phù văn, toàn bộ cung điện nhìn một cái không sót gì. Phía dưới hơn 1000 cung điện, ở trong mắt hắn, tất cả đều hiện ra màu sắc khác nhau. Ân, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, con người co rút, thất sắc quang mang hội tụ, trực tiếp xuyên thấu cung điện, thấu thị bên trong. Ninh Khả Vân nói, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn một lúc, tựa hồ nhãn lực phát huy tới cực hạn, hắn thu hồi ánh mắt, hơi nhắm lại, sau đó lần thứ hai mở ra, nói. Ta minh bạch tại sao lại có nhiều cung điện như vậy, ở đây tổng cộng có 800 cung điện, tượng trưng cho trận đạo 800 của Đằng Quang. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Ngươi ý là nói, một tòa cung điện là một trận pháp. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Phải, ta vừa xuyên thấu cung điện nhìn thấy bên trong, không ít cung điện có võ giả đang rất mệt nhọc, tất cả võ giả bị càn khôn đại na di trận của Hồng Nguyệt Thành truyền tống ra, đều lâm vào thái hư huyễn cảnh, chỉ là không nghĩ tới sớm bị ràng buộc ở chỗ này. Tử Sú Tịch ngưng thanh nói. Thảo nào ở đây sẽ có phòng ấn áp chế, chính là vì cho người sấm quan, chỉ bất quá trận đạo 800, người nào có thể sấm đi ra ngoài a? Lý Vân Tiêu nói. Đi ra ngoài thì đã làm sao? Thân vẫn ở trong thái hư không gian. Trong lòng mọi người dùng mình, không khỏi nhớ lại Đoan Mộc Hữu Ngọc từng dùng địa thần giám bói toán, vậy mà linh nghiệm như vậy. Tử Sú Tịch không khỏi cau mày nói. Cũng không biết lúc này Ngọc Công Tử ở nơi nào, để cho hắn toán một quẻ cát hung a. Lý Vân Tiêu cười nói. Bói toán thực sự quỷ dị khó lường, độ khó càng lớn, đối với bản thân tổn thương cũng càng lớn, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Đột nhiên Diệp Phàm kêu lên. Đừng tán gẫu, Vân Tiêu đại ca có thể tìm được chủ điện không? Ta sắp cầm cự không nổi, phòng ấn áp chế nơi đây quá mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, cũng không biết là cầm cự không nổi hay là có chút ngượng ngùng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, lấy tay chỉ xuống nói. Ở phía trước, trong 800 cung điện, chỉ có cung điện kia là tử khí trùng thiên, đồng thời tử khí tụ mà không tán. Tốt! Hai tay Diệp Phàm biến đổi ấn quyết, toàn bộ chiến hạm thoáng cái hoảng hốt, bắt đầu lao xuống phía dưới. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang mang lúc ẩn lúc hiện, giống như lưu tinh rơi vào đại địa. Ân, đó là... Trên bầu trời một tòa cung điện. Bạch Phú Kình nhìn thấy đạo quang mang kia, đồng tử bỗng nhiên co rút, cả kinh nói. Là chiến thuyền của đám người Lý Vân Tiêu. Phía sau một nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt trong suốt như nước sáng trên, chân mày lá liễu nhẹ nhíu, nói. Gì, sao chiến hạm kia lại cho ta một loại cảm giác không tầm thường nhỉ? Bạch Phú Kình thầm nghĩ, không giống tầm thường là được rồi. Hắn nói. Xem ra nhất định là tòa cung điện kia không sai. Liễu Phỉ Yên nói, ân, Huyền Hoa một đường lưu lại ký hiệu cũng chỉ hướng nơi này, bọn họ tất nhiên đã tiến vào, chúng ta cũng đi thôi. Nhưng thân thể Bạch Vũ Kình bất động, cao mày nói. Một đường đến đây, bát bách trận đạo đồ giam cầm rất nhiều cao thủ, trong chủ điện kia chắc chắn hung hiểm dị thường, không bằng ta ngươi chờ ở chỗ này, có nhiều cao thủ đi vào như vậy, cũng không thiếu hai người chúng ta. Liễu Phỉ Yên nhìn hắn một chút, nói. Bạch Phú Kình đại nhân sao nói như vậy, trận này tuy giam giữ người, nhưng sao không phải là đang giúp người. Bát bách trận đồ này hội tụ sở học suốt đời của Đằng Quang, người bị vây ở trong trận sao không phải là được đại cơ duyên. Một khi có lĩnh ngộ, liền bằng mấy năm khổ tu. Nàng nhìn chủ điện kia, trong mắt lóe ra tinh quang nói. Mà bên trong chủ điện này, nếu ta đoán không sai, chắc chắn ẩn chứa lĩnh ngộ tối cao của Đằng Quang đối với trận đạo cùng thiên đạo. Mặc dù lấy tu vi của ta ngươi, cũng là cơ duyên khó được, đại nhân nhẫn tâm buông tha sao. Bạch Phú Kình trầm tư một chút, liền nói. Hảo, ta liền đi xem lĩnh ngộ thiên đạo của Đằng Quang. Hắn vốn cũng là người thiên tư chắc tuyệt, nếu không phải vì Nghê Thạch làm khó khăn, sợ là từ lâu đã bước vào siêu phàm nhập thánh, lúc này bị vô số vãn bối đuổi theo, nội tâm sớm đã buồn khổ không ngớt, cũng hy vọng có thể tìm chút cơ duyên, tiến thêm một bước. Hai người lóe lên, hướng chủ điện bay đi.
Cửu đỉnh chi chu ở trên không trung vừa ẩn vừa hiện, không gian bốn phía không ngừng phát sinh biến hóa, trực tiếp bay về hạch tâm chủ điện, trước một tòa tiểu tháp tinh xảo. Nội bộ tiểu tháp, trong huyệt động, đằng quang đối với người tới chung quy lạnh nhạt, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nói. Cửu đỉnh chi chu? Cái gì? Kỳ Thắng Phong ngồi xếp bằng ở đối diện đột nhiên mở mắt ra, nói. Cổ khí tức này rất khác thường, là siêu phẩm huyền khí cửu đỉnh chi chu sao? Đằng quang nhẹ nhàng gật đầu, cổ quái nói. Nghĩ không ra thánh khí như vậy, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đoạt được. Đáng tiếc a, đáng tiếc lúc này bổn tọa đối với vật kia không có hứng thú. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Ngươi không có hứng thú nhưng ta có hứng thú, đợi giết ngươi xong liền đi lấy cửu đỉnh chi chu. Trong mắt hắn tuôn ra hàn quang, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân thể hiện ra vô số ma văn, gào thét rằng co. Ầm ầm. Đạo quang vượng trên đỉnh đầu kia lần thứ hai hiện lên, trực tiếp tràn ngập tinh bích không gian, bên trong núi non liên miên bất tuyệt, phát sinh chấn động kịch liệt, thiên băng địa hãm. Pháp tướng chân thân. Kỳ Thắng Phong hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ hóa ra ba đầu sáu tay, trên tay đều cầm lấy một đoàn quang cầu quỷ dị, bỗng nhiên ném tới bầu trời. Sau đó hai tay ở trước người nhanh chóng kết ấn, sáu đạo quang cầu ở trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo bạch mang, mạnh mẽ kích bắn lên. Bạch mang nhảy vào trong quang vựng, núi non bắt đầu vỡ nát, từ bên trong nhìn lại, sơn thể từng ngọn băng sập, như là quân bài domino bị đẩy ngã. Trong mắt đằng quang bắn ra lệ mang. Hai tay ở trước người hợp lại, nhất thời năm ngọn núi nổi lên, sắp hàng thành ngũ hành trận, bay thẳng về phía quang vựng, mạnh mẽ đè xuống. Trong đó có một tòa lão phong, tứ quý quy tắc ở quanh thân diễn biến, uy thế bốn tòa khác cũng không kém nó, đồng dạng tản mát ra kết giới lực. Năm ngọn núi hợp lực lại, rốt cục áp chế quang vựng. Một đạo lực lượng phủ xuống, hung hăng ngăn chặn pháp thân ba đầu sáu tay của Kỳ Thắng Phong. A đồ đáng chết! Kỳ Thắng Phong không cam lòng giống giận, lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, khôi phục dáng dấp bình thường, trên mặt tràn đầy lửa giận. Đằng quang lạnh nhạt nói. Không cần nhìn ta như vậy, chân áp của bổn tọa là ngươi có thể tùy tiện phá sao. Ngươi an tâm bồi ở bên người bổn tọa, xem ta làm sao diễn biến đại đạo đi. Kỳ Thắng Phong cười nhạt không ngớt, châm chọc nói. Chân áp ta, hừ, nếu không phải nhục thân ta cách đại thành còn kém một đường. Bằng không sớm đã đem người đánh thành thịt nát. Đằng quang nói. Sai một ly, đi một dặm, huống chi là nhục thân thành thánh, căn bản là hai cảnh giới trên trời dưới đất, chân áp ngươi chỉ là một cái nhấc tay. Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói. Tiếp tục thổi ra châu đi, năm ngọn núi kia đã là bản mệnh huyền khí của ngươi, cho ta mấy canh giờ nữa liền có thể nổ nát bọn chúng, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao chân áp ta. Trong mắt hắn tuôn ra sát ý. Đằng quang không để ý tới hắn nữa, lúc áp chế, tiện tay lăng không điểm qua. Năm ngọn núi thoáng cái lượn vòng, hóa xuất ra hư thể, tràn ngập toàn bộ tinh bích không gian, sau đó lóe lên biến mất. Sau một khắc, phía ngoài cung điện, trên bầu trời hiện ra hư ảnh năm tòa cự phong, hướng đạo kim quang phía rơi xuống. Đó là cái gì? Diệp Phàm đứng trên cửu đỉnh chi chu, trong nháy mắt cảm thụ được nguy hiểm chí mạng, cả người bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu. Thấy quang ảnh che khuất bầu trời, là hướng hắn mà đến, sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. Ngũ Tuyệt Phong. Hai mắt Lý Vân Tiêu co lại, kinh sợ quát. Là bản mệnh huyền khí Ngũ Tuyệt Phong của đằng quang, bất quá chỉ là hư ảnh, mọi người cùng nhau xuất thủ đánh tan nó. Tuy rằng mọi người kinh hãi, nhưng không hoảng loạn. Dù sao chỉ là huyền khí biến ảo ra hư ảnh, trừ khi là bản thân huyền khí phá không đến, bằng không trên chiến hạm toàn là cao thủ. Căn bản không làm gì được bọn họ. Mọi người đều vận khí ngưng thần, dự định xuất thủ nổ nát hư ảnh Ngũ Tuyệt Phong. Trong lúc bất chợt, toàn bộ chiến hạm kịch liệt đung đưa, Diệp Phàm phun ra một ngụm tiên huyết, sầu thảm nói. Xin lỗi, ta không chống nổi. Hắn điều khiển chiến hạm xông qua tầng tầng cấm chế của chủ điện, cũng đã tiêu hao cực lớn, giờ khắc này ở dưới Ngũ Tuyệt Phong uy áp, liền trực tiếp tan vỡ. Cửu đỉnh chi chu đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, bay vào mi tâm Diệp Phàm. Trên trán Diệp Phàm nhất thời khắc ra một dấu ấn chiến hạm, quang mang chớp động, liền biến mất không gặp. Chiến hạm tiêu thất, mọi người lập tức cảm nhận được lực cấm chế ở ngoài chủ điện, sắc mặt không khỏi đại biến, hơn nữa Ngũ Tuyệt Phong thuận thế đè xuống, ngực khó chịu,
giống như có đá lớn đè ở phía trên, nhịn không được muốn thổ huyết. Diệp Phàm, đến. Ở dưới uy thế như vậy, bị thương lớn nhất là Diệp Phàm, liên tục phun ra tiên huyết, sắp hôn mê bất tỉnh. Trong con ngươi Lý Vân Tiêu lóe lên dị lực, mạnh mẽ xoay chuyển không gian, cả người trực tiếp thuấn di đi qua, may mà khoảng cách cũng không lớn, thoáng cái liền đến bên người Diệp Phàm, kéo hắn vào trong giới thần bi. Ầm ầm. Trong sát na này, hư ảnh Ngũ Tuyệt Phong rốt cục hạ xuống, trực tiếp đập ở trên người mọi người. Lý Vân Tiêu bị chấn bay ra ngoài, bất diệt kim thân tự động hộ thể, dù vậy cũng có một búng máu xông lên cổ họng. Toàn bộ lực áp chế lao đến, ở trong sát na bị đánh bay kia, đồng thời chấn hắn nhập vào đại địa. Ầm ầm. Trên mặt đất bị đánh ra hố to, hơn nữa còn kéo dài hơn 10 trượng, lưu lại một vết máu thật sâu. Phốc. Lý Vân Tiêu rốt cục không nhịn được, phun ra một búng máu, lúc này mới cảm nhận được trong cơ thể thoải mái một chút. Vì cứu Diệp Phàm, hắn có thể nói là hoàn toàn không phòng ngự, bị Ngũ Tuyệt Phong hư ảnh đập trúng, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị những người khác phân giải, nhưng một kích này vẫn để cho hắn ăn không tiêu, chật vật không thể tả. Mẹ nó, cái này là địa phương nào? Hắn từ trên mặt đất đứng lên, phát hiện bốn phía đều là thực vật cổ quái, rễ cây so với chân còn to hơn, đóa hoa nổi lên ánh sáng kim loại, trên mặt đất mọc vô số nấm hồng nhạt phun ra bong bóng. Đăng Quang, con mẹ ngươi! Hắn không nhịn được ngẩng đầu mắng to, cả giận nói. Muốn chơi chúng ta tới khi nào? Lão tử thật muốn làm thịt ngươi a! Đột nhiên một đạo hắc ảnh chớp động, là một đóa hoa màu đen bỗng nhiên nở rộ, như ngụm lớn hướng hắn cắn xuống. Trong miệng tràn đầy hàm răng, còn có nước bọt chảy xuống. Tuy rằng Lý Vân Tiêu không sợ, nhưng đủ ác tâm a. Dưới chân hắn điểm một cái, liền thối lui ra sau. Siêu! Một đạo hắc quang hiện lên, đóa cự hoa kia dĩ nhiên phun ra đầu lưỡi, gắt gao cuốn lấy hắn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, đầu lưỡi kia là một dây leo từ trong miệng cự hoa nhổ ra, phía trên tràn đầy hai nhọn, càng lúc càng trói chặt, không ngừng muốn đâm vào da mình, nhưng thủy chung không thể được. Thái cổ thiên mục mở ra, mạnh mẽ kích bắn một đạo hỏa tuyến, bay thẳng đến cự hoa. Ti ti ti, hỏa diễm thoáng cái liền đốt cháy cả người cự hoa. Siêu, dây leo trên người của hắn trong nháy mắt giải khai, cự hoa chớp động vọt xa mấy trượng, trực tiếp thoát đi. Lý Vân Tiêu, cô, trên đất, các ụ nấm không ngừng phun bong bóng này từ mặt đất bay lên, làm cho không trung càng ngày càng cổ quái. Lý Vân Tiêu định nhãn nhìn lại, bỗng nhiên hít một ngụm lãnh khí. Đây là có chuyện gì? Từng cái bong bóng kia càng lúc càng lớn, từ từ biến thành nhân hình, trong khoảnh khắc trong rừng phiêu đãng vô số người. Khuy Thiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, toàn bộ không gian ba động, những người đó theo một cỗ dị lực xoay tròn, trong khoảnh khắc liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra một mảnh huyết sắc quỷ dị, tay bấm niệm thần chú. Phàm là vật đồng quang nhìn thấy, đều hóa thành hư vô. Toàn bộ rừng cây quỷ dị ở dưới nhãn thuật của hắn tiêu tán, trước mắt chậm rãi hiện ra một hành lang. Lý Vân Tiêu thu hồi quyết ấn, nhìn lại mọi nơi. Chỗ mình ở, chính là ngoại vi của chủ điện, vừa nãy chỉ là một ảo trận mà thôi. Hành lang kia gấp khúc, trực tiếp thông hướng phía trước, nhưng nhìn không tới cuối cùng. Lúc này hắn mới phát hiện, toàn bộ chủ điện không chỉ là một cung điện, mà giống như mê cung vậy. Ở trong khu vực này, phạm vi có thể nhìn quá ngắn. Lý Vân Tiêu đang muốn thi triển nhãn thuật, đột nhiên không gian cách đó không xa khẽ nhúc nhích, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Sắc mặt của người kia âm trầm không gì sánh được, tựa hồ ý thức được có người, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy vẻ cảnh giác. Sau đó cảnh giác biến thành ngạc nhiên nói. Là ngươi. Lý Vân Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, cười nói. Nguyên lai là Loan Quân Hạo đại nhân, vậy mà lại ở chỗ này tương phùng. Nhìn bộ dáng đại nhân nhàn nhã, là đang tản bộ sao? Loan Quân Hạo nhướng mày, nhìn bốn bề một chút, cổ quái nói. Ở đây chỉ có một mình ngươi. Lý Vân Tiêu cũng theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, nói. Đại nhân tính bắt ta. Sắc mặt Loan Quân Hạo trầm mặc, hiện lên vẻ giận dữ, hừ nói. Nếu chỉ một mình ngươi, không sai, đi theo ta đi. Lý Vân Tiêu có chút không hiểu rõ, hỏi. Đi. Đi đâu, ngươi là tới đón ta? Loan Quân Hạo lạnh lùng nói. Ngươi cứ nói đi,
nơi này là Thái Hư Huyễn Điện của Đằng Quang Đại Nhân, tự nhiên là dẫn người đi gặp Đằng Quang Đại Nhân. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Loan Đại Nhân, ngươi chừng nào thì đầu nhập vào Đằng Quang? Đầu nhập. Loan Quân Hạo hừ lạnh nói. Trong Thái Hư Huyễn Điện này hội tụ toàn bộ lĩnh ngộ của Đằng Quang Đại Nhân đối với thiên đạo, ta được Đại Nhân chấp thuận, ở chỗ này tìm hiểu tu luyện, tiện thể giúp Đại Nhân làm việc mà thôi. Lý Vân Tiêu nói. Là Đằng Quang bảo ngươi tới bắt ta. Loan Quân Hạo nói. Nếu ngươi không đi, tất nhiên phải động thủ bắt. Lý Vân Tiêu cười quái dị nói. Loan Đại Nhân, ngươi coi như là một đời cường giả, lúc trước giúp Hàn Quân Đình làm một việc, sau đó giúp ta làm một việc, hiện tại lại giúp Đằng Quang làm một việc. Ta kiến nghị lần sau thời điểm Phong Vân Bảng lại mở, Đại Nhân đánh một trận Phong Hào Vị, nên lấy Phong Hào Lôi Phong A. Loan Quân Hạo sắc mặt đại biến, tức giận nói. Ngươi dám châm chọc ta? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Không dám, chỉ là tự đáy lòng bội phục. Loan Quân Hạo nổi giận, lạnh giọng nói. Mới vừa rồi bổn tọa còn nhớ tình bằng hữu, nên nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi, bây giờ mới biết ngươi người này quá khốn kiếp, đánh chết cũng không oan. Hắn trở tay thành trưởng, bỗng nhiên vỗ ra. Hoàng sa vờn quanh bốn phía thủ trưởng, kình phong từ lòng bàn tay bắn ra, cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Phanh! Một vùng không gian bị hoàng sa vắt cho nát bấy, thân ảnh của Lý Vân Tiêu cũng hóa thành vô số quang ảnh tiêu tán. Ánh mắt Loan Quân Hạo lạnh lẽo, gằn giọng nói. Mặc dù liều mạng bị Đằng Quang Đại Nhân trách phạt, ta cũng muốn trước hủy tứ chi, cắt lưỡi của ngươi. Hắn lại đánh ra một trường, ngũ chỉ chảo một cái. Không gian bốn phía chợt co rút lại, lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm, diễn sinh ra một vòng xoáy. Toàn bộ không gian đều bị một trưởng của hắn khống chế. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu? Sắc mặt Loan Quân Hạo trầm xuống, quát. Ra! Bỗng nhiên ngũ chỉ nắm chặt, toàn bộ không gian thoáng cái áp xúc, trên nắm tay nổi lên một mảnh kim quang, như là sông Hằng từ tuyên cổ chảy tới. Quyền ý ngập trời, ánh mắt băng lãnh lại hướng một chỗ không gian oanh tới. Lăn ra đây! Ầm ầm! Một vùng không gian trong nháy mắt bị đánh bạo. Một thanh ảnh kích bắn ra. Còn muốn chạy, đã chậm. Trong mắt Loan Quân Hạo một mảnh sát khí, bước ra một bước, không gian trong nháy mắt ở quanh người hắn đẩy ra cực nhanh, thoáng cái liền lấn người tới trước mặt quang ảnh, một trường vỗ xuống. Hằng hà đại thủ ấn. Một vĩnh hằng chi hà hiện lên ở trước mặt, trong nháy mắt liền hút Lý Vân Tiêu vào bên trong, sau đó đột nhiên nổ lên. Tiếng nổ mạnh phóng lên cao, bốn phía thoáng cái hóa thành bột mịn. Lấy Loan Quân Hạo làm trung tâm, bày biện ra một mảnh chân không phương viên trăm trượng, vạn vật đều ở trong một trường kia hủy diệt. Không gian hơi chao đảo, tiên huyết bắn ra, sau đó Lý Vân Tiêu từ trong khe không gian rơi xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất, mình đầy thương tích. 3. Loan Quân Hạo một bước tiến lên, đại cước giẫm trên đầu Lý Vân Tiêu, làm cả cái đầu của hắn lún vào trong đất, thân thể của hắn liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Hừ. Phế vật. Loan Quân Hạo nhón chân giẫm thêm vài cái, sau đó một cước đá bay hắn ra ngoài. Cả vùng đất bị nhấc lên bụi bẩm, hóa ra một vết tích thật dài, tiên huyết kinh tâm. Thế nào, hiện tại đàng hoàng chưa? Tiện nhân. Trong mắt Loan Quân Hạo chớp động tinh mang, bước ra một bước nói. Giao thánh khí trên người ngươi ra đây, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi sống đi gặp Đằng Quang Đại Nhân. Lý Vân Tiêu cả người là huyết. Lung lay đứng lên, vẻ mặt sợ hãi nói. Đừng, đừng tới đây, nếu ngươi giết ta, Đằng Quang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Loan Quân Hạo bước chân dừng lại, lộ ra vẻ khinh bỉ, khinh thường nói. Hừ, chỉ là phế vật, cho rằng mình ở trong mắt Đằng Quang Đại Nhân có phần năng lượng sao. Phanh, thân thể của hắn khẽ động, liền chen nứt không gian, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, chỉ là khí tức trùng kích liền chấn bay Lý Vân Tiêu lên. Lý Vân Tiêu há to mồm muốn nói, nhưng làm sao cũng nói không nên lời. Tay trái của Loan Quân Hạo đánh ra, ngũ chỉ thành chảo bóp lấy vai Lý Vân Tiêu kéo tới. A! À, Lý Vân Tiêu kêu thảm một tiếng, cả cánh tay phải trong khoảnh khắc bị xé rách, tiên huyết phun ra, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Ha ha, ha ha ha. Loan Quân Hạo không ức chế được cười ha hả, cảm giác làm nhục người khác này, làm hắn cực độ thống khoái. Ha 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 ha. Tiếng cười ở trong thiên địa tiếng vọng, mọi âm thanh vắng vẻ, chỉ còn lại có tiếng cười.
Cầu ta, quỳ xuống cầu ta a, nhanh quỳ. Hắn lớn tiếng quát, trong mắt tuôn ra sát khí vô tận. Nhưng trong lúc bất chợt, bụng hắn đau xót mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng chẳng biết tại sao như là vặn vẹo lên, hình như đã bị một cổ lực lượng đánh vào trong cơ thể. Đau đớn truyền đến, đồng thời tiên huyết trào ra yết hầu. Phốc, rốt cục hắn phun ra một búng máu, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm tiên huyết trên mặt đất, còn có mảnh vỡ nội tạng ở bên trong, trong mắt lộ vẻ khó mà tin được. Loan Quân Hạo tựa hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên hít một ngụm lãnh khí, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, thoáng cái kéo lên đến cực điểm. Hằng Hà đại thủ ấn, phá cho ta. Ầm ầm. Sông dài bắt đầu khởi động, xỏ xuyên qua thiên địa, lực lượng mênh mông cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng kích động ra. Cảnh tượng bốn phía ở dưới lực lượng của sông Hằng trở nên hoảng hốt, sau đó dần dần rõ ràng. Loan Quân Hạo cả người đại chấn. Cảnh tượng quanh thân không có chút nào cải biến, Lý Vân Tiêu vẫn như cũ đứng ở trước mặt, bất đồng duy nhất là bản thân bị nội thương. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Sao lại như một người điên la to như vậy? Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra châm chọc, cười lạnh nói. Ngươi, ảo thuật của ngươi đã có thể lừa gạt ta. Loan Quân Hạo dị thường nổi giận, nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng lớn cùng kinh hãi, trong nháy mắt thối lui mấy bước, vạn phần cảnh giác lên. Lý Vân Tiêu nói, may mà ta cho ngươi một quyền, bằng không ngươi còn không biết mê tới khi nào. Hắn nhìn sắc trời nói, thời gian không còn sớm, dẫn ta đi gặp Đằng Quang đi, nói không chừng còn có thể ăn cơm tối. Không có khả năng. Loan Quân Hạo trong cơn giận dữ, toàn bộ khuôn mặt xanh như bôi thuốc nhuộm, gào thét nói. Ta không tin ngươi có năng lực cùng ta đánh một trận. Hai tay hắn đột nhiên hợp lại, vô số hoàng sa bay múa. Đầy rẫy toàn bộ không gian. Hai tay nắm chặt, hai long quyển từ từ sinh ra, như là giao long bị bắt không ngừng giãy giụa, uy thế càng ngày càng mạnh. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, trong nháy mắt bay ngược ra trăm trượng, tay trái cầm lãnh kiếm băng xương, tay phải ở trước người bấm niệm thần chú, một kiếm ý không gian hiện lên ở bên người, giống như kết giới. Hoàng sa cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời, không ngừng đánh thẳng tới, nhưng không lay động được hắn mảy may. Loan Quân Hạo lạnh giọng nói. Tiểu bối, mặc dù ngươi thiên tư chắc tuyệt, cũng vô pháp nhìn lén bầu trời này cao bao nhiêu. Lý Vân Tiêu đặt ngang thân kiếm, cả người ở trong kiếm ý kết giới, cười nhạo nói. Vậy xin hỏi đại nhân, ngươi đã nhìn thấy bầu trời cao bao nhiêu? Loan Quân Hạo lạnh lùng nói. Chí ít cao hơn ngươi. Hai tay hắn kéo mạnh về phía trước, hai cầu long cuồng vũ liên tục, kinh khí hóa thành từng đạo trảm kích bắn ra. Thử xem tuyệt kỹ mà lão phu vừa lĩnh ngộ, song long tê phong trảm. Hắn lệ quát một tiếng, song trường vải ra. Thiên địa kích động, hai cầu long rít gào, đánh vào trên kiếm ý kết giới của Lý Vân Tiêu. Thật mạnh! Lý Vân Tiêu biến sắc, lãnh kiếm băng xương trầm xuống, phía trên không ngừng đãng xuất ra minh thanh, kết giới không ngừng thu nhỏ lại. Ầm ầm, cầu long không ngừng chạm xuống, bên người dâng lên vô số hoàng sa, bay múa đầy trời. Phanh, rốt cục kết giới vỡ vụn, hai cầu long chui vào trong đại địa, thiên băng địa liệt. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hải lực đánh thẳng vào thân thể của mình, thoáng cái bị văng ra ngoài, lóe lên liền biến mất. Hừ, còn dùng ảo thuật sao, chiêu số giống nhau đối với bản tọa là vô dụng. Loan Quân Hạo hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, xé rách bầu trời ở trước người. Suy, thiên không giống như màn sân khấu bị hắn kéo ra hai nửa. Tất cả cảnh tượng biến hóa, ngoài trăm trượng, thân ảnh của Lý Vân Tiêu nổi lên, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Một lực lượng cực mạnh từ bốn phương tám hướng ép tới, trong nháy mắt chế trụ hắn, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Thân ảnh Loan Quân Hạo lóe lên, lấn người mà tới, một quyền đánh xuống. Bầu trời mà bổn tọa có khả năng nhìn thấy, đủ để ngươi ngưỡng mộ. Phanh! Quyền kình kia mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, ngụm lớn máu tươi phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, từ trên không trung rơi xuống. Loan Quân Hạo nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu rơi xuống, trong mắt lóe lên sát cơ, vẻ mặt phức tạp cùng rằng co. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, hơn nữa còn có thánh khí trong người, nếu mặc cho hắn trưởng thành, sợ là không cần một hai năm, bản thân liền thật không phải địch thủ của hắn. Đằng Quang đại nhân muốn bắt người này, hơn phân nửa là muốn thánh khí trên người hắn. Loan Quân Hạo rơi vào trầm tư. Trong mắt vẻ âm trầm bất định,
Nếu ta giết hắn, đoạt thánh khí đào tẩu, không biết có thể ly khai Thái Hư Huyễn Điện này không? Suy nghĩ một lúc, tựa hồ không nắm chắc chút nào, hắn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Cũng được, trước mang hắn đi gặp Đằng Quang, nhìn xem kỳ biến. Ta tạm thời không có lực lượng đối nghịch Đằng Quang, mà Thái Hư Huyễn Đạo này đối với ta mà nói có lợi ích cực lớn. Tư định một lúc, thân ảnh hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, châm chọc nói. Tiện nhân, hiện tại thoải mái chưa? Lý Vân Tiêu mặt xám như cho tàn, khóe miệng đều là tiên huyết, im miệng không nói, chỉ là dùng ánh mắt oán độc theo dõi hắn. Một quyền kia trực tiếp đánh nát rất nhiều kinh mạch, trên da khắp nơi là máu, dị thường chật vật, hầu như không còn sức đánh một trận. Tiện nhân, theo bổn tọa đi thôi. Loan Quân Hạo chảo tới, không gian chi lực gông cùng xiềng xiếc xuống, liền áp chế Lý Vân Tiêu, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng giãy không ra. Sau đó độn quang bay lên, trong sát na liền tiêu thất ở trong không gian. Tất cả khôi phục yên lặng, một lát sau đột nhiên hiện ra vài đạo hắc sắc lôi quang, đùng đùng chớp động, không gian xoay chuyển, thân ảnh của Khâu Mục Kiệt hiển lộ ra. Hắn nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc nhìn hàng lang, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lần thứ hai mở ra hai cánh, tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, Loan Quân Hạo đến trước mặt tiểu tháp ở trung ương, bay thẳng xuống. Tiểu tháp khéo léo, hoàng kim khỏa thân, như là thập nhị trọng lâu, cực kỳ tuyệt mỹ. Loan Quân Hạo rơi xuống, Lý Vân Tiêu bị hắn dùng nguyên lực gông cùm áp chế, trực tiếp kéo ở sau người, lần thứ hai thổ huyết. Hắn khinh miệt nhìn lướt qua, liền xoay người hướng kim tháp bái hạ, nói. Đằng Quang đại nhân, đã mang người này đến. Kim tháp lưu chuyển, một quang mang bắn ra, ở trước tháp hóa thành thân ảnh Đằng Quang, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, phục sức đẹp đẽ quý giá, sắc mặt bình tĩnh. Khổ cực rồi. Đằng Quang nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Loan Quân Hạo khẽ cười nói. Chỉ là con kiến hôi, chộp tới không cần tốn nhiều sức, tại sao lại khổ? Đằng Quang hơi gật đầu một cái, nói. Ngươi đi xuống đi, hảo hảo dưỡng thương. Tổn thương. Loan Quân Hạo sửng sốt một chút, lập tức vỗ ra bụi bẫm trên người, cười nói. Chút cát bụi mà thôi, đích xác hao phí chút nguyên lực, không coi vào đâu. Sắc mặt Đằng Quang cổ quái, than thở. Ảo thuật thật mạnh, làm ta nhớ tới một vị bằng hữu đã khuất lúc trước. Đồng tử của Loan Quân Hạo co rụt lại, sắc mặt có chút khó coi nói. Đằng Quang đại nhân, người đang nói cái gì? Tại hạ ra sao? Có chút không rõ. Đằng Quang nói. Người có thể mang hắn về, không hạ sát thủ, coi như là cho ta mấy phần mặt mũi. Loan Quân Hạo khẽ cười nói. Mặt mũi của đại nhân ta tự nhiên phải cho, chỉ không biết bắt Lý Vân Tiêu này có ích lợi gì. Đằng Quang nói. Ta không phải nói chuyện với ngươi. Sắc mặt Loan Quân Hạo biến đổi, trong lúc bất chợt có cảm giác xấu nảy lên toàn thân, chẳng biết tại sao loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Trên người hắn tuôn ra mồ hôi lạnh, thân thể trong lúc bất chợt bắt đầu run rẩy, mồ hôi hột như là đậu tương chảy xuống. Trường sam bị mồ hôi làm ướt đẫm, không chỉ mồ hôi, còn kèm theo huyết thủy, trong khoảnh khắc khắp người là huyết. Chuyện gì xảy ra? Cả người hắn đại chấn, thất thanh nói. Ảo giác. Lẽ nào ta lại trúng ảo thuật? Thanh âm thản nhiên của Lý Vân Tiêu truyền đến, nói. Cũng không tính là cho ngươi mặt mũi, lấy ảo thuật của ta, muốn mê hắn rất dễ, nhưng muốn giết hắn vẫn có chút khó khăn. Loan Quân Hạo hít một ngụm lãnh khí, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, mạnh mẽ xoay đầu lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không có bị thương chút nào, lạnh nhạt đứng ở đó, khóe miệng hàm chứa một tia tiếu ý nói không rõ. Làm sao có thể? Trong nháy mắt Loan Quân Hạo đầu sung huyết não, hai tròng mắt tuôn ra vô số tơ máu, gào thét nói. Tuyệt đối không thể. Lý Vân Tiêu như cười như không nhìn hắn, nói. Đại nhân mới vừa hỏi ta có thoải mái không, bây giờ mới biết thoải mái chính là ngươi a. Phốc, vết thương trên người Loan Quân Hạo không nghiêm trọng lắm, nhưng tinh thần đả kích lại cực lớn, xấu hổ và giận dữ cộng lại, làm hắn phun ra một ngụm lão huyết, sắc mặt xám trắng. Trong mắt Đằng Quang bắn ra quang mang, khen. Có thể làm cho cửu tinh đỉnh phong vũ đế rơi vào huyễn cảnh mà không tự biết, ảo thuật của các hạ ở toàn bộ thiên hạ cũng có thể đứng vào trước 10. Nga, chỉ là trước 10, 9 người khác là ai? Lý Vân Tiêu dương mày, tựa hồ có chút không phục. Đằng Quang cười nói. Ta biết ngươi rất mạnh,
nhưng không nên khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi cũng muốn nói cho ta biết độ cao của bầu trời này sao? Ánh mắt của Đằng Quang ngưng lại, ung dung nói. Lẽ nào ta không đủ tư cách sao? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nhìn hắn nói. Ngươi có khả năng thử xem. Đại nhân, Đằng Quang đại nhân, để cho ta thu thập hắn đi. Loan Quân Hạo tê thanh nói, bộ dáng kia như đã nổi điên, nguyên lực mênh mông không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, như muốn tẩu hỏa nhập ma. Đằng Quang nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngươi không cần lưu ý như vậy. Ảo thuật của hắn có thể mê hoặc ngươi, cũng là mượn thái hư huyễn điện lực, bằng không mặc dù có thể mê hoặc ngươi nhất thời, cũng tuyệt không cách nào để cho ngươi hãm trong đó. Nhưng vì mượn dùng huyễn lực, hắn muốn giết ngươi sẽ rất khó. Đằng Quang dừng một chút, lại nói. Thiên phú của hắn đích xác hơn xa ngươi, ngươi ở trong điện của ta tìm hiểu mấy ngày, còn không bằng hắn cảm ngộ mấy canh giờ. Ta mặc kệ, ta nhất định phải giết hắn. Khuôn mặt của Loan Quân Hạo vặn vẹo lợi hại, ngũ quan như chen thành một khối, dung mạo hoàn toàn sai lệch. Đằng Quang nói, ngươi không giết được hắn, chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi. Hắn lăng không bấm tay bắn ra, một đạo quang mang trực tiếp bắn vào trong cơ thể Loan Quân Hạo, dáng vẻ cuồng bạo kia mới dần dần bị áp chế. Loan Quân Hạo dần dần khôi phục lý trí, oán độc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đằng Quang không để ý tới hắn nữa, mà là hướng Lý Vân Tiêu nói. Ngươi có nguyện làm đệ tử của ta không? Thái hư huyễn đạo trước mắt này, ta có khả năng truyền thụ cho ngươi. Loan Quân Hạo nghe vậy, thần sắc oán độc càng sâu, khuôn mặt âm trầm như muốn chảy nước. Lý Vân Tiêu nói. Thái hư huyễn đạo không tệ, nhưng bầu trời quá thấp, không thích hợp ta. Thân thể Đằng Quang chấn động, quát. Ngông cuồng. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi kêu ta đến chính là vì nói cái này. Đằng Quang, thái hư huyễn cảnh này vốn là bản mệnh chi trận của ngươi, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết. Hiện tại xem ra vẫn bình yên vô sự, chẳng lẽ ngươi không dự định thu trận, mà muốn nó tiếp tục diễn biến xuống. Trong mắt Đằng Quang lộ ra kinh sợ, ngạc nhiên nói. Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu nói. Đừng hỏi ta là ai, nếu tùy ý trận này diễn biến xuống, sợ là ai cũng không thoát, bao quát chính ngươi. Ngươi muốn lấy thân tuẫn đạo sao? Đằng Quang chớp mắt cười nói. Ngươi đã thông minh như vậy, còn hỏi ta làm gì? Tên điên! Lý Vân Tiêu cười mắng, nói. Nhất định là vậy, nói như thế, ta còn phải ra tay giết ngươi à? Đằng Quang cũng cười nói. Ngươi đối với trận này có hiểu biết, thì nên minh bạch, ta vừa chết, ở đây lập tức sẽ biến thành thái hư sát trận, thắt cổ tất cả sinh linh. Lý Vân Tiêu nói. Không giết, một khi thực sự từ hư hóa thực, thái hư huyễn cảnh này tự thành một giới, sợ là mọi người sẽ không ra được. Mà giết ngươi chí ít còn có hy vọng, ngươi cũng có thể nhìn thấy, chúng ta đều đứng chung một thuyền, thái hư sát trận của ngươi có thể vắt diệt thánh khí sao? Đằng Quang gật đầu nói. Xác thực không có nắm chắc, vậy ngươi đến để giết ta sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Giết không được, nhưng nếu ta không đoán sai. Kỳ thắng phong hẳn là bị ngươi trấn áp ở trong phủ đồ tháp, ta cứu hắn ra vẫn có chút nắm chặt. Kỳ thắng phong. Đằng Quang ngưng lại, sau đó sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Ngươi nọ là Kỳ thắng phong. Lý Vân Tiêu cười nói. Chậc chậc, ngươi là lăn lộn thế nào a? Cùng đối phương đấu lâu như vậy, thậm chí ngay cả danh hào của đối phương cũng không biết. Loan Quân Hạo cũng nhớ ra cái tên này, cả kinh há to mồm. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Ha ha ha. Đằng Quang dại ra một lúc, liền nhịn không được ngẩng đầu cười ha hả, nói. Có thể cùng Kỳ thắng phong đại nhân đánh một trận, đồng thời duy trì bất bại, thật vinh hạnh a. Lời này của hắn tựa hồ nói với Lý Vân Tiêu, hoặc như là nói với người trong tháp. Hừ. Trong phủ đồ kim tháp truyền đến thanh âm bất mãn của Kỳ thắng phong, lạnh nhạt nói. Lý Vân Tiêu, người cứu ta ra ngoài. Ta thay ngươi giết hắn, chúng ta cùng ly khai nơi đây. Lý Vân Tiêu cười nói. Lấy thực lực của đại nhân, Đằng Quang chắc là dùng ngũ tuyệt phong trấn áp đại nhân a. Kỳ thắng phong nói. Ngươi đối với hắn rất hiểu rõ a, ngũ tuyệt phong này tự ta có thể phá, chỉ cần ngươi kéo phân thân kia của hắn, để cho hắn không rảnh thi triển phù ấn với ta là được. Đằng Quang cười khổ nói. Kỳ thắng phong đại nhân,
ngài vội vã ly khai như vậy sao, ở chỗ này cùng ta thưởng thức Thái Hư Đại Đạo thật tốt, cảnh đẹp như vậy, nếu bỏ lỡ, cả đời tiếc nuối. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh nói, ngươi có đạo của ngươi, lão phu tự có đạo của lão phu, Lý Vân Tiêu cũng có đạo của Lý Vân Tiêu, đáng tiếc ngươi hiểu không đủ, chỉ có thể nghĩ ra âm chiêu, mượn lực mọi người trợ giúp ngươi thành đạo. Lý Vân Tiêu chấn động, thất thanh nói. Kỳ Thắng Phong, ngươi nói là có ý gì? Trong phù đồ kim tháp truyền đến tiếng cười lạnh của Kỳ Thắng Phong, nói. Lý Vân Tiêu ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Bát bách trận đạo đồ này diễn biến cung điện tất cả đều là lao tù, ta trước còn tưởng là để kháng địch, lẽ nào ngươi cần hiến tế? Thiết, kháng địch, ta ấu trĩ như vậy sao? Trên mặt Đằng Quang nổi lên hàn mang quỷ dị, nói. Muốn thành tựu đại đạo, hiến tế chẳng phải rất bình thường sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta hiểu được, Kỳ Thắng Phong mới vừa nói người biết đạo không đủ, cho nên bày ra bát bách trận đạo đồ, dẫn tất cả cao thủ tới huyễn cảnh, hiến tế bọn họ chứng đại đạo của ngươi, thậm chí chính ngươi, cũng là một tế phẩm của Thái Hư Đạo. Đằng Quang cười nói. Mặc dù có chút bất công, nhưng đích thật là có chuyện như vậy. Chỉ bất quá bổn tọa không cần tính mệnh của các ngươi, chỉ là muốn lấy lực lượng của các ngươi mà thôi. Loan Quân Hạo kinh hãi nói. Đại nhân, ngươi. Đằng Quang nói. Ngươi không cần lo lắng, lực lượng của ngươi quá yếu, thêm ngươi không nhiều, bớt ngươi không ít, chỉ cần nghe lệnh của ta, tự nhiên không có việc gì. Loan Quân Hạo trầm mặc, cũng không biết là cao hứng hay khổ sở. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, Loan Quân Hạo đã càng chạy càng xa, không thể quay đầu lại, hắn đời này thành tựu sẽ chỉ như vậy. Nhớ năm đó cũng là một thời hào kiệt, danh chấn thiên hạ, tiếc rằng làm thành bộ dáng như vậy. Đằng Quang nói, Lý Vân Tiêu, người cũng có thể cân nhắc quy thuận ta, không những được bình yên vô sự, còn có thể được ta chân truyền. Thậm chí toàn bộ Thái Hư huyễn cảnh này, tương lai đều là của ngươi. Ha 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 ha. Trong phù đồ kim tháp đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Kỳ Thắng Phong. Đằng Quang nhướng mày nói. Ngươi cười cái gì? Kỳ Thắng Phong cười nói. Ta cười ngươi hoàn toàn không biết người trước mắt này, hắn là thạch đầu hồ đồ ngu xuẩn, thường thường làm cho người hận đến nghiến răng, hắc hắc, lần đầu tiên trong đời lão phu nghĩ loại tính cách này cũng có thể làm cho người thoải mái. Lý Vân Tiêu cười nói. Kỳ Thắng Phong, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi nịnh nọt ta. Ta sẽ cứu ngươi ra, ta người này cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Được rồi, ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng, có thể kiềm chế Đằng Quang tới trình độ nào? Đừng để ta vừa ra tay đã bị hắn giết trong nháy mắt. Kỳ Thắng Phong nói. Hừ, hiện tại coi như hắn chấn áp ta cũng rất khó khăn, ngươi liền làm cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tốt lắm, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng loạt ra tay. Bầu không khí có chút cổ quái, Đằng Quang cùng Loan Quân Hạo ngạc nhiên, nào có đạo lý như vậy, vậy mà làm trò ở trước mặt hai người, thương lượng làm sao xuất thủ. 1. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phun ra một tiếng, trên mặt thủy chung mỉm cười. 2. Ánh mắt của hắn ngưng lại, chữ 2 mới vừa phun ra, thân ảnh đã động, trong sát na liền tiêu thất ở tại chỗ. Một mảnh lôi quang ở trên không trung giật lại, phát sinh âm hưởng đùng đùng. Lý Vân Tiêu thoáng cái xuất hiện ở trước người Đằng Quang, cả trường đều là lôi quang, mạnh mẽ đánh tới. Ngũ lôi oanh đỉnh, ầm ầm, lôi quang thiểm thước, hóa thành từng đạo hình rồng đánh tới. Đằng Quang ngồi xếp bằng ở trên hư không thoáng cái vung hai tay lên, vỗ về phía trước. Không gian giữa song trường hiện ra một tầng ánh sáng, ông một tiếng giống như thủy kính mở ra, ở trước người hoảng động không ngớt. Rung mạnh không ngừng vang lên. Toàn bộ thân ảnh Đằng Quang lung lay, thật giống như tùy thời sẽ tiêu thất. Cũng trong lúc đó, trong phù đồ kim tháp truyền đến tiếng nổ vang, cả thân tháp trong sát na lay động, tản mát ra quang mang vạn trượng. Trên bầu trời ngưng tụ ra hư ảnh 5 ngọn núi, lúc ẩn lúc hiện, tản mát ra quy tắc kinh khủng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Người quả nhiên đã không có bao nhiêu lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành 3 đầu 6 tay. Tay vung cây búa, lôi uy không ngừng tăng cường. Sắc mặt Đằng Quang cổ quái nói. Không phải nói đếm tới 3 mới ra tay sao? Các ngươi vậy mà phối hợp ăn ý như vậy, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người ở đâu ha? Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói.
Ngươi muốn bắt chúng ta hiến tế, còn giảng tín nhiệm với ngươi, chúng ta không phải người ngu, đi tìm chết đi, Cửu Tiêu Lôi Long. Cây búa đập xuống, ầm ầm một tiếng, thiên băng địa liệt, vô số lôi đình lóe ra, chiếu rọi toàn bộ thế giới, vài đạo tử ti ở dưới búa phun ra nuốt vào. Ầm ầm, thủy kính nghiền nát, vô số lôi quang đánh vào trên người Đằng Quang, oanh hắn phấn thân toái cốt. Lôi đình thế đi không giảm, sau khi nổ nát phân thân của Đằng Quang, đều rơi vào phù đồ kim tháp, chấn đến thân tháp cự chiến, đại lượng phù văn cùng đồ án hiện ra. Ầm ầm, ầm ầm, lôi đình rơi không ngừng, một vài dị cảnh ở bốn phía phù đồ kim tháp nhộn nhạo, không ngừng diễn biến rồi tiêu thất. Đột nhiên một đạo thanh quang từ trong tháp lao ra, ở trên không trung hóa thành bích ngọc như ý, hướng đỉnh Ngũ Tuyệt Phong xông tới. Ầm ầm, hai kiện huyền khí chí cường đánh vào, nhất thời bắn ra vô số quang mang, soi sáng bầu trời chủ điện thành một mảnh huyến lệ. Hai người đột nhiên xuất thủ, thời gian chỉ một sát na, Loan Quân Hạo nhìn mà há to miệng, lúc này mới phản ứng được, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, đừng vội làm càn. Hoàng Sa vọt lên, sông Hằng rơi thẳng cửu thiên, hướng Lý Vân Tiêu phóng đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đã càn rỡ, ngươi làm gì được ta? Thân ảnh hắn lóe lên, liền hóa thành lôi quang tiêu thất ở tại chỗ. Song Long Tê Phong. Loan Quân Hạo hét lớn một tiếng, vô số Hoàng Sa tụ lại, hóa thành hai cầu long đuổi theo lôi quang. Thình thịch. Một cầu long bạo liệt, trong vô số cát bụi, thân ảnh của Lý Vân Tiêu biến ảo ra, đột nhiên xoay người, đồng tử co rút, bốn phía hiện ra nhiều đóa hoa, ngưng mắt nhìn đến. Chi. Loan Quân Hạo hít một ngụm lãnh khí, rất sợ lại trúng chiêu, quát lạnh. Không có huyễn đạo quy tắc của Đằng Quang đại nhân, người cái gì cũng không phải. Giết! Khắp bầu trời sát khí trùng tiêu, hướng trên người Lý Vân Tiêu oanh tới. Phanh! Thân thể của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt nổ ra, vô số huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn lại có một cái sọ rơi trên mặt đất, lăn đi rất xa. Hắc! Hắc hắc! Rốt cục đã chết! Loan Quân Hạo cười rộ lên, nhưng trên trán lại đầy mồ hôi hột, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta lại thấy đau đớn? Lẽ nào? Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đầu lâu lăn xa xa kia ngừng lại, mặt đối diện tới hắn, đột nhiên nhếch miệng cười. Chi? Chết tiệt a! Loan Quân Hạo giống giận, cả người trong nháy mắt liền nổi điên quát. Ra đây, ra đây, ra đây đường đường chính chính đánh với ta một trận. Loan Quân Hạo, làm càn. Một thanh âm truyền đến. Bầu trời chậm rãi hiện ra một nam tử hoa phục, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị, chính là Đằng Quang. Loan Quân Hạo nói, Đằng Quang đại nhân, không không, Lý Vân Tiêu, ngươi là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Đằng Quang trầm xuống, quát. Loan Quân Hạo, ngươi dám kêu la om sòm trước mặt bản tỏa. Trên mặt Loan Quân Hạo gân xanh bạo lộ, hét lớn. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Loại ảo thuật cấp thấp này mơ tưởng lừa ta, đi tìm chết đi. Hằng Hà đại thủ ấn. Hắn tại chỗ bạo khởi, một trường đánh tới. Mau dừng tay, bổn tọa là thật. Đằng Quang hoảng hốt, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng một trường kia đã xỏ xuyên qua thiên địa, trong nháy mắt oanh hắn nát bấy. Trước mắt tất cả cảnh tượng thoáng cái tản ra, quang ảnh hơi bị cải biến. Ha ha, Lý Vân Tiêu, người cũng quá ngây thơ đi. Loan Quân Hạo cười như điên, một trường đánh trúng, lòng tin nhất thời tăng nhiều, hai mắt như đao nhìn chằm chằm phía trước. Loan Quân Hạo đại nhân, người mới vừa nói cái gì? Đột nhiên một giọng nói truyền đến, nghe rất hòa thuận vui vẻ. Loan Quân Hạo chấn động, hoảng sợ xoay người lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Cái này, đây là... Trước mắt một mảnh kim quang vạn đạo, thủy khí tiệt tia, một tòa cung điện bích ngọc lưu ly. Bảo Ngọc thông thấu xây thành đứng sừng sững ở trước mặt. Trên trụ tràn đầy chân long chạm ngọc, kim lân diệu nhật, tứ phương vẽ đầy thiên phượng, lăng không xoay quanh, trông rất sống động, ngoài điện là vân hải bốc lên, cảnh như thần tiên. Chi? Cả người Loan Quân Hạo run run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Trong đại điện, một lão giả vuốt râu cười nói. Thần tiêu xuất, ai dám không theo? Khúc cung chủ gọi ta đến. Một câu nói là được, không cần lễ lớn như vậy. Trong điện, một mảnh yên vụ sương mù, dung nhan khuynh thành dần dần lộ ra, đồng tử tất cả mọi người đột nhiên co lại, trong mắt không ngừng lớn, ngay cả hô hấp cũng không dám ra ngoài.
Khúc Hồng Nhan một thân thanh y mộc mạc, không có bất kỳ trang sức hoa lệ, dung nhan hiện ra, bách hoa thất sắc. Nàng khoát tay áo, nhẹ giọng nói. Cửu ngũ chí tôn đan là cửu cấp đan dược nhất đẳng thiên hạ, bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, phương pháp luyện chế thất truyền từ lâu. Trong thần cung cũng chỉ còn chừng 10 hạt, lần này mời chư vị tới trợ giúp, cũng chỉ có đan dược này mới ra được. Mặc dù là cửu thiên vũ đế, dùng có ích cực lớn. Đây là, Loan Quân Hạo trong nháy mắt trống rỗng, như là thiếu dưỡng khí, chỉ cảm thấy hô hấp trắc trở, đầu đầy mồ hôi lạnh. Một màn này, là quen thuộc như vậy, cải biến nhân sinh của hắn, trọn đời khó quên. Một nam tử cả người như lửa đứng dậy, cao giọng nói. Khúc cung chủ thực sự là quá khách khí, bất quá hiện nay ta tu luyện đến bình cảnh, có cửu ngũ chí tôn đan này, tất có thể thành công đột phá, ta đây liền không khách khí. Ngoại trừ lần này đối phó Cổ Phi Dương gia, về sau cung chủ có phân phó, Mục Dương Húc ta quyết không từ chối. Giả, đây hết thảy đều là giả, ảo thuật, ảo giác. Loan Quân Hạo kêu to, trực tiếp nhảy vào đại điện, chỉ vào từng cường giả, giận dữ hét. Các ngươi đều là giả. Một màn này từ lâu đã phát sinh qua, các ngươi chết thì chết, thương thì thương. Đây hết thảy đều là ảo giác. Tất cả mọi người sửng sốt, Mục Dương Húc cau mày nói. Loan Quân Hạo đại nhân, người đây là có chuyện gì? Phù Kỳ Thủy cũng cổ quái nói. Chẳng lẽ đại nhân gần đây tu luyện công pháp ra đường rẽ, hơn nữa lúc này lâm đại địch, cho nên áp lực quá lớn, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Ha ha! Tất cả mọi người cười ha hả. Chỉ có Khúc Hồng Nhan lẳng lặng ngồi ở đó, không có cười, trong mắt một mảnh si sắc, tựa hồ đối với trước mắt làm như không thấy. Loan Quân Hạo tức giận hét lớn. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi những người trong huyễn cảnh này, có tư cách gì cười nhạo bổn tọa. Cổ Phi Dương sắp tới, một chiêu liền chém giết toàn bộ các ngươi. Hắn điên cuồng hét lên một trận, sau đó lại lập tức tỉnh ngộ nói. Không đúng, nơi này là huyễn cảnh. Tất cả mọi người từng cái sắc mặt đại biến, tức giận trùng thiên. Mục Dương Húc phẫn nộ quát. Loan Quân Hạo, đầu óc người bị lừa đá sao? Có chư vị đại nhân ở đây, hơn nữa Khúc cung chủ tỏa chấn, coi như là thần cảnh cường giả phủ xuống cũng phải cúi người, người hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Không Nguyên Khôi cũng hừ lạnh, châm chọc nói. Nếu ngươi sợ, liền đi xuống núi, nghĩ không ra thiên tài cường giả Loan Quân Hạo lại nhu nhược như vậy. Phù Kỳ Thủy vuốt râu nói. Ngày hôm qua còn nghe đại nhân nói khoác mình luyện thành tuyệt thế thần thông của Hằng Hà Vũ Đế. Hằng Hà đại thủ ấn, nói Cổ Phi Dương một mình ngươi đối phó là được, hiện tại liền sợ thành bộ dáng này, thực sự là khiến người thổn thức. Khuôn mặt Loan Quân Hạo thoáng cái đỏ bừng, trong mắt tuôn ra lửa giận, hừ nói. Tùy các ngươi châm chọc làm sao, cùng những thứ không chân thật này phân bua làm gì. Tư Trần Hải cất tiếng cười to nói. Quân Hạo huynh không cần lo lắng, tại hạ bất tài, ở trước đó không lâu từ trong di tích tìm được một thanh cửu cấp huyền binh luân hồi thương, phối hợp bách chiến thương pháp của ta, là thần cản sát thần, ma cản đồ ma. Ôn Thủy Hầu cũng gật đầu cười nói. Phải a, 10 người chúng ta đều là cửu thiên cảnh vũ đế, cộng thêm Khúc cung chủ, đừng nói Cổ Phi Dương, coi như là mấy vị bài danh trước ba trên thiên địa phong vân bảng đều tới, cũng đừng nghĩ sống trở ra. Loan Quân Hạo lạnh lùng nhìn hết thảy, mặc dù biết là giả, nhưng nội tâm càng ngày càng bất an, mồ hôi lạnh nhễ nhại, rất nhanh thấm ướt toàn thân. Đột nhiên Khúc Hồng Nhan mở miệng nói. Mới vừa rồi Loan đại nhân không phải là ăn một trái cây hình người, hiện ra ba sắc hứ. Trong lòng Loan Quân Hạo chấn động, nhíu mày, lúc trước hắn tuyệt đối không có ăn quả nào như vậy, nhưng Khúc Hồng Nhan vừa nói, trong lúc mơ hồ lại có chút ấn tượng. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan trầm xuống. Quát! Giao Cầm, có phải ngươi lấy ra tam sinh quả hay không? Một nữ tử áo lam hoảng sợ chạy đến, quỳ trên mặt đất. Cô gái áo lam không ngừng dập đầu, thân thể run rẩy, run run nói. Cung chủ tha mạng, cung chủ tha mạng. Giao Cầm nhất thời sơ sẩy, vừa kiểm tra tam sinh quả, xác thực thiếu một trái. Ôn Thủy Hầu cả kinh nói. Chẳng lẽ là tam sinh tam thế quả? Ăn một quả sẽ sản sinh ảo giác? Ở trong ảo giác vượt qua tam sinh tam thế. Khúc Hồng Nhan nói. Chính là quả này, bởi vì hạ nhân sơ sẩy, vừa rồi chiêu đãi Loan đại nhân, trong linh quả hơn phân nửa lạc vào quả này, để cho Loan đại nhân lâm vào huyễn đạo. Tuy là một sát na ngắn ngủi, nhưng mà đã trải qua tam sinh tam thế.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nữ tử áo lam, lạnh lùng nói. Việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, cần ngươi có ích lợi gì? Mang xuống, nhốt vào hầm băng 10 năm. A, à, nữ tử áo lam thoáng cái vô lực té trên mặt đất, lập tức có hai nữ tử cung trang tiến lên, đem nàng áp giải đi. Phù Kỳ Thủy nói, nguyên lai là tam sinh quả tác dụng, thảo nào thần kinh của Loan đại nhân hề hề như vậy, là chúng ta trách Loan đại nhân. Trên trán Loan Quân Hạo nếp nhăn càng ngày càng sâu, lông mày hoàn toàn nhíu lại. Hắn nhìn trên bàn, linh quả trong đĩa đích xác thiếu mấy trái, vừa nãy hình như có ăn một quả như vậy, hắn còn nhớ rõ vị đạo kia, cắn một cái linh khí bức người, thấm vào ruột gan. Lúc ăn, hình như cả linh hồn đều được tư nhuận. Hắn nghĩ như vậy, hình dạng trái cây cùng vị đạo càng ngày càng rõ ràng, sắc mặt không khỏi ngạc nhiên, nhìn mọi nơi cổ quái nói. Lẽ nào ta thật là hoàng lương nhất mộng? Không có khả năng a, làm sao sẽ chân thật như vậy? Khúc Hồng Nhan nói. Nếu là người thường ăn tam sinh tam thế quả, sẽ trong một sát na mê qua tam sinh tam thế, nhưng lấy tu vi của Loan đại nhân, ăn trái cây này vào, mê muội 20-30 năm sợ là sẽ không sai biệt lắm. 20-30 năm, cả người Loan Quân Hạo chấn động, sau khi ở Lạc Tuyết Phong đánh một trận, bản thân không phải là qua hơn 20 năm sao? Lẽ nào những năm gần đây trải qua tất cả là ảo giác? Hắn nhìn mọi người trước mắt, cảm thụ linh khí trên Lạc Tuyết Phong, cảm giác một mảnh thiên địa quang minh. Khắp bầu trời hơi nước từ trong mây mù đập vào mặt, rót vào trong da, thoải mái không nói ra được. Ảo giác, nguyên lai hơn 20 năm qua chỉ là ảo giác. Loan Quân Hạo cảm thụ hết thảy trước mắt, càng ngày càng thanh tỉnh, bản thân là ăn tam thế quả, mới trải qua tất cả như vậy. Khúc Hồng Nhan nói, Loan đại nhân rốt cuộc ngoài ý muốn được phúc, trái cây này đối với thiên đạo cảm ngộ có tác dụng tăng phúc cực mạnh, ta thấy đại nhân lúc này nguyên lực dâng trào, tựa hồ tinh tiến không ít. Tuy rằng trong lòng Loan Quân Hạo còn có chút không khỏe, nhưng vẫn gật đầu nói. Không sai, ta so với trước cường đại hơn rất nhiều. Hai tay hắn nắm chặt, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, không nhịn được muốn cuồng hô lên. Cổ Phi Dương, ngươi ở trong huyễn cảnh hại ta thảm như vậy, ta liền ở thế giới chân thật, đem ngươi xé nát. Nguyên lai là có chuyện như vậy, vừa rồi tại hạ trách oan đại nhân. Mục Dương Húc vội vàng tiến lên, chắp tay nói xin lỗi, trong mắt còn xẹt qua một tia hâm mộ. Người còn lại cũng đứng dậy ôm quyền, đối với chuyện vừa rồi biểu đạt áy náy. Loan Quân Hạo phất tay nói. Không có gì, là tự ta nhập ma, không trách chư vị. Bất quá mọi người nghìn vạn lần phải cẩn thận ứng chiến, không thể sơ suất. Tư Trần Hải cười nhạo nói. Đại nhân yên tâm, hiện tại ta lo lắng là, Cổ Phi Dương biết chúng ta tụ tập nhiều người như vậy, trận ước chiến này hắn không dám tới. Trên mặt Khúc Hồng Nhan điềm tĩnh như trước, trong mắt hiện lên một tia mệt mỏi, nhàn nhạt nói. Chư vị yên tâm, nếu Cổ Phi Dương không dám tới, coi như hắn thất bại, ta sẽ thủ tín đem cửu ngũ chí tôn đan đưa cho chư vị. Loan Quân Hạo nhướng mày, vừa tiếp nhận chân thực trước mắt, trong lúc bất chợt lại cảm thấy có chút sai lệch. Trong đôi mắt Tư Trần Hải lóe lên tinh mang, cười nói. Như vậy rất tốt, ta phỏng chừng hắn chắc là sẽ không dám đến. Nhưng có thể xem tiên cảnh của Thần Tiêu Cung, cũng không uổng phí tới đây. Thần Tiêu Cung là tiên cảnh nổi danh nhân gian, Lạc Tuyết Phong càng là trên đỉnh Vân Hải, từ trong cung điện nhìn ra phía ngoài, là một mảnh tiên âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Một đám người đứng trong phòng tiếp khách, thưởng thức rượu ngon, nghe tiên âm, nhìn ngoài cung Vân Hải sóng lên sóng xuống, bộ dạng rất vui vẻ. Trên mặt mọi người thiếu ý không giảm, ngay cả Loan Quân Hạo cũng dần dần mở rộng tấm lòng. Phù Kỳ Thủy nâng chén nói. Ha ha, thống khoái, Thần Tiêu Cung quả nhiên là nhân gian tiên cảnh a, ta xem Cổ Phi Dương là sẽ không tới, mọi người thưởng cảnh cũng không uổng chuyến này. Mọi người nâng chén chúc mừng, chuyện trò vui vẻ, Mục Dương Húc cười lạnh nói. Cái gì phá quân vũ đế, cái gì thiên địa phong vân bảng đệ tam, chỉ thường thôi. Tư Trần Hải cười to nói. Điều này cũng không thể trách hắn, nếu biết có 11 vũ đế đang đợi, ai cũng không dám đến phó ước a, ha ha. Cả người Loan Quân Hạo chấn động, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tuy tất cả ở trước mắt thập phần chân thực, nhưng tổng để cho hắn cảm thấy không thích hợp. Nghệ Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên nói. Các ngươi nói xem, Cổ Phi Dương có gọi giúp đỡ đến hay không?
Nếu hắn cũng mời 10 tên vũ đế trợ quyền, trận chiến đấu này liền thảm thiết. Mọi người cả kinh, đều nghĩ tới loại khả năng này, tâm tình vui sướng mơ hồ biến mất, Tư Trần Hải lạnh lùng nói. Coi như là 10 đối 10, chúng ta cũng chưa chắc thua. Đến lúc đó Cổ Phi Dương giao cho ta là được. Khúc Hồng Nhan nằm nghiêng ở trên ghế, ngọc thủ vuốt trán, nhìn mọi người phía dưới, đáy lòng sinh ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói. Cổ Phi Dương sẽ không mời giúp đỡ. Tư Trần Hải hỏi. Vì sao cung chủ khẳng định như vậy? Trong mắt Loan Quân Hạo hiện ra một tia mê võng, kinh ngạc nói. Câu tiếp theo là, bởi vì hắn đã tới. Cái gì, đã tới, ở nơi nào? Tất cả mọi người cả kinh, đều cảnh giới lên, thần thức giống như sóng biển khuếch tán ra, nhưng trong toàn bộ Vân Hải, lại không cảm ứng được nửa phần. Trong mắt Khúc Hồng Nhan lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn Loan Quân Hạo, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt Loan Quân Hạo dần dần mê hồ. Tư Trần Hải lạnh lùng nói. Loan đại nhân không phải là đã đoán sai chứ? Khúc Hồng Nhan thu hồi ánh mắt nói. Loan Quân Hạo không có đoán sai, các ngươi không có phát hiện, gió nổi lên sao? Phong chuyển. Mục Dương Húc cau mày nói. Nơi này tọa lạc ở trên đỉnh núi, phong khởi là rất bình thường a. Đột nhiên trong phòng tiếp khách. Mọi người hơi cảm thấy một trận gió nhẹ quất vào mặt, góc áo trên người nhẹ nhàng thổi bay, sắc mặt tất cả đều đại biến, cảnh giác lên. Ngoài phòng tiếp khách, một đạo kim quang từ phía chân trời khuếch tán, soi sáng toàn bộ Vân Hải thành một mảnh ánh vàng, đột nhiên tầng mây cuồn cuộn, ùng ùng mà lên, giống như thủy khí bốc hơi, toàn bộ thiên địa sôi trào. Khắp bầu trời tầng mây nhộn nhạo, bị hấp lực vô tận dẫn dắt, đều hướng phía bầu trời hội tụ, toàn bộ Vân Hải của Thần Tiêu Cung bị lấy không còn. Đồi núi Thanh Thúy Tú Lệ ở mấy vạn năm qua lần đầu tiên từ trong mây mù hiển hiện. Trên bầu trời hình thành một vân thủ kim sắc phô thiên cái địa, rộng lớn vô biên, làm mắt người khó có thể nhìn thẳng. Kim thủ giống như thần linh giáng thế, bỗng nhiên ầm ầm hạ xuống, mang theo thiên uy cuồn cuộn. Thiên địa khởi phong vân toàn do ta. Nhìn thiên uy cuồn cuộn như vẫn thạch rơi xuống, sắc mặt Loan Quân Hạo đại biến, giận dữ hét. Không đúng không đúng. Nếu là thật, ta sao có thể biết trước tất cả sắp sửa phát sinh? Ảo giác, đây là ảo giác. Hắn tại chỗ phun ra một búng máu, gào thét nói. Lý Vân Tiêu, ngươi dám lấy vết sẹo trong nội tâm ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi à? Khí kình cuồng bạo từ trên người hắn tuôn ra, hắn vung lên một trường, vô số chỉ tay tụ lại, ngưng tụ thành một sông Hằng vượt qua thời không, phảng phất tuế nguyệt không tiếng động, tuyên cổ tới nay liền vĩnh hằng đứng ở thế gian. Tất cả sự vật, cung điện, Vân Hải, bóng người. Ở trên Lạc Tuyết Phong đều hóa thành quang ảnh tiêu thất. Nhưng một trường phong vân kia lại không tiêu thất, trái lại càng thêm gai mắt, thu nạp ánh sáng tứ cực, trùng thiên triệt địa, soi sáng hoàn vũ. Còn đạo thân ảnh sau đại phong vân trưởng kia, ở trong quang mang góc áo tung bay, không hiện dung nhan. Ầm ầm, hai đại trưởng ấn đánh vào, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một hắc động cự đại. Tất cả quang mang bị thôn phệ vào, thiên băng địa liệt. Cùng nhau tan vỡ, còn có thân thể của Loan Quân Hạo, ở dưới phong vân lực, trùng kích nhục thân, huyết quản không ngừng nổ ra, đầy người là huyết phụ. Không, không. Loan Quân Hạo giống to, lạnh lùng nói. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nơi này là chỗ thất bại của ngươi, ta liền chọn nó làm chỗ ngươi chung bại. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, đạo thân ảnh kia lăng không bay ra. Trường bào phấp phới, cô lập muôn đời, bóng ảnh kéo dài vô tận. Ngươi là... Đồng tử của Loan Quân Hạo đột nhiên co rút, cảnh tượng trước mắt hoảng hốt, mặc hắn cố gắng làm sao, cũng không cách nào thấy rõ. Chỉ cảm thấy thân ảnh, dung nhan, thanh âm kia, phong khinh vân đạm, phóng đãng không kiềm chế được. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu cùng Cổ Phi Dương ở trước mắt, dần dần dung hợp, hóa thành một người hoàn chỉnh. Giờ khắc này hắn tràn đầy ngạc nhiên. Tựa hồ hiểu ra cái gì, sinh cơ không ngừng trôi qua, trong đầu trống rỗng. Đạo nhân ảnh kia than nhẹ. Kỳ thực, sau trận chiến ấy, ngươi đã chết. Một màn trước mắt dần dần tiêu tán, bầu trời về tới Hồng Nguyệt Thành, trước phủ đồ kim tháp, Thái Hư Huyễn Điện. Loan Quân Hạo nằm ngửa trên đất, cả người là huyết. Quang mang trong mắt càng ngày càng yếu, nhìn trời cao, mây trắng lửng lờ, cách hắn càng ngày càng xa, rốt cục nhắm hai mắt lại. Bầu trời nắng sáng, chiếu lên trên thi thể Loan Quân Hạo, lẳng lặng không tiếng động.
Một đời cường giả, trở lại địa phương bản thân đã từng ngã nhào, lần thứ hai té ngã, vĩnh viễn không bò dậy nổi nữa. Không gian khẽ run, Lý Vân Tiêu đi ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn thi thể của Loan Quân Hạo nói. Cuối cùng đánh bại ngươi chính là bản thân ngươi a. Lúc ngươi trở về chỗ kia, đã định là kết cục này. Ầm ầm. Phù đồ kim tháp đột nhiên bạo phát kim quang trùng thiên, toàn bộ thân tháp từng tầng nổ lên, khí tức kinh khủng không ngừng chấn xuất, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Theo một tiếng vang cuối cùng thật lớn, cả tòa kim tháp vỡ nát, hai đạo thân ảnh bắn ra. Ngũ Tuyệt Phong cùng Ngự Thiên Như Ý ở trên bầu trời cũng đột nhiên tách ra, bay về phía chủ nhân của mình. Thân ảnh đằng quang lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, sắc mặt tái nhợt. Hắn khiếp sợ nhìn thi thể Loan Quân Hạo trên mặt đất, khó có thể tin nói. Ngươi vậy mà giết hắn, ngươi làm như thế nào? Kỳ Thắng Phong cũng ở ngoài mấy trăm trượng biến hóa ra, trong tay nắm Ngự Thiên Bảo Lục, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thi thể Loan Quân Hạo, khẽ hừ một tiếng. Hắn đối với Lý Vân Tiêu kiêng kỵ cũng sâu thêm không ít. Lý Vân Tiêu ăn chút đan dược, thở phào một cái nói. Có thể giết hắn, ít nhiều cũng nhờ thái hư huyễn đạo chi lực của vương tọa đại nhân, bằng không ta chỉ là bát tinh vũ đế, làm sao có thể giết cửu tinh đỉnh phong cường giả chứ? Sắc mặt đằng quang ngưng trọng nói. Huyễn đạo chi lực của ta, người vậy mà có khả năng tùy ý dùng, có thể thấy được ngươi ở trên đạo này thành tựu không kém ta, hơn nữa nhãn thuật kinh người. Tính cách phóng đãng không kiềm chế, ngươi có biết Cổ Phi Dương hay không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Có biết hay không cùng đại nhân có quan hệ sao? Đằng quang thủy chung nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, muốn từ trong biểu tình biến hóa nhìn ra mánh khóe, nhưng hiển nhiên thất bại, Lý Vân Tiêu cười cười, không có bất luận kẽ hở gì. Trong mắt đằng quang nổi lên rung động, đồng quang dần dần ngưng tụ, con ngươi một mảnh trong suốt, từng chữ nói. Ngươi chính là Cổ Phi Dương. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, lần này rốt cục lộ ra vẻ kinh dị. Xa xa Kỳ Thắng Phong cũng cau mày, thập đại vũ đế đều là tiểu bối của hắn, hắn cũng không biết bất kỳ người nào trong đó, chỉ là sau khi từ trong kia ra ngoài, nghe qua danh hào 10 người này mà thôi, cũng biết phá quân vũ đế Cổ Phi Dương từ lâu vẫn lạc ở Thiên Đãng Sơn Mạch. Lý Vân Tiêu nói, là cái gì khiến ngươi làm ra suy đoán lớn gan như vậy? Đột nhiên đằng quang nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị nói. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Năm ấy từ trận nguyên từ biệt, thì có tưởng niệm, về sau nghe ngươi mất tích, ta còn kỳ quái, không tin ngươi sẽ chết. Chỉ là hai hơn 10 năm qua lại không có bất cứ tin tức gì, ta cũng nghĩ ngươi đã chết thật rồi, làm sao cũng không nghĩ ra ngươi lại đoạt xá tiên thiên chi thai sống lại. Kỳ Thắng Phong đại chấn, khó có thể tin nhìn Lý Vân Tiêu. Đoạt xá tiên thiên chi thai hắn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, chính là thời điểm thai nhi còn trong cơ thể mẹ, liền ký sinh đoạt xá. Như vậy liền có thể cùng nhục thân và linh hồn đạt được phù hợp lớn nhất. Nhưng nguy hiểm trong đó là không cần nói cũng biết, đoạt xá sớm mà nói, vô cùng có khả năng ở trong quá trình thai nhi hình thành, bị tiên thiên chi khí xóa ký ức, hóa thành năng lượng thuần túy vô ý thức, triệt để đoạt xá thất bại. Nếu đoạt xá chậm, tiên thiên thai nhi sinh ra linh hồn. Như vậy càng thêm hung hiểm, muốn ở dưới điều kiện không tổn thương thai nhi đem linh hồn đối phương xóa đi, độ khó to lớn không thua gì giết một gã siêu phàm nhập thánh. Kỳ Thắng Phong mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, cũng không biết hắn dùng loại đoạt xá nào, nhưng mặc kệ thế nào, một khi đoạt xá tiên thiên chi thai thành công, chỗ tốt lớn nhất là được thêm một thế. Lý Vân Tiêu bị ánh mắt quái dị của hai người nhìn đến sợ hãi, tình huống mình chuyển thế sống lại. Cùng đoạt xá tiên thiên chi thai có bản chất khác biệt, nhưng hắn cũng lười giải thích nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, làm sao dám suy đoán như vậy? Đằng quang giảo hoạt cười nói. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi cho ta cảm giác giống như Cổ Phi Dương, chỉ bất quá không có hung hăng càn quấy như hắn mà thôi, nhiều một chút tinh thần phấn chấn của người tuổi trẻ. Thử hỏi một thiếu niên chừng 20 tuổi, làm sao sẽ có thần thái ung dung như phá quân vũ đế? Hơn nữa nhãn thuật của ngươi cùng thạch đầu thối kia, hình như là một A. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả nói. Ngươi cái ma quỷ này, cư nhiên bị ngươi xem thấu, để cho ta một điểm tâm lý chuẩn bị cũng không có. Đằng quang đánh giá thân thể của Lý Vân Tiêu, thở dài nói. Trong các cao thủ hiện thời, ta phục nhất là ngươi, bởi vì suy nghĩ của ngươi con mẹ nó không giống ai, không bám vào một khuôn mẫu,
tựu như tính tình của ngươi, ở trên lĩnh ngộ thiên đạo cho ta rất nhiều dẫn dắt, thực sự là một đoạn thời gian khó quên. Mà nay xem ra, ngươi không chỉ có tính cách thiên mã hành không, đánh vỡ lẽ thường, lại còn dám thực hiện. Lấy thân thể như vậy, cộng thêm linh hồn của ngươi, còn có cửu đỉnh trong tay, tương lai chắc chắn đệ nhất thiên hạ. Trong mắt hắn phóng xuất ra quang mang, tràn đầy vẻ hâm mộ nói. Chậc chậc, thiên tái phong vân mặc ta cười, muôn đời phi dương soi sáng cổ kim. Lý Vân Tiêu cười nói. Khen chật rồi, ta thiên mã hành không như thế nào đi nữa, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngươi diễn biến thái hư, tự thành thế giới, đây mới thật sự là vô thượng đại đạo, làm ta bội phục. Trong mắt đằng quang sáng ngời nói. Ngươi cũng tán thành cách làm của ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đổi lại là ta, nói không chừng cũng sẽ giống ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi là ngươi, ta vẫn là ta. Chỉ cần ngươi buông ra một đường, để cho ta cùng bằng hữu rời đi, như vậy ta sẽ chúc phúc ngươi, sớm ngày chứng thành đại đạo. Đăng Quang cười khổ nói. Cổ Phi Dương, ngươi đây là làm khó ta, một khi thái hư đạo diễn hóa, coi như là ta cũng không thể ly khai. Buông ra một đường, thế giới này liền triệt để tan vỡ. Có thể ở đây tham quan hóc tập một giới diễn biến, chuyện may mắn như vậy sợ là cuộc đời này không có, sao không quý trọng? Lý Vân Tiêu nói, ta đích xác rất quý trọng cơ hội lần này, nhưng ta càng quý trọng mạng của mình. Đăng Quang lão đệ, nếu như ngươi cố ý không chịu, vi huynh sẽ không nhớ tình bạn cũ. Đăng Quang nói, đây không phải là chuyện cố ý hay không cố ý, ở trong thái hư huyễn đạo của ta, mặc cho tiếp tục diễn biến mà nói. Cuối cùng sẽ trở thành tồn tại như thiên vũ giới. Kết quả là sẽ chen bể thiên vũ giới, từ trong thiên vũ giới tách ra, nhưng bất kể như thế nào, cũng không ảnh hưởng mọi người sinh tồn, chỉ bất quá là không trở về thiên vũ giới được mà thôi. Hơn nữa mặc cho phát triển tiếp, còn có thể tự hành đản sinh ra thập giai quy tắc, thành toàn mộng thần cảnh của chư vị. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, hừ nói. Ngươi là một người cô đơn, lẽ nào ta phải cô đơn giống ngươi sao? Hỗn độn chi sơ, diễn biến thái hư, chỉ cần thời gian đủ dài, tự nhiên có thể trở thành một giới hoàn chỉnh, nhưng vậy phải cần bao nhiêu tỷ năm, ngươi nói xem. Đăng Quang cười đùa nói. Để chứng đạo, làm ra chút hy sinh cũng đáng giá. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão ca ta muốn sống, cho ngươi hy sinh cũng là bình thường. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Cùng hắn lời vô ích làm gì, tên điên này đã nhập ma, giết là được. Hắn từ lâu không nhịn được, trong tay lóe lên thanh quang, bầu trời vô thanh vô tức bị chém rách ra. Suy, thân thể Đằng Quang thoáng cái bị chém thành hai nửa, nửa người trên còn nhìn chằm chằm một vòng huyền khí, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Chi chi, thân thể dần dần hư hóa, thoáng cái tiêu thất ở trên không trung, trực tiếp ngưng hình ở ngoài trăm trượng. Các ngươi giết không chết ta. Đằng Quang thản nhiên nói. Thân xác của ta đã bắt đầu cùng thái hư đạo này dung hợp, trừ khi phá hủy nơi đây, mà ở đây ta bố trí bát bách trận đạo đồ, còn có nhiều cường giả ở trong trận cung cấp lực lượng, các ngươi làm được sao? Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Giết không chết, ngươi làm ta sợ a? Loại thái hư huyễn cảnh hình thức ban đầu này, lừa tiểu bối như Lý Vân Tiêu còn không sai biệt lắm, ở trước mặt lão phu thổi ra châu, kém xa. Hai tay hắn bấm niệm thần chú. Ngự thiên bảo lục lăng không bay lên, chợt huyễn hóa ra một mảnh dị cảnh, hướng Đằng Quang áp đi. Lão phu thu ngươi, nhìn ngươi có chết hay không. Bốn phía bảo lục một mảnh dị tượng, đúng là muốn thu Đằng Quang vào. Sắc mặt Đằng Quang đại biến, chợt tung ngũ tuyệt phong, lăng không đập một cái. Ầm ầm, toàn bộ bảo lục kịch liệt đung đưa, bắt đầu tan rã. Hừ, tiểu nhi. Hai tay Kỳ Thắng Phong biến đổi quyết ấn, tranh một tiếng. Minh vầng từ phía sau bay lên trời, ở trên không trung hóa thành nửa mẫu, phía trên có vô số trận quang khởi động, chém về phía ngũ tuyệt phong. Đăng Quang cả kinh nói. Nguyên lai là đem tiểu đô thiên minh vầng trận luyện nhập trong vũ khí, thảo nào lợi hại như vậy. Ngũ tuyệt phong run lên, bị minh vầng ngạnh sinh bổ ra một tòa. Sơn thế của ngũ tuyệt phong băng tán, hóa thành năm ngọn núi, xoay tròn liên tục, uy thế giảm đi. Sắc mặt Đằng Quang phát lạnh, cả giận nói. Kỳ Thắng Phong, bổn tọa nể ngươi là tiền bối, thực sự muốn bức ta ra tay giết ngươi sao? Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói. Sắp chết liền dọa, ta có thể đem loại hành vi này của ngươi xem thành khiếp nhược không?
trong mắt đằng quang bắn ra hàn tinh, lạnh lùng nói. Ta không phải khiếp nhược sợ chết, mà là không muốn đem lực lượng dùng ở việc tranh đấu. Bổn tọa diễn biến thái hư đã thành kết cục đã định, có khí lực không bằng dùng để diễn biến thiên đạo, nào có hứng thú tranh cao thấp, phân chia sinh tử với ngươi. Hay thật, đột nhiên một thanh âm xa lạ truyền đến, bầu trời lóe lên, mấy đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, từng cái gạt ra không trung. Chính là đám đại yêu, mới vừa nói là thương, trên mặt hắn lộ ra vẻ tán thưởng nói. Vương tọa đại nhân, thái hư huyễn đạo này của ngươi rất hợp ta, đại nhân đối với thiên đạo chấp nhất truy cầu cũng làm ta kính phục, mong muốn tiếp tục nữa. Lý Vân Tiêu cả kinh, hắn lục soát ký ức hồn phách của An, biết những đại yêu trước mắt này là người phương nào. Dực cùng phù cũng đang ở trong, khí tức trên người thập phần cường đại, hai người vừa xuất hiện, liền lạnh như băng theo dõi hắn, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Hơn nữa hắn còn thấy trong đó có một thân ảnh quen thuộc, Huyền Hoa lười biếng hai tay ôm sau đầu, ánh mắt đảo qua, tựa hồ nghĩ việc trước mắt phi thường thú vị. Hai hàng lông mày của Lý Vân Tiêu nhăn lại, thầm nghĩ hắn làm sao sẽ cùng những yêu tộc này chung một chỗ, nhưng xem sắc mặt kia, tựa hồ cũng không phải một đường. Hơn nữa không thấy Lý Giật, cũng không biết là bị thương thu vào hồn thiên nghi hay đã chết. Sắc mặt đằng quang cổ quái nói. Ô, ta không nghe lầm chứ. Thương nghiêm mặt nói. Không có, ta muốn hỗ trợ ngươi. Hắn còn đưa ngón tay ra chỉ thiên, xác nhận thái độ của mình. Đằng quang hồ nghi nói. Vốn tộc nhân đều không ủng hộ, lại bị một đám dị tộc chạy tới nói hỗ trợ. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói rõ chỉ số thông minh của ngươi cùng những yêu thú này giống nhau, không thể tưởng tượng nổi. Ha ha! Huyền Hoa nhịn không được vỗ tay cười ha hả, tán thưởng nhìn Lý Vân Tiêu một cái, khen. Tiểu tử, có chút ý tứ. Sắc mặt đằng quang cổ quái nhìn Huyền Hoa, cười nói. Huyền Hoa huynh, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm a. Huyền Hoa cười nói. Đằng đại thúc, niên kỷ của ngươi lớn hơn ta, đừng ở chỗ này giả nai. Đằng quang trầm mặt nói. Giả nai chính là ngươi đi, ta nhớ kỹ ngươi là bao nhiêu tuổi a? Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi gọi hắn là tiểu tử. Huyền Hoa nói. Không gọi hắn tiểu tử, lẽ nào gọi hắn là lão tử sao? Con ngươi của hắn đảo một vòng, cười nói. Bất quá niên kỷ của ta cùng hắn cũng không kém bao nhiêu, hẳn nên gọi một tiếng lão đệ. Ha ha! Đằng quang cười to vài tiếng nói. Ngươi biết hắn là người phương nào không? Huyền Hoa nhướng mày, không khỏi quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, xác định tuổi của hắn không quá 20, mới hừ nói. Coi như là nhi tử của vị đại nhân kia, ta gọi một câu lão đệ cũng không quá đáng đi. Ha ha! Đằng quang cười to liên tục, nhìn Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, thập phần vui vẻ nói. Không có chuyện gì, thân phận của hắn ngươi sớm muộn sẽ biết. Huyền Hoa! Ngươi cũng là tới hỗ trợ ta sao? Hỗ trợ ngươi? Huyền Hoa hừ nói. Ngươi là đang mắng chỉ số thông minh của ta giống yêu thú sao? Đằng quang lặng lẽ cười nói. Ta xem rất có thể, bằng không các ngươi như thế nào đi chung một chỗ? Huyền Hoa lạnh lùng nói. Đằng quang, lần này ngươi chơi lớn rồi. Tất cả mọi người bị ngươi khốn vào cục, một lần đắc tội nhiều cao thủ như vậy, không đánh chết ngươi cũng phải đánh cho tàn phế. Đằng quang than thở. Các ngươi sao không có một chút tinh thần hy sinh chứ? Huyền Hoa nói. Người nào nói không có? Có, hy sinh ngươi. Hắn nhìn thương nói. Đại yêu quái, vừa rồi ngươi không phải nói để ta hỗ trợ phá trận sao, sao hiện tại thay đổi chiều gió? Thương cười nói. Bởi vì, thái hư huyễn đạo này rất hợp ta ăn uống, ta rất muốn nhìn nó diễn biến hoàn thành. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động. Lộ ra kinh sắc. Trong mọi người ở đây, hắn là người duy nhất thấy thương thi triển hồn thiên nghi. Hồn thiên nghi cũng là một loại thánh khí thôi diễn thiên đạo, cùng thái hư huyễn đạo có hiệu quả như nhau. Hiển nhiên là thương ở trong thái hư đạo cảm ngộ điều gì, nên muốn đằng quang tiếp tục diễn biến. Hơn nữa hắn đã trải qua mấy vạn năm dài rằng giặc, đối với thánh khí lĩnh ngộ cũng không phải mình và Diệp Phàm có thể sánh bằng, sợ là có biện pháp ly khai, nên mới hỗ trợ đằng quang. Một là mình có thể tìm hiểu thiên đạo, được chỗ tốt. Hai là mượn lực đằng quang chèn ép nhân tộc cao thủ. Nếu hắn đã cùng yêu tộc trong tinh nguyệt ảo cảnh hội hợp, như vậy muốn khôi phục yêu tộc, tất phải tiến một bước, chèn ép nhân loại cường giả là tất nhiên.
Huyền Hoa nói. Là ý nói, chúng ta thành địch nhân rồi hả? Thương nói. Nếu Huyền Hoa đại nhân nguyện ý, có khả năng không là địch. Huyền Hoa nói. Ý tứ là hàng phục. Hừ, ta sớm nói chém giết người này, bằng không tất có hậu hoạn. Tiên lạnh giọng hừ nói. Ánh mắt Huyền Hoa phát lạnh, nhìn đi qua, nhất thời để cho tiên run rẩy, không dám lên tiếng. Hắn khinh miệt thu hồi ánh mắt, lướt qua khuôn mặt mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Kỳ Thắng Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười lạnh nói. Tất cả đều làm ta nhìn không vừa mắt, rất muốn đem mọi người một tiễn bắn chết a. Trong mắt Kỳ Thắng Phong hiện ra một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử xem. Tuy là lần đầu nhìn thấy Huyền Hoa, nhưng cũng biết thân phận của hắn, là người của Lỗ Thông Tử, trong mắt không khỏi nổi lên sát cơ. Nếu có thể ở đây gạt bỏ người này, đối với Lỗ Thông Tử mà nói tuyệt đối là một đả kích. Ha ha, không dám không dám. Huyền Hoa cười ha hả, nói. Mộng tưởng là mộng tưởng, nhưng hiện thực rất tàn khốc a. Tất cả mọi người là mặt đầy hắc tuyến, Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu không Huyền Hoa ngươi chọn lựa mấy người giết, còn dư lại ta xem một chút có thể giải quyết hay không. Huyền Hoa kinh ngạc nói. Ở đây chỉ có ngươi là rác rưởi. Giải quyết ngươi là nhanh nhất ha. Lý Vân Tiêu đưa tay chỉ hắn nói. Ngươi nhục ta rác rưởi, ta nhớ kỹ. Huyền Hoa. Rác rưởi là rác rưởi, mắng ngươi thì sao? Hắn cười nhạo nói. Có gan đến đánh ta a, đánh ta a. Lý Vân Tiêu đưa ra ba ngón tay nói. Ba lần. Huyền Hoa. Tâm thần. Hắn mắng một câu, không để ý tới nữa, lại nghe Lý Vân Tiêu thì thầm một tiếng bốn lần. Làm cho mặt hắn đầy hắc tuyến, không giải thích được toát ra mồ hôi lạnh. Đăng Quang cười to nói. Ha ha, Huyền Hoa, ngươi muốn xui xẻo à? Huyền Hoa lạnh lùng nói. Đăng Quang, ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Kéo càng lâu tựa hồ đối với ngươi càng có lợi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có mở trận hay không? Đăng Quang thu liễm dáng tươi cười, cười lạnh nói. Tuyệt không có khả năng. Vậy không còn gì thương lượng. Huyền Hoa nhìn Kỳ Thắng Phong nói. Tuy rằng ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt, nhưng bây giờ không có lựa chọn khác. Đăng Quang cùng những yêu tộc này, mặc cho ngươi chọn, còn dư lại giao ta. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ xem. Mấy người núp trong bóng tối, tất cả đi ra cho ta. Đồng tử Huyền Hoa hơi co lại, xẹt qua vẻ kinh ngạc, lấy thần thức của hắn hoàn toàn không có phát hiện bốn phía còn người. Mà Kỳ Thắng Phong lại có thể cảm giác được, ít nhất nói rõ thần thức của đối phương hơn xa mình. Hừ, một thanh âm lạnh như băng vang lên, bầu trời như hồ nước nhộn nhạo, sắc mặt Phi Thanh băng lãnh, đứng ở trên cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Vết thương trên người hắn tựa hồ đã tốt, khôi phục tư thái lạnh lùng, mở miệng nói. Siêu Kim Lương, ngươi cũng ra đi. Ở đối diện Phi Thanh, đồng dạng có năng lượng ba động. Thân ảnh của Diêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú dần dần hiện ra, bất quá mặt đều mang sát khí, lạnh như băng nhìn Huyền Hoa. Trong lòng Huyền Hoa hơi kinh, trên mặt lại cười nói. Diêu Kim Lương, nhiều năm không gặp, thực lực tăng tiến không ít a. Dưới một tiễn của ta lại vẫn có thể sống. Diêu Kim Lương chỉ vào hắn, lạnh giọng nói. Ta hiện thân, là thời điểm ngươi chết. Huyền Hoa cười nói. Không nên quá xung động. Oan gia nên giải không nên kết. Được rồi. Siêu Kim Lương phất tay cắt đứt, lạnh giọng nói. Không nên ôm ảo tưởng, hôm nay phải giết ngươi. Giống. Táng Vân Thú cũng hét lớn một tiếng, lông toàn thân dựng lên, trong mắt hung quang bức người. Hừ, có ý tứ. Vi Thanh hừ nói. Cộng thêm Ngọc Công Tử, Phong Hào Vũ Đế liền có bốn vị. Ánh mắt của hắn băng lạnh, nhìn chằm chằm đám yêu tộc kia, lạnh giọng nói. Nguyên lai là từ đại nhân cùng mấy vị tộc trưởng bát bộ tộc, các ngươi muốn xé bỏ hiệp định hai tộc, can thiệp vào việc của tộc ta sao? Trên mặt Từ Lộ ra ngượng nghịu nói. Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là đi ngang qua Hồng Nguyệt Thành, lại không nghĩ bị vây vào, thực sự là không may. Lời này của hắn căn bản không ai tin, nhưng nói ra cũng hợp tình hợp lý, ngược lại không dễ phản bác. Hừ, hảo một cái đi ngang qua. Vi Thanh hừ lạnh nói. Hiện tại bổn tọa muốn giết Đăng Quang, các ngươi sẽ không nhúng tay chứ? Từ nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Thương, trưng cầu ý kiến của hắn. Đột nhiên Đường Khánh mở miệng nói.
Thương đại nhân cùng những yêu tộc này là bằng hữu của ta, đều do ta mà đến. Mà Đằng Quang đại nhân là sư phó của Huyền Tử, ta tự nhiên là cùng Đằng Quang đại nhân đứng ở một phía. Thương cười nói. Không sai, Đường Khánh tiên sinh nói rất đúng, chúng ta giúp hắn chỉ là quan hệ tư nhân, cùng hiệp nghị của hai tộc không liên quan. Phi Thanh cười lạnh nói. Hảo một cái quan hệ tư nhân, vậy các ngươi liền theo con chó điên này chết chung đi. Ngươi! Đường Khánh trong cơn giận dữ, cả người run rẩy. Hắn nói như thế nào cũng là nhất phương bá chủ, lại bị ngôn ngữ vũ nhục như vậy, tức đến chòm râu loạn chiến. Phi Thanh nói. Diêu Kim Lương, Huyền Hoa, Lý Vân Tiêu, ba người các ngươi chém giết yêu tộc cùng Đường Khánh. Vị đại nhân hóa thần hải này, ta ngươi liên thủ giết Đằng Quang, thế nào? Mấy người đều biến sắc, lộ ra thần sắc cực kỳ bất mãn. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Phi Thanh, lần này thứ cho ta không tòng mệnh, không giết Huyền Hoa, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Huyền Hoa cũng nói. Phi Thanh đại nhân thật là uy phong a, ngươi nói một chút, dựa vào cái gì chỉ huy ta? Thần sắc của Kỳ Thắng Phong cùng Lý Vân Tiêu cũng đồng dạng, một bộ kiệt ngạo bất tuân. Phi Thanh hừ nói. Tai vạ đến nơi, các ngươi còn làm theo ý mình. Lúc này ngoại trừ bổn tọa ra, ai làm người cầm đầu để các ngươi chịu phục? Trong lòng mấy người vừa nghĩ, thấy cũng phải, mọi người ở đây đều là nhân vật danh chấn thiên hạ, không ai phục ai, do Vi Thanh dẫn đầu bố trí là thích hợp nhất. Diêu Kim Lương cắn răng nói. Mặc dù tạm thời buông tha Huyền Hoa, ta cũng không thể cùng hắn liên thủ. Ta và ngươi đi giết Đằng Quang, để cho bọn họ đối phó yêu tộc. Vi Thanh nhướng mày, nhân tiện nói. Tốt, phương pháp này cũng được, chẳng biết hai người các ngươi cảm thấy thế nào. Kỳ Thắng Phong cùng Huyền Hoa nhìn nhau một cái, đều biết thân phận của đối phương, nguyên bản cũng là phe đối địch, nhưng bây giờ hiển nhiên không thích hợp trở mặt. Huyền Hoa nói, được rồi, bất quá ta ở Hóa Thần Hải lâu như vậy, lại chưa từng thấy qua vị đại nhân này, giả mạo từ đâu tới a? Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói, thời điểm lão phu vào Hóa Thần Hải, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Trong lòng Vi Thanh cả kinh, bắt đầu suy đoán thân phận của Kỳ Thắng Phong. Hắn mới từ ngoại điện ẩn độn tới, đã bị Kỳ Thắng Phong vạch trần, phải hiện thân ra, nên không có nghe Lý Vân Tiêu kêu lên danh hiệu của hắn. Huyền Hoa cười nói, cũng được, để ta nhìn thực lực của Hóa Thần Hải đại nhân giả ngươi a. Thương khổ sở nói, làm sao ta cảm giác mình thành trái cây, chờ bị chư vị phân phối a. Vi Thanh hừ lạnh nói, ai bảo ngươi có đường không đi, lại muốn đi tìm chết chứ. Xuất thủ. Hắn quát một tiếng, thanh ảnh liền lóe lên, đánh tới Đằng Quang. Trên người Vi Thanh một mảnh thanh quang, ngũ chỉ mở ra, ngăn chặn đường lui của Đằng Quang. Không gian dưới trường hoàng động, thân ảnh của Đằng Quang hoảng hốt, tựa hồ muốn tan vỡ. Hừ, sắc mặt Đằng Quang lạnh lùng, tay trái hỏa quyển ở trước người, nhất thời lòng bàn tay hiện ra một phù văn, bắn ra quang mang vạn trượng, lăng không vỗ tới Vi Thanh. Ầm ầm. Một đạo ánh sáng ở trên không trung tách ra, cổ khí tức áp chế hắn trong nháy mắt băng diệt. Đằng Quang hóa thành một đạo độn quang vọt lên. Chanh! Trên bầu trời truyền đến một tiếng chấn đáng, du dương chói tai. Sau đó là ngân quang lóe lên, một thanh ngân nhận cổ quái hiện ra ở dưới ánh nắng chói chan, tản mát ra ánh sáng gai mắt. Quỷ lăng rảo! Trên bầu trời không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng quát của Diêu Kim Lương, ngân đao quỷ dị kia đột nhiên chém xuống. Bổ về phía Đằng Quang. Lăng rảo quỷ dị kia ở trên không trung giải phong, chém bầu trời không ngừng nhộn nhạo. Độn quang bị áp chế, thoáng cái hóa ra thân ảnh của Đằng Quang, lăng không bốc lên, tay phải bấm niệm thần chú, tay trái lăng không nắm tay, đánh tới chảm kích. Thình thịch, toàn bộ bầu trời nổ vang, quyền phong của Đằng Quang bắn ra ngoài, một mảnh năng lượng kinh khủng không ngừng lượn vòng. Thân thể của Diêu Kim Lương ở trên không trung lóe lên mà hiện. Lại lóe lên biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Đằng Quang, quỷ lăng lạnh lùng chém ngang. Hai tay Đằng Quang bấm niệm thần chú, ở trước người kết ấn. Tay lật lại, một trận ngân quang ở trong quyết ấn tản ra, giống như một cái cối xay, hướng ngân nhận đè xuống. Cung! Quỷ lăng chém ở giữa hai tay của hắn, chấn lên vô số quang mang, không gian cự chiến. Quỷ lăng kia bị Đằng Quang kiềm chế, không thể nhúc nhích. Diêu Kim Lương nói, quay đầu lại nhìn một chút đi. Trên trán Đằng Quang mồ hôi lạnh chảy ròng,
cười nói. Ngươi cho ta ngu ngốc sao, con súc sinh kia khẳng định ở sau lưng ta, chờ ta quay đầu lại liền cắn cổ ta a. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Không cắn cổ ngươi, liền phách đầu ngươi. Một đạo kình phong từ trên trời rơi xuống. Xa xa nhìn lại, phía sau đằng quang, táng vân thú thoáng cái cuồng bạo, thân thể không ngừng biến lớn, đồng thời vung chi trước lên, hai chân đứng ở giữa không trung, móng vuốt mạnh mẽ vỗ xuống. Sắc mặt đằng quang đại biến, nộ quát một tiếng. Xa la ấn. Phanh. Một cổ lực lượng ở trong ngón tay nổ lên, đồng thời đánh văng Diêu Kim Lương cùng quỷ lăng ra. Hai tay đằng quang biến hóa quyết ấn, lăng không xoay người, vô số phù văn từ trên người hắn dâng lên, đưa ra ba ngón, hướng lên trên không điểm qua. Phanh. Giữa ba ngón tay hiện ra một tầng thủy quang, ầm ầm một tiếng liền đánh văng táng vân thú ra. Sa la chỉ lực ở trên trời cao xoay chuyển, truy kích theo. Bang bang phanh. Ba chỉ lực nổ lên, hóa ra ba đạo quang ảnh lượn vòng, giống như trận phù. Một sức mạnh to lớn đánh xuống, đặt ở trên người táng vân thú, phanh, thoáng cái đánh bay nó ra ngoài. Giống giống. Táng vân thú liên tục giống giận, ở trên không trung hiện ra từng vết cào. Đột nhiên một mảnh kim quang bay lượn, trước mắt lộ ra sơn hà dị cảnh. Kim ô bay lên không, yên ba phiêu miểu, trăm thuyền tranh lưu, giang sơn như vẽ. Trong lòng đằng quang cả kinh, lăng không một chảo, ngũ tuyệt phong lượn vòng mà đến, tản mát ra cự lực, hướng Diêu Kim Lương oanh tới. Phanh! Một mảnh kim quang chấn lên, khắp bầu trời đều là kim hà, mông mông chói mắt. Sắc mặt Phi Thanh trầm xuống, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện ở trong kim quang, đưa tay vỗ ra, trên giang sơn như vẽ có một mảnh tiên âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Lần thứ hai hướng đằng quang ép tới. Ầm ầm. Đằng quang rốt cục khiêng không nổi, cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số quang ảnh tiêu tán. Thần sắc Phi Thanh ngưng trọng, thu hồi hỏa quyển lại, nắm trong tay, sắc mặt băng lãnh. Hừ, muốn trốn, ở trong tay hai siêu phàm nhập thánh cường giả, người có thể đi nơi nào? Phi Thanh đi ra phía trước một bước, trực tiếp tiêu thất ở trên không trung. Thân ảnh Diêu Kim Lương cùng táng vân thú đồng dạng lóe lên, cũng theo đó biến mất. Thái hư huyễn điện vốn là do trận lực cuồn cuộn không ngừng thôi diễn thành, tất cả vật trong điện bị hủy, trong khoảnh khắc liền có thể bổ sung, như lúc ban đầu. Kỳ Thắng Phong nhìn ba người tiêu thất, thu hồi ánh mắt, dừng ở trên người đám yêu tộc, cuối cùng đưa mắt nhìn từ nói. Giao lão yêu quái này cho ta, còn dư lại đống cặn bã ngươi tới. Huyền Hoa vỗ tay khen. Lão yêu quái đối chiến lão yêu quái, cái này tốt. Hừ, Kỳ Thắng Phong không để ý tới hắn, lăng không một chảo, đại kiếm nắm trong tay, liền hướng từ bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ vạn vật không còn, trong thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ. Xách 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 xách, Huyền Hoa tán thán nói. Ngươi xem bọn hắn thâm tình nhìn nhau, thật là một đôi lão cơ hữu, ngóng nhìn đến thiên hoang địa lão. Mọi người mặt đầy hắc tuyến, Kỳ Thắng Phong cũng thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn hắn một cái. Tử vẫn là mặt đầy nếp nhăn, lẳng lặng đứng ở đó, tựa hồ từ khi xuất hiện đến bây giờ, hắn chưa từng động một cái. Trong đôi mắt kia, không có chút ánh sáng nào, như là hắc động. Tiên cả giận nói. Đừng vội nói năng lỗ mãng với Tử đại nhân. Ai nha nha, mấy con tiểu yêu quái các ngươi, xem đại gia bắn chết các ngươi a. Khí kình trên người Huyền Hoa kích bắn ra, tử y phiêu đãng. Trời cao phong vân quấy động, hiện ra vòng xoáy hôi sắc, một đạo ánh sáng bắn xuống, hóa thành trường cung. Hắn hơi quay đầu lại, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Ngươi đi xa một chút, loại tu vi rác rưởi như ngươi, chớ bị cung uy của ta ép chết. Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, nhìn bằng hữu cũ trắng trợn trang bức đùa giỡn, rất có xung động xông lên đánh cái mặt kia a. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Lóe lên liền thối lui ra trăm mét, lẳng lặng nhìn. Phía trên cung tử khí quanh quẩn, vô số bảo thạch thật nhỏ khảm nạm, giống như chu thiên tinh đấu. Huyền Hoa thở ra một hơi, nhất thời không gian quanh thân xoay chuyển, tranh một tiếng bắn ra vô số đạo kình khí, hướng những đại yêu kia bắn đi. Dực cả giận nói. Hư cung, quá coi thường người rồi. Cánh tay hắn vung ra, hắc ảnh nổi lên, đúng là hình thái hư ảnh của bản thể, hiện ra ở sau người. Mình đầy lân giáp, hai mắt như ưng. Sực giơ tay lên,
hét lớn một tiếng, 10 chuôi kiếm ý hướng trước người chém đi. Một lưỡi dao sắc bén hóa thành một cơn lốc, lấy hắn làm trung tâm xoay chuyển, lực lượng kinh khủng trùng thiên, hướng hư tiễn cuốn đi. Ầm ầm, thiên địa đại chấn, vài đạo hư tiễn của Huyền Hoa bị thôn phệ, vắt thành phấn vụn. Mấy hơi thở sau, cơn lốc mới dần dần ngừng lại, bốn phía một mảnh hỗn độn. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh, quả nhiên là cửu tinh đỉnh phong. Cũng không biết mấy tên đại yêu này trước kia tu vi đạt tới trình độ nào, nếu như đều là siêu phàm nhập thánh, vậy thì phiền phức lớn, nói không chừng ngày sau còn có thể trở về đến đỉnh phong. Sắc mặt của Huyền Hoa trầm xuống, lạnh giọng nói. Ta bất quá là thử tay, ngươi lại không nể mặt như vậy, thật muốn ta giết ngươi sao? Dực lạnh lùng nói. Siêu phàm nhập thánh mà thôi, đừng tưởng rằng vô địch thiên hạ. Lúc bản yêu vương tung hoành thiên hạ, nhân tộc các ngươi còn không người dám tiếp phong mang của ta. Nga! Huyền Hoa kinh ngạc nói. Xem bản thể của ngươi như là một con phi cầm, nếu không hiển lộ ra, ta còn tưởng rằng là một con phi trâu, sao đại ý là khoác lác chứ? Tiên hừ lạnh nói. Cho dù ngươi là siêu phàm nhập thánh, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng chúng ta, trước giết ngươi, sau đó lại giết hắn. Hắn này chỉ là kỳ thắng phong. Hai người kỳ thắng phong vẫn lẳng lặng nhìn nhau như cũ, giống như là nhập định, như tiến nhập trong thời gian trường hà. Đột nhiên Thương nói. Muốn chế trụ hắn cần mấy người? Dực nói. Nếu như chỉ là kiềm chế mà nói, ta và phù là được. Ba gã bát bộ tộc trưởng trong lòng hơi rung, lộ ra thần sắc kinh hãi, có chút không quá tin tưởng. Dù sao đối phương là siêu phàm nhập thánh cao thủ, hơn nữa danh chấn thiên hạ, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng không có thể chế trụ. Thương nói. Tốt, hai người các ngươi, cộng thêm Lê, chế trụ Huyền Hoa. Tiên, ba người các ngươi đi giết Lý Vân Tiêu. Cái gì? Mọi người giật mình. Tiên âm trầm nói. Ngươi đang nói đùa sao? Để cho ba cửu tinh đỉnh phong cường giả chúng ta đi giết một gã bát tinh vũ đế, ngươi là nhục nhã chúng ta sao? Khâm cùng Mông cũng cực kỳ tức giận. Huyền Hoa cũng ngạc nhiên nói. Một gã bát tinh vũ đế, cư nhiên có đãi ngộ giống như ta. Dực lạnh lùng nói. Thương đại nhân phân phó tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu ba người các ngươi không chịu, vậy đổi là được. Ba người chúng ta đi giết Lý Vân Tiêu, ba người các ngươi đối phó Huyền Hoa. Tiên thoáng cái không có tính tình, hừ nói. Đối phó bát tinh vũ đế mà thôi, một mình ta là được. Thương cau mày nói. Đường Khánh tiên sinh, ngươi ở chỗ này đốc chiến, cần phải chém giết Lý Vân Tiêu. Đường Khánh cũng không giải thích được nói. Thương đại nhân, có phải quá để mắt hắn hay không? Lý Vân Tiêu ở ngoài trăm trượng, cũng thập phần buồn khổ, kêu lên. Yêu thương, ngươi hơi quá đáng a. Tuy lúc trước ta có hơi gây chuyện với ngươi, nhưng còn không đến mức hung tàn như vậy a. Thương nói. Ta rất muốn đích thân đi giải quyết ngươi, nhưng lúc này phải trợ giúp Đằng Quang đại nhân một tay, không rảnh đối phó ngươi. Thân ảnh của hắn thoáng cái hoảng hốt, liền trực tiếp biến mất. Hừ, chân chính là người không dựa vào được. Tiên khinh thường nói. Chỉ là bát tinh vũ đế cặn bã, đợi ta một chiêu giết hắn, mọi người cùng nhau thắt cổ phong hào vũ đế. Hắn cũng lăng không lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, quát. Chết đi. Một quyền trực tiếp đánh xuống. Lý Vân Tiêu sớm có phòng bị, ở trong nháy mắt đối phương xuất thủ, liền để lại tàn ảnh, người đã chạy thoát. Sau một khắc, liền xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Gì, lại tránh được. Tiên cười một tiếng nói. Ha ha, thảo nào thương sợ không giết chết ngươi, nguyên lai là chạy nhanh. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tiếp qua ba hơi thở, ngươi sẽ không cười được. Chê cười, trong ba hơi thở ta sẽ vặn gãy cổ của ngươi. Thân ảnh tiên lóe lên, lần thứ hai đánh tới. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, không để ý tới hắn, thân ảnh chớp động, ở trên không trung hóa ra vô số tàn ảnh, trong lúc nhất thời khiến người hoa mắt. Gì, thân pháp này có chút ý tứ. Huyền Hoa nhướng mày, cũng không vội xuất thủ, mà vê cằm suy nghĩ. Tiên liên tục ra mấy chiêu, lại không có thể bắn trúng Lý Vân Tiêu, hắn không khỏi giận tím mặt. Lại nghĩ tới bản thân mới vừa khoe khoang khoác lác một chiêu thu thập, càng là giận không kiềm được, điên cuồng hét lên mấy tiếng, khí tức hung bạo dâng lên, yêu ảnh chậm rãi hiện ra. Huyền Hoa cổ quái nói, cửu tinh đỉnh phong đại yêu đối phó một gã bát tinh vũ đế, cũng muốn hóa ra bản thể.
Hắn đây là thật tâm nghi hoặc, nhưng nghe vào trong tai tiên không nghi ngờ là châm chọc. Chết tiệt! Tiên hét lớn một tiếng, hư ảnh kia đồng thời gầm hét lên, từng vòng yêu khí kích động, hóa thành sóng gợn ở trên không trung lan tràn. Trong lúc bất chợt bầu trời chấn động, một đại hư ảnh hạ xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai oanh tới tiên. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, ngóng nhìn lại đạo hư ảnh kia, đúng là một bàn chân. Đế Thính Chi Túc. Ầm ầm. Tiên bị Khâu Mục Kiệt đánh lén một cước, không hề phòng bị bị đạp vào trong đại địa, chấn đến cung điện kịch liệt đung đưa. A! Tất cả mọi người kinh hãi, há to mồm. Trên bầu trời tàn ảnh tán đi, Lý Vân Tiêu lộ ra chân thân, nhìn Khâu Mục Kiệt chậm rãi rơi xuống, cười nói. Phong Tử Kiệt, ngươi rốt cục đồng ý đi ra. Khâu Mục Kiệt khinh bỉ nhìn hắn một cái nói. Ngươi không phải là một mực trông cậy vào ta cứu ngươi chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Dĩ nhiên không phải, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, nếu không phải hiện tại tất cả mọi người tới, ngươi sẽ đồng ý mạo hiểm đi ra sao? Hừ! Khâu Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng. Đường Khánh nhướng mày, lớn tiếng nói. Bất hảo, có không ít người đang đến gần, mau giết Lý Vân Tiêu. Hắn nhìn Khâm Cùng Mông hô to, nhưng hai người sao sẽ nghe hắn chỉ huy, hừ nhẹ một tiếng, khinh miệt không chút nào che giấu, đều quay đầu đi. Đường Khánh gấp đến dậm chân, hiện tại hắn hoàn toàn không có quyền thế, hầu như thành người cô đơn, thương đã là chỗ dựa cùng hy vọng duy nhất của hắn, sao việc mình là không làm không được a? Thân ảnh hắn lóe lên, chỉ phải tự mình xuất thủ. Phanh! Đại địa nổ lên, tiên thoáng cái hóa thành quái thú, từ trong hố lao ra. Điên cuồng hét lên nói. Ta giết ngươi. Cả người tiên đỏ hồng, trên người bao trùm lân vảy, tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Bàn tay khổng lồ bỗng nhiên nắm chặt, liền hướng Khâu Mục Kiệt oanh tới. Hừ. Khâu Mục Kiệt mặt không đổi sắc, song trưởng thoáng cái hóa thành kim quang, đồng dạng oanh kích qua. Phanh. Ba nắm tay ầm cùng một chỗ, hai nhỏ một lớn, chấn lên từng đạo ánh sáng, bắn hướng bốn phía. Thân thể Khâu Mục Kiệt không ngừng biến hóa, hai người đều là dáng dấp quái vật, nhưng Khâu Mục Kiệt tựa hồ càng quái, trên gương mặt hiện ra nanh sắc. Hiu! Đuôi bò cạp lóe lên, liền hướng trong mắt tiên vào tới. Tiên thất kinh, vội vàng dùng lực đánh văng đối phương ra, thân thể lóe lên mới tránh khỏi. Lúc này bầu trời thoáng cái ba động, Đường Khánh trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, mặt âm trầm đánh tới một trường. Một trưởng của hắn lại vận ra 10 thành công lực, gắng đạt tới đánh chết đối phương. Nhưng trưởng lực kia vừa đánh ra phân nửa, liền ngưng lại, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Một mũi kiếm lạnh như băng để ở sau lưng hắn, mặc dù nhìn không thấy, nhưng rất chân thật. Chỉ cần mình tự tiện động một cái, tuyệt đối là tại chỗ xuyên tim. Người sau lưng là Bắc Thần Nam. Lý Vân Tiêu cười nói. Các ngươi rốt cục chạy tới. Bắc Thần Nam nói, bốn phía đều là mê cung, rất khó đi, nếu không phải ở đây nguyên lực ba động quá lớn, sợ là tạm thời còn không qua được. Lý Vân Tiêu là nhờ Loan Quân Hạo mang tới, bằng không sợ còn đi loạn bốn phía a. Lý Vân Tiêu cười nói, Đường Khánh, ngươi chung quy rơi vào tay ta. Rơi vào. Đường Khánh cười lạnh nói, mặc dù kiếm ở sau lưng, nhưng nếu muốn giết ta sợ là không đủ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hướng phía xa xa nói. Huyền Hoa, người đi trợ giúp Phi Thanh đi, ở đây giao cho ta. Huyền Hoa sửng sốt, cổ quái nói. Tuy rằng còn có người đang không ngừng tới đây, nhưng muốn đối phó những yêu tộc này, sợ là rất khó. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sao. Huyền Hoa nhướng mày nói. Ngươi thật có nắm chắc. Lý Vân Tiêu nói. Đừng nói nhiều, Thái Hư huyễn cảnh lại kéo xuống. Mọi người liền thực sự đi không xong. Hảo, ta cũng mặc kệ ngươi chết sống. Huyền Hoa vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ. Mơ tưởng rời đi. Phù hét lớn một tiếng. Tuyên Hoa phủ. Búa vác trên vai đột nhiên chém tới, muốn phá vỡ bầu trời. Phanh. Bầu trời run lên, bị chém ra một vết rách kinh khủng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Huyền Hoa. Lê Cả Kinh nói. Giết Lý Vân Tiêu, nhanh. Đột nhiên một đạo thanh quang chớp động, long uy truyền đến, La Thanh Vân xuất hiện. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trong lòng liền đối với cục thế trước mắt có lý giải nhất định. Chiến thương vung lên, từng đạo kim sắc nhộn nhạo,
9 con quỷ tu la từng cái hiện ra. Bất hảo. Sắc mặt Lê đại biến, lộ ra vẻ kinh hoàng. Dực cũng hoảng sợ cả kinh nói. Cái gì, 9 vị vũ đế đỉnh phong. Theo La Thanh Vân xuất hiện, toàn bộ chiến trường thoáng cái yên tĩnh lại, ngay cả tiên ở xa xa cũng há to miệng, ngừng cùng Khâu Mục Kiệt chiến đấu. Lý Vân Tiêu cười nói. Người cuối cùng cũng tới, La Thanh Vân, người biết lúc này người trọng yếu bực nào không? Hắn chớp mắt cười nói. Sự xuất hiện của ngươi trực tiếp cải biến chiến cuộc, xoay chuyển xu hướng suy tàn, thậm chí có thể nói là cải biến thiên vũ giới. La Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, tựa hồ lơ đỉnh. Dực trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Phù nói. Xem những quái vật này tựa hồ không có thần trí, tuy rằng tản ra khí thế cửu tinh đỉnh phong, nhưng thực lực hơn phân nửa không bằng chúng ta, lấy một địch hai không thành vấn đề. Lê lắc đầu nói. Ngươi đã đoán sai. Những quái vật này đều là trung cực thân thể, hơn nữa không có thần trí, càng không sợ chết, là cơ khí giết chóc thuần túy, so với cửu tinh đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn. Phù cao mày nói. Ta không tin. Hắn quay người lại, giơ tuyên hoa phủ lên chém qua. Giống. Một quỷ tu la hét lớn một tiếng, cũng đồng dạng là hai tay mang phủ, thân thể chớp động, đón công kích chém tới. Phanh. Đại địa hoảng động, không gian bốn phía bị chấn hoảng hốt. Quỷ tu la kia cùng phù đều ngạnh kháng một kích, cả hai không lui bước một bước, đúng là thế lực ngang nhau. Cái gì? Dực kinh hãi, lực lượng của phù còn hơn hắn, lực một búa mặc dù là hắn cũng khó tiếp được. Sắc mặt Lê càng thêm khó coi, biết phiền phức lớn rồi. Xem ra chúng ta tới chậm a. Một thanh âm dễ nghe truyền đến, bầu trời lần thứ hai chớp động. Ninh Khả Vân, Hàn Quân Đình, Quỳ Hoa bà xuất hiện. Lý Vân Tiêu nói, tuyệt không chậm, những người yêu tộc này ở Hồng Nguyệt Thành mưu đồ gây rối, tương lai chắc chắn uy hiếp tộc ta, vừa vặn hôm nay đều diệt trừ. Trong mắt hắn lóe lên sát ý, nếu có thể diệt trừ những đại yêu trước mắt này, tất sẽ tổn thương nguyên khí yêu tộc, muốn phục hưng ít nhất phải cần vài trăm năm. Sắc mặt La Thanh Vân phát lạnh, hạ lệnh, giết. 9 con quỷ tu la trong nháy mắt chớp động, phân biệt phóng về phía mọi người yêu tộc. Bắc thần nam cũng đâm trường kiếm về phía trước một cái. Thân ảnh của Đường Khánh lóe lên, như mặt nước hoảng động, muốn tiêu thất khỏi kiếm mang. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Còn muốn chạy, Đường Khánh, ở đây liền là tử địa của ngươi. Hắn bấm niệm thần chú, hai tròng mắt đột nhiên co rút, bốn phía ma đồng có phù văn cổ quái, lóe ra quang mang yêu dị. Ở dưới nhãn lực ngưng mắt nhìn, không gian đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cái gì? Đường Khánh kinh hãi, độn thuật của mình lại bị đối phương phá, chân thân của hắn trong nháy mắt hiện lên, lập tức cảm thụ được lưng lạnh lẽo. Chanh! Trên thân thể của hắn hiện ra chiến y, tự động hộ thể, ngăn cản muôn đời ngự kiếm. Nhưng trong khoảnh khắc liền xoảng nghiền nát, hóa thành vô số kim quang điểm điểm. Đường Khánh nắm một cái sát na này, thân thể lấy một tư thế cổ quái, lăng không lướt ngang. Suy! Trường kiếm đâm vào trong cơ thể hắn. Nhưng đã tránh khỏi buồng tim, bị đâm ở đầu vai, phun ra một ngụm tiên huyết. Thân pháp của hắn liên tục, ở trong sát na bị thương trực tiếp xuất trường, phách về phía Lý Vân Tiêu. Trường pháp trên dưới phiêu hốt, dù bị thương xuất thủ nhưng không loạn chút nào, toàn bộ bầu trời bị một trường kia ép xuống. Chút lực lượng ấy, căn bản không để giết ta a. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, cũng đánh ra một trường, lòng bàn tay lăng không vừa chuyển. Linh khí bốn phía điên cuồng vọt tới, hóa thành cự trường. Cự trường có bạch vân di động, một mảnh kim quang lóe ra. Phanh! Hai trường lực chạm vào nhau, khí kình nghiền nát. Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến mười mấy trượng mới đứng vững thân thể, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Đường Khánh ở dưới khiếp sợ, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng, hắn đã bỏ lỡ cơ hội giết Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Bắc thần nam trầm xuống, kiếm thế nảy lên. Chém dụng tới. Suy, thân ảnh Đường Khánh lóe lên, liền lùi lại mấy trượng, nhưng vẫn bị kiếm thế điểm trúng, lần thứ hai phun máu, rơi xuống. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, cắn răng một cái liền thả người trở ra. Mắt thấy đại thế đã mất, hắn hóa thành độn quang muốn chạy trốn. Còn muốn chạy, có khả năng sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, trong con người bắn ra hai màu đỏ đen quỷ dị, tất cả cảnh tượng bị thu lại, nói. Cảnh lưu.
Cả người Đường Khánh run lên, chỉ cảm thấy thiên địa biến đổi, bản thân bị in vào nguyệt đồng không gian. Làm sao có thể, nhãn thuật cường đại như vậy, người rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng hắn giật mình, tràn đầy hoảng sợ cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm đồng tử ở trên trời cao. Trong con ngươi hai màu đỏ đen như là thái cực đồ, bốn phía tràn đầy các loại phù văn quỷ dị. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang vọng, sau đó ở dưới ma đồng, thân ảnh chậm rãi hiện ra, ánh mắt lạnh như băng, giống như là đang nhìn người chết. Ha ha, tử kỳ. Đường Khánh giận dữ nói. Cho dù nhãn thuật của ngươi mạnh lại có thể làm sao? Ta là cửu tinh đỉnh phong cường giả, ảo thuật có thể giết ta sao? Lý Vân Tiêu không cảm tình chút nào băng lãnh nói. Nhìn một chút bên cạnh ngươi là ai? Đường Khánh cả kinh, bên cạnh mình lơ lửng một cổ thi thể, mặt mũi quen thuộc, chính là Loan Quân Hạo trước kia cùng mình liều chết. Ngươi giết chết hắn. Đường Khánh hoảng hốt, toàn bộ khuôn mặt đều tái xuống. Lý Vân Tiêu nói, coi là vậy đi, nhưng thật ra hắn là chết trong tay mình. Mà ngươi, ta sẽ tự mình ra tay giết ngươi. Hừ, sau khi giết Loan Quân Hạo còn có thể giết ta, lời như vậy ta sẽ tin sao? Đường Khánh cười lạnh nói, nơi này là không gian ảo thuật của ngươi, tùy tiện làm ra một tử thi, là muốn ta bất an sao, coi ta cũng ngu ngốc như ngươi. Lý Vân Tiêu nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng không sao. Đều không trở ngại kết cục của ngươi hôm nay. Hắn giơ tay lên, hai ngón tay ngưng quyết, trong tròng đen bắn ra lệ mang, như là thái dương, từng phù văn huyết sắc ở bốn phía uốn lượn. Giả thần giả quỷ. Trong lòng Đường Khánh thất kinh, nhưng trên mặt lại ra vẻ khinh miệt, thân ảnh lóe lên liền lấn người về phía trước. Một trường lại bao phủ một phương thiên địa, đem Lý Vân Tiêu cùng Nguyệt Đồng đều gắn vào trong trường. Lý Vân Tiêu ở dưới uy áp, hai tay không ngừng bắt ấn ở trước người. Phong vân lực hiện ra, trường bào ở dưới nguyên lực kích động bay phất phới. Phong vân do ta. Một đóa thải vân ngưng tụ ở lòng bàn tay, tràn ra ngũ thải hà quang. Thái cổ trận phong nhiễu trên cánh tay, ngưng tụ thành một lực trường, đón lấy công kích của Đường Khánh. Ma đồng xoay chuyển, tất cả huyết phù thoáng cái dung hợp, đều hội tụ ở sau lưng Lý Vân Tiêu, ngưng vào trong trường pháp của hắn. Phanh. Không gian chấn động, Đường Khánh cùng Lý Vân Tiêu đều bay ra ngoài. Cái gì, lực lượng của ngươi? Đường Khánh hoảng hốt, tuy rằng trên người hắn có thương tích, nhưng cũng không phải là một gã bát tinh vũ đế có thể chống lại. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, phía sau lóe lên kiếm mang, hai tay bấm niệm thần chú, nhất thời bảo kiếm bay khắp bầu trời. Đường Khánh kềm chế nội tâm kinh hãi, dưới chân trầm ổn, cẩn thận chưa bao giờ có, song quyền bay lượn. Hướng trên thân kiếm oanh tới. Bang 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 bang. Hơn 10 đạo Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị đánh bay, chung quanh hàn quang lấp lánh. Lãnh kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên, liền phi thân mà đến. Suy. Đường Khánh không dám đón đỡ lợi kiếm, xảo diệu tách ra, ngũ chỉ kết ấn điểm đi qua. Phanh. Chỉ điểm trên thân kiếm, nhộn nhạo ra hàn quang, đẩy lui Lý Vân Tiêu ra xa mấy trượng. Đường Khánh cũng nhướng mày. Đầu ngón tay của hắn vậy mà cảm nhận được lãnh ý nhẹ nhẹ. Hừ. Lý Vân Tiêu đặt ngang kiếm trước người, tay phải bấm niệm thần chú, điểm ở trên thân kiếm. Cong một tiếng kiếm minh du dương, đãng xuất ra vô số gợn sóng, quanh thân hiện ra từng đạo thanh quang, cả người độc lập trong kiếm ảnh. Nhất kiếm chảm nhân. Lãnh kiếm băng xương bay múa, ở trên không trung ngưng tụ thành kiếm ảnh thật lớn, đột nhiên chém xuống, ở trong không gian nhãn thuật đen nhánh. Như là hàn tinh lóe qua. Trong lòng Đường Khánh cả kinh, ở dưới con ngươi quỷ dị kia ngó nhìn, cả người khó chịu không nói ra được, mỗi lần nguyên lực vận chuyển phảng phất đều bị trở ngại. Còn đối phương lại càng lúc càng dũng mãnh, cộng thêm huyền khí kỳ lạ, trình độ sắc bén đáng sợ, nếu cứ kéo dài, nói không chừng thật bị hắn đánh bại cũng có thể a. Cái ý niệm này vừa ra, cả người nhất thời sôi trào, không còn dám giữ lại, quát. Vũ Khôi. Một đạo kim quang bắn ra, ở trên không trung hóa thành chiến giáp, phân biệt bảo vệ các nơi yếu hại. Hai tay Đường Khánh hóa trưởng, trực tiếp bổ về phía kiếm mang. Ầm ầm, đạo hàn quang kia bị đánh tan, thân ảnh hắn lóe lên, từ trong ánh sáng băng lam lao ra, lấn người mà lên. Ưu thế của hắn là cận thân, chỉ cần dán sát vào Lý Vân Tiêu liền có thể như cá gặp nước. Thật nhanh,
Lý Vân Tiêu cả kinh, nếu không phải nhãn thuật của mình rất cao, liền thấy không rõ thân ảnh của đối phương. Ở dưới Vũ Khôi gia trì, tựa hồ thực lực của Đường Khánh tăng lên một tầng, trạng thái uể oải, tinh thần suy nhược cũng theo đó hết sạch. Đảo nghịch càn khôn. Một đạo kim quang ở trong hai tay hắn hiện ra, đột nhiên đè xuống. Toàn bộ không gian ở dưới trưởng lực xoay tròn, vô số linh khí đều hội tụ trong đó. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, Ma Đồng cũng lóe ra thần sắc kinh hãi. Mảnh không gian này hoàn toàn là do hắn chế ngự, quy tắc năng lượng bên trong cũng không ngoại lệ, đây cũng là nguyên nhân hắn có nắm chắc chém giết Đường Khánh. Nhưng không nghĩ ra Đường Khánh lại có thể sử dụng, tuy bị áp chế cực lớn, nhưng so với dự đoán lại cường đại hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu chú ý tới trên vũ khôi của hắn có khắc vô số trận pháp, đây đó tương hỗ liên hệ, hiệu quả giống như hải thần sáo trang của Thủy Tiên. Kim cương quyền. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Vân Tiêu lấy lại tinh thần, đánh tới một quyền. Phanh. Quyền kình đánh vào trên trưởng phong, trong nháy mắt bị nổ nát. Một cánh tay của hắn nát bấy, da thịt hóa thành kim sắc, vô số phù văn dâng lên, hiển nhiên là bị chấn động, cầm cự không nổi. Đường Khánh cười to nói. Ấu Chí, tu vi của ngươi cùng ta thiên địa khác biệt, há có thể ngạnh kháng. Đảo nghịch càn khôn kia thế đi không giảm, tầng tầng đè xuống, đánh tan đế khí phòng ngự quanh thân Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo kim quang vọt lên, hắn tay phải bấm niệm thần chú, hóa ra pháp tướng kim thân, vô số phù văn ở trên người lưu chuyển. Kim cương quyền, kim cương quyền, kim cương quyền. Bốn cánh tay phía sau cùng múa, tay nắm thành đấm, mạnh mẽ chấn ra đạo đạo quyền phong, bốn phía chỉ còn quyền ảnh kim sắc, đều đánh vào trên trưởng thế đảo nghịch càn khôn. Cái gì? Đường Khánh kinh hãi, bị pháp tướng trước mắt dọa sợ, từng đạo lực lượng vô cùng cương mãnh ngang trời mà đến, chấn đến hai tay hắn loạn chiến. Phanh! Rốt cục ở dưới liên kích, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nhất kiếm trảm thiên! Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh, kiếm khí vén lên, hàn quang lăng liệt, bầu trời đột nhiên rách ra. Ầm! Chỗ Đường Khánh đứng bị chém thành hai nửa. Hắn bay ra xa hơn 10 trượng, lần thứ hai hét lớn một tiếng vọt tới. Nếu bị Lý Vân Tiêu kéo ra cự ly, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm hơn. Vô dụng, vừa rồi cũng không thể giết ta, sự thực đã chứng minh, người căn bản giết không được ta. Lý Vân Tiêu lạnh như băng nói, trong mắt không có chút tình cảm nào, hai con ngươi trong suốt thoáng cái âm trầm, coi thường thương sinh. Như vậy kết cục đợi ngươi chỉ có một, là chết. Kỳ thực nội tâm của ngươi cũng đã hiểu, sao còn khổ sở chống lại. Lý Vân Tiêu từ từ nâng kiếm lên, nhắm thẳng về phía chân trời. Bầu trời phong vân dũng động, hội tụ vô số quang mang, hóa thành vân hải xoay tròn, bên trong tuôn ra vô số kiếm phù. Ba khuôn mặt thần sắc không đồng nhất, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cánh tay bấm niệm thần chú ở trước người, mấy cánh tay khác phân biệt tạo thành quyết ấn. Từng đạo kim quang từ trên người hắn tản ra. Ở chung quanh 10 trượng ngưng tụ thành khí tràng. Đồng thời có lôi quang ở bên trong đùng đùng chớp động. Đây là... Đường Khánh cả kinh, mạnh mẽ dừng lại bước chân, trong kết giới này cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm, mạo muội nhảy vào sợ là chỉ có đường chết. Hắn tức đến cắn răng, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người giết con ta, hủy căn cơ Hồng Nguyệt Thành của ta, ta liều mạng cũng phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lý Vân Tiêu nâng mi mắt, ung dung nói. Vậy ngươi huyết tẩy Hồng Nguyệt Thành, lên chức thành chủ, bao nhiêu người muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn đây? Đường Khánh nộ cười nói. Ha ha, cường giả vi tôn, yếu nhược làm nô vốn là quy tắc muôn đời không đổi, cũng là thiên đạo, ngươi dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Vậy ngươi có biết trong tiên cảnh, Khương Sở Nhiên là vì cứu ta mà chết không? Cái gì? Đường Khánh cả kinh, có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Thảo nào, khó trách ngươi năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch. Trên mặt Lý Vân Tiêu sát ý đại thịnh, khí chàng bốn phía tựa hồ cảm ứng được tâm tình của hắn, càng thêm bén nhọn lên. Kiếm phù trong tầng mây bắt đầu khởi động, chậm rãi diễn biến, toàn bộ thiên địa chỉ có một mảnh kiếm khí chi hải. Không thể thua, tuyệt không thể thua. Trong mắt Đường Khánh lóe lên hàn mang, cắn răng nói. Lão phu tranh hùng một đời, há có thể thua trong tay tiểu nhi ngươi. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, vũ khôi trên người thoáng cái tuôn ra quang mang cường liệt, kinh khí dâng lên,
bốn phía thân thể hóa thành một mảnh khí hải. Một sức mạnh to lớn đẩy ra, nhất thời đem kiếm chi thế giới của Lý Vân Tiêu đánh ra một vùng chân không. Ma đồng bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh hãi, vậy mà chảy xuống huyết lệ. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Người vậy mà kíp nổ khí hải. Sắc mặt Đường Khánh âm trầm, khí tức trên người không ngừng dâng lên, hóa thành từng đạo gió xoáy kích tán, lạnh giọng nói. Lão phu một đời kiêu hùng, mặc dù chết, cũng sẽ không cho ngươi an lành. Thần sắc Lý Vân Tiêu nghiêm lại, trong mắt bắn ra hàn mang nói. Hảo, lúc này mới giống kiêu hùng, nên có chút khí phách của thiên hạ bá chủ. Bản thiếu thành toàn cho ngươi, lấy kiếm ý mạnh nhất của ta tiễn ngươi lên đường, coi như ngợi khen dũng khí của ngươi. Ha ha, thành toàn ta, tiểu nhi cuồng vọng vô tri. Đường Khánh giận dữ mà cười, nguyên lực trong đan điền không ngừng dâng trào, để cho lực lượng của hắn trong nháy mắt kéo lên tới đỉnh phong trước nay chưa có. Một bộ trưởng pháp ở trước người thi triển, vô số phù văn từ bốn phía nổi lên, ngưng tụ không tan. Trưởng trấn sơn hà, một đạo trưởng thế kinh thiên ở trước người hắn đẩy ra, mạnh mẽ vỗ tới, vô số kiếm phù đột nhiên bạo liệt, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Thân thể Lý Vân Tiêu xoay chuyển, kiếm hoa không ngừng bắn ra, nhân kiếm hợp nhất đâm xuống. Cong, bảo kiếm đâm vào trên trưởng ấn, lại bị đè ép trở về. Cả người bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mạnh như vậy, Lý Vân Tiêu cả kinh, quát to. Kiếm quyết, cong, vô số kiếm ý dâng lên, lãnh kiếm băng xương truyền ra cổ âm trận trận, tựa hồ có mãnh thú giống to, không ngừng áp chế một trưởng kia. Còn chưa đủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bốn cánh tay phía sau bấm niệm thần chú, 30 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm kết trận, đồng loạt cắm ở bốn phía Đường Khánh, nổi lên một mảnh kiếm hải. Đường Khánh quát, đều nổ lên cho ta. Hắn nắm chặt ngũ chỉ, trưởng ấn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một mảnh tinh vân kim sắc, kích bắn ra bốn phương tám hướng, chấn 36 thanh kiếm kia ong ong chiến minh. Toàn bộ không gian nhãn thuật không ngừng tan rã, trong ma đồng tiên huyết chảy dòng, phù văn từng cái tan biến. Đột nhiên cả người Đường Khánh run lên, hàn khí xông lên đầu, chỉ thấy trong một mảnh hỗn loạn kia, chậm rãi hiện ra một đạo kiếm mang. Giống như là ảnh thu nhỏ của cả thế giới, hội tụ toàn bộ quy tắc. Đây là kiếm ý gì? Đường Khánh quá sợ hãi, lúc này khí hải trong cơ thể hắn đã phá, vô số nguyên lực tuôn ra, chính là thời khắc đỉnh phong của nhân sinh, nhưng ở dưới đạo kiếm ý kia lại sinh ra một tia hàn ý. Trong hoảng hốt, thân ảnh của Lý Vân Tiêu như ẩn như hiện. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Đường Khánh, toàn bộ thế giới hội tụ thành một đạo kiếm ảnh. Ảo giác, là ảo giác sao? Đường Khánh chật vật nuốt một ngụm nước miếng, cổ khí tức kia mạnh, để cho cả người hắn cơ hồ muốn hít thở không thông. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn hét lớn một tiếng, khí hải trong đan điền càng thêm trôi qua, cuối cùng một chút xíu nguyên lực cũng dũng mãnh vào trong kinh mạch cùng tứ chi bách hải, thân thể như lớn thêm một vòng. Trưởng trấn sơn hà. Cả người hắn hóa thành một đạo trưởng phong, trấn khai tất cả khí tức hỗn loạn, áp tới đạo kiếm ý kia. Quanh thân Lý Vân Tiêu hiện ra điểm điểm tinh quang, chậm rãi tụ lại ở trong tay, lạnh giọng quát. Kiếm trảm tinh thần. Chanh, một tiếng, âm chấn bát hoang. Một đạo kiếm ảnh lăng không hạ xuống, hướng một trưởng kia chém tới. Ầm ầm. Toàn bộ không gian nhãn thuật trong nháy mắt phá vỡ, ma đồng nát tan. Phanh. Trong thái hư huyễn điện, chỉ thấy mắt phải của Lý Vân Tiêu như có tiếng nghiền nát, một đạo huyết tuyến kích bắn ra. Sau đó là thân ảnh của Đường Khánh chẳng biết từ chỗ nào bị chấn bay ra, ngay sau đó là một đạo kiếm ý xỏ xuyên qua tuyên cổ, đuổi theo giết tới. Suy, toàn bộ thiên địa thoáng cái bị kiếm mang kia chém ra, Đường Khánh có vũ khôi hộ thể, vẫn như cũ bị chém thành hai đoạn, tại chỗ tử vong. Hai người ở trong không gian nhãn thuật đánh hôn thiên ám địa, nhưng bên ngoài thời gian chẳng qua là một cái chớp mắt, cũng không có người cảm thấy được dị dạng gì. Chỉ bất quá đột nhiên Đường Khánh bị kiếm khí chém chết, chuyện này quá kinh khủng a. Hơn nữa vừa nãy đạo kiếm ý kia hiện ra, mọi người đều cảm giác sởn hết cả tóc gáy. Vẻ mặt của Bắc Thần Nam cũng không thể tin tưởng, sau đó lộ ra trầm tư, tựa hồ hồi ức. Thế kiếm kia, đám người Ninh Khả Vân cùng Hàn Quân Đình cũng hoảng sợ không ngớt. Sắc mặt Hàn Quân Đình càng tái nhợt, nàng phát hiện mình tựa hồ vĩnh viễn nhìn không thấu Lý Vân Tiêu. Mỗi lần cho rằng đã nhìn thấu, nhưng luôn có thể lăn qua lăn lại phát triển mới hơn. Lý Vân Tiêu,
ngươi không sao chứ? Bắc Thần Nam bay đến bên cạnh hắn, nhíu mày hỏi. Chỉ thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, mắt phải khép kín, vẫn như cũ có tiên huyết chảy ra, dáng dấp kinh khủng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta không sao. Trong mắt trái của hắn bắn ra hàn quang nói. Giết sạch những yêu tộc này, bằng không hậu hoạn vô cùng. La Thanh Vân lạnh lùng nói. Người tốt nhất dưỡng thương đi, đừng có chết a. Sau khi thấy được một chiêu kiếm ý kia, tuy trong lòng hắn khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ngay cả từ cách đó không xa vẫn chưa nhúc nhích, trong con người cũng xẹt qua vẻ kinh dị, hơi xoay đầu lại. Nhãn thuật thật mạnh, tiểu tử này thực sự chỉ có 20 tuổi sao, có khi nào cũng như đại nhân ngươi đoạt xá không nhỉ? Con người Kỳ Thắng Phong co rụt lại, lạnh lùng nói. Chuyện của người khác ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trước quản tốt chính ngươi đi. Ha ha. Từ nhẹ nhàng cười, trán giãn ra, trên mặt tràn đầy nếp nhăn hơi có chút sáng bóng, nói. Nhục thân của đại nhân cũng rất kỳ lạ, ta rất hiếu kỳ, linh hồn trong cái thể xác kia, sẽ là người thế nào a? Sắc mặt Kỳ Thắng Phong phát lạnh nói. Yêu từ, không phải ngươi đã nghĩ tới sao? Từ nở nụ cười nói. Quả nhiên là đại nhân ngài, nghĩ không ra ngài còn sống. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng nói. Lúc trước ta đi qua Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh một chuyến, cùng yêu bản nói chuyện thật vui, đối với người ấn tượng cũng sâu đậm. Nghĩ không ra ngươi lại thành yêu tộc đại tế tự, thật đáng mừng. Từ than thở. Gia sư đã qua đời nhiều năm. Kỳ Thắng Phong cau mày nói. Trước khi yêu bản chết có nói cái gì không? Trên mặt Từ lộ ra mỉm cười nói. Gia sư ở trước khi qua đời từng nhắc tới ngài. Nga. Con người Kỳ Thắng Phong phát lạnh, quát. Hắn nhắc tới ta làm cái gì? Từ nói. Gia sư nói đại nhân ngài tài trí tuyệt luân, nếu đoạt xá thành công, tương lai sợ sẽ là thiên hạ chi chủ thực sự, uy hiếp yêu tộc ta. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Ta bất quá là hướng hắn lĩnh giáo chuyện hồn thể đoạt xá, vậy mà hắn liền phòng bị ta, thực sự là nhân tâm khó dò, làm ta hoàn toàn thất vọng, ta còn tưởng rằng hắn là một trong các bằng hữu không nhiều của ta chứ. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, trong tròng mắt bắn ra lệ mang, lạnh giọng nói. Lẽ nào, chẳng lẽ hắn ở lúc truyền lục chướng trần thuật cho ta động tay chân? Từ ha hả cười nói. Đại nhân đa tâm rồi, mặc dù gia sư đối với ngươi kiêng kỵ không thôi, nhưng há là người nói không giữ lời. Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói. Hừ, sau khi bổn tọa đoạt xá thân thể này, vẫn luôn cảm thấy có chút cổ quái, hơn nữa nhục thân này rõ ràng đại thành. Nhưng ta thủy chung không thể bước vào đại thành chi cảnh, rõ ràng chính là lục chướng trần thuật có vấn đề. Từ nói, đại nhân thực sự là hiểu lầm gia sư, bộ nhục thân này đích xác có vấn đề, mặc dù ta đã nhìn ra mánh khóe, lại không thể nói ra. Nga, vậy thì tốt, bắt ngươi đến khảo vấn liền xong. Trên mặt Kỳ Thắng Phong hiện ra vẻ kinh dị, tay trái một chảo, một vòng thanh quang nổi lên, hóa thành minh luân. Tay phải cầm đại kiếm. Bước ra một bước. Nhất thời một đạo khí tức cực mạnh giống như sơn nhạc đánh tới. Không gian hoảng hốt, thân thể Từ lui lại, tựa hồ có khiếp ý. Nhưng trên mặt hắn lại cười càng sâu nói. Lúc trước gia sư đối với ngươi lo lắng, nửa cuộc đời suy nghĩ ra một loại thần thông, chính là vì sau này khắc chế ngươi. Ta vốn cho là cuộc đời này không dùng được, nhưng không nghĩ ra. Trên mặt Kỳ Thắng Phong thoáng hiện vẻ giận dữ, quát. Chết! Đại kiếm bắn ra kiếm quang, liền chém rụng xuống phía dưới. Đồng thời Minh Luân bên tay trái xoay chuyển, tranh một tiếng liền chém ra một đạo quang luân, không gian đột nhiên hé ra. Thân ảnh Từ khẽ động, hai tay ở trước người giao nhau, miệng niệm thần chú. Cong! Cổ trần kiếm ý bị hắn cản lại, nhưng quang luân hạ xuống, trực tiếp chạm phá phòng ngự trước người, chấn đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng. Vung kiếm lấn người mà lên, hướng đầu Từ chém xuống. Yêu Từ vậy mà không lùi không tránh, hai tay ở trước người bấm niệm thần chú, trong sát na trên người hiện ra vô số xạ ảnh quấn quang. Cong! Một kiếm kia hạ xuống, đột nhiên chém ở trên đầu Từ, da trên đầu thoáng cái bị chém rách, tuôn ra rất nhiều tiên huyết, theo gò má chảy xuống. Đồng tử Kỳ Thắng Phong co rút, cả kinh nói. Ngươi! Hắc hắc! Từ cười quỷ dị nói. Đại nhân là một đời nhân kiệt, Từ không làm chút hy sinh,
sao có thể trấn áp đại nhân chứ? Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói. Hy sinh là có thể trấn áp ta sao? Chê cười. Nguyên lực trong cơ thể hắn dưới vào trong đại kiếm, lần thứ hai ép xuống. Phanh. Đầu Từ thoáng cái nổ lên, nhất thời thành một thi thể không đầu. Hưu. Vô số xạ ảnh trên thi thể kia thoáng cái bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trận pháp cổ quái, nhiễu ở bốn phía Kỳ Thắng Phong, ràng buộc hắn lại. Ngươi dùng tính mạng của mình, để đổi lấy cái trò này sao? Kỳ Thắng Phong nhìn không thi thể đầu, không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ quá dễ dàng đi. Tuy rằng xạ ảnh bốn phía có chút cổ quái, nhưng hắn không cho là có khả năng tổn thương bản thân. Ha ha, đại nhân khinh địch rồi. Trong thi thể không đầu truyền đến tiếng cười của Từ, sau đó trên cổ Từ Từ mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới, diện mục thanh tú, khuôn mặt trơn chuột như ngọc, vậy mà không có dấu hiệu già nua chút nào. Cái gì, chẳng lẽ ngươi là? Kỳ Thắng Phong thất kinh. Yêu Từ cười nói. Không sai, ta chính là cửu mệnh tộc, một chi cường đại nhất trong yêu tộc, dùng một mạng của ta đổi lại một mạng của đại nhân, phi thường đáng giá. Cho dù ngươi có 90 cái mạng, ngày hôm nay cũng phải bàn giao ở đây. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong phát lạnh, Minh Luân trong tay trái chanh một tiếng, thanh quang chém ra ngoài, suy, đem xạ ảnh quỷ dị chém thành hai đoạn. Nhưng xạ ảnh bị chém nứt kia vậy mà một hóa thành hai, chớp động lại liền cuộn ở trên người Kỳ Thắng Phong. Tỉ mỉ nhìn lại, lần này trường xà dĩ nhiên có hai đầu, trên người hiện ra ngân nâu, hoa văn cổ quái khiến người có cảm giác mê muội. Đây là... Đột nhiên cả người Kỳ Thắng Phong run lên, cảm giác trong linh đài thức hải của mình tuôn ra vô số loại ngân xà này, hai tròng mắt nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh ngân quang, trong thiên địa có vô số xà ảnh tràn tới. Hắn thấy cả người cơn đau, nhưng không thể nói rõ là chỗ nào có vấn đề, nhưng loại đau đớn này càng ngày càng mạnh, thậm chí trong đầu chậm rãi mất đi ngũ cảm lục thức. Yêu Từ cười nói, những quỷ ngân long này là gia sư hao phí hơn 10 năm đào tạo ra, chuyên cắn hồn phách người. Hơn nữa nhằm vào lỗ thủng của lục chướng trần thuật tiến hành công kích, dùng để đối phó đại nhân là thích hợp nhất. Chết tiệt, ta nhất định phải chém giết tất cả yêu tộc các ngươi. Kỳ Thắng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tay bấm niệm thần chú, quanh thân tuôn ra ma nguyên lực. Trên da thịt lập tức tràn đầy hoa văn hắc sắc, lăng không ngồi xếp bằng xuống. Ma công. Trong lòng Yêu Từ cả kinh, biết loại công pháp này cường đại, hơn nữa ma công vừa thi triển. Vẻ thống khổ trên mặt Kỳ Thắng Phong lập tức giảm đi, tựa hồ rất có hiệu quả. Trên mặt hắn lóe lên sát cơ, mấy đạo ngân quang hiện lên ở trước người, tay trái chảo một cái, một thanh ngân xà kiếm rơi vào trong tay, ngang trời đâm tới. Cứu hắn! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tuy rằng mắt phải nhắm lại, tràn đầy tiên huyết, nhưng không chút do dự hống to. Lúc này sáu gã yêu tộc ở dưới 9 tên quỷ tu la vây công, liên tiếp bại lui. Chỉ cần chống đỡ thêm một chút là có thể thắt cổ toàn bộ. Nếu để cho Từ giết Kỳ Thắng Phong, sợ là thế cục thoáng cái sẽ thay đổi. Thân ảnh Bắc Thần Nam lóe lên, hóa thành hàng vạn hàng nghìn, đều chém về phía Từ. Một đạo thương thế cũng ngang trời mà đến, La Thanh Vân đột nhiên xuất thủ. Hai người giáp công, phân biệt giết về phía Từ. Hơn nữa ở dưới long uy của La Thanh Vân, những quỷ ngân long kia tựa hồ run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Bước tiến dưới chân Yêu Từ bị kiềm hãm, thần sắc phát lạnh, quát. Loạn vũ. Xà kiếm trong tay chanh một tiếng, hóa ra ngàn vạn xà ảnh, hướng về ba người chém tới. Bang bang. Bắc Thần Nam cùng La Thanh Vân thoáng cái bị đánh văng ra, hơn 10 đạo ngân phong trực tiếp chém ở trên thân thể Kỳ Thắng Phong, chấn ra quang mang. Thân thể Kỳ Thắng Phong dị thường cường hãn, vạn kiếm không tổn thương. Nhưng những ngân quang kia đều hóa thành ngân xà. Gắt gao cắn da thịt của hắn không tha, trên răng chậm rãi hiện ra tơ máu. Trong mắt Yêu Từ dâng lên sát khí, ngân xà kiếm quang mang lưu truyền. A. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, xa xa sáu gã đại yêu ở dưới 9 tên quỷ tu la vây công, đã liên tiếp bại lui. Tiên thoáng cái chống đỡ hết nổi, nhất thời bị chém một cánh tay, cả vai cũng tước mất tảng lớn. Trên mặt tên quỷ tu la kia tràn đầy nanh sắc, song đao lại khua, thoáng cái mở tung trời cao, muốn lấy tính mệnh của tiên. Thân thể Yêu Từ chấn động, lộ ra kinh sợ, nếu mấy tên thủ hạ kia đều hy sinh mà nói, mặc dù giết Kỳ Thắng Phong thì lại làm sao? Hắn hét lớn một tiếng,
thân ảnh chớp động, liền rơi vào trước người tiên, một đạo kiếm ngang trời chém tới. Phanh! Hai đao mang trong khoảnh khắc bị chém bể, quỷ tu la lui mấy bước, sắc mặt trầm xuống. Sau đó thân ảnh từ thoáng động, kiếm khí ngang trời, liên tục cứu mấy tên đại yêu khác. Sắc mặt sáu người đều cực kỳ khó coi. Khâm cùng mông cả người đẫm máu, thương thế rất nặng. Mặc dù đơn đả độc đấu, ba vị bát bộ tộc trưởng cũng không phải đối thủ của quỷ tu la, huống chi địch nhiều ta ít. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chư vị, Đường Khánh đã chết, các ngươi có muốn báo thù cho hắn hay không? Trong mắt Từ Hàn quang chớp động nói. Đường Khánh là bằng hữu của chúng ta, hắn chết đương nhiên phải báo thù, huống chi nhân yêu bất lưỡng lập, càng có lý do chiến đấu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, hôm nay giết các ngươi xong, sau đó ta liền đi tinh nguyệt huyễn cảnh diệt xào huyệt của các ngươi. Từ tức giận nói. Chuyện hôm nay là cá nhân chúng ta gây ra, không thể liên lụy tới tộc của ta. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngày khác diệt xào huyệt của các ngươi cũng là cá nhân ta gây ra, không có quan hệ gì tới nhân tộc. Lẽ nào chỉ có thể cho mấy người các ngươi tư nhân hành sự, không cho chúng ta tư nhân hành sự sao? Ninh Khả Vân nghiêm mặt nói. Nói không sai, chúng ta đều rất muốn đi tinh nguyệt huyễn cảnh chiến đấu một chút. Chết tiệt! Trên gương mặt Từ bao phủ một tầng hàn băng. Tiên lớn tiếng nói. Từ đại nhân, chúng ta đi thôi, chỉ vì một mình thương, lại liên lụy toàn bộ yêu tộc sao? Câm miệng! Từ lạnh giọng quát. Ánh mắt như đao đe dọa nhìn tiên, làm cho sắc mặt hắn trắng bệch. Khâm cũng nói. Đại nhân, không phải chúng ta sợ chết, mà là không muốn chết không giải thích được như vậy. Mặc dù chết, cũng phải chết có giá trị, chết có ý nghĩa. Từ lạnh lùng nói. Nếu hôm nay các ngươi vẫn lạc ở đây, đó chính là giá trị lớn nhất. Cái này. Khâm thoáng cái ách ngữ, trọng trọng hừ một tiếng, liền ở một bên sinh hờn dỗi. Từ nói. Lê đại nhân, cửu lê bộ tộc tương truyền có bí pháp triệu hoán quỷ vương, chẳng biết đại nhân. Lê cười khổ nói. Phương pháp này ta đã thử qua, nhưng quỷ vương này vừa thấy thất huyễn lục yểm liền chạy. Nàng chỉ bắc thần nam nói. Thất huyễn lục yểm. Trong lòng Từ chấn động, hai tin tức này để cho hắn thất kinh, ngạc nhiên nói. Thất huyễn lục yểm đích thật là lợi hại, nhưng quỷ vật có khế ước ràng buộc, sao lại đào tẩu? Lê nói. Nhưng sự thật chính là chạy, có lẽ là thực lực của ta chưa khôi phục, triệu hoán không ra cao cấp hơn, cũng có thể tế phẩm không đủ hấp dẫn. Yêu Từ nói, hơn phân nửa là như vậy, nếu ta phủ xuống trên người Lê Đại Nhân, lấy hợp lực hai người chúng ta, có thể gọi ra tồn tại cao hơn hay không? Lê nhướng mày, sau đó trong mắt chợt lóe sáng nói. Ta thật ra đã quên, Từ Đại Nhân là đại tế tự của tộc ta, trong tay có câu thần ngọc, phương pháp này có thể thực hiện. Hai người nói chuyện với nhau không có bất kỳ che giấu, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Mau giết bọn họ. La Thanh Vân cau mày nói. Yên tâm, bọn họ không lật trời được. Trường thương của hắn đảo qua, phát sinh minh thanh. Chín tên quỷ tu la cũng ở trong khoảng thời gian này, tranh thủ nuốt nguyên đan, bổ sung năng lượng. Vừa nghe được La Thanh Vân triệu hoán, nhất thời trên người bạo xuất ra sát khí. Gào thét xông tới. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt âm trầm lợi hại, nhìn chằm chằm những quỷ tu la kia, trong mắt hiện ra quang mang, không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Linh quang hồi ảnh. Yêu Từ khẽ quát một tiếng, tay phải vỗ xuống. Một đạo thủy kính hiện lên, nhất thời trước người tuôn ra một lạch trời, tựa hồ đem toàn bộ thế giới chia hai. Chín tên quỷ tu la như xông vào trên lò xo, từng cái bị chấn trở lại. Từ xuất thủ một chiêu. Thân thể xoay chuyển, từ trong ống tay áo lấy ra một khối côi ngọc hình vuông, tay bấm niệm thần chú, hướng côi ngọc điểm tới. Nhất thời có một đạo lục quang tản ra. Cả người Lê run lên, ánh mắt lộ ra tinh mang, song trưởng triển khai. Bên hông âm cổ vang dội, phảng phất như trở lại chiến trường viễn cổ, sát khí vô tận vọt tới. Cửu Lê chống trận ùng ùng, không ngừng có lục mang tuôn ra, ở trên trời cao ngưng tụ thành một trận phù, thoáng qua hóa thành trận hình. Ấn quyết trong tay Từ biến đổi, vỗ vào câu thần ngọc, một đạo hư ảnh từ trên người hắn bay ra, tiến vào trong ngọc. Sau đó khuôn mặt Lê biến đổi, tràn đầy tàn khốc, tay bấm niệm thần chú. Phía trước hóa ra một trường ảnh cao hơn 10 trượng, ngũ chỉ động liên tục, quyết ấn biến hóa. Uống!
Đạo trưởng ảnh kia khép ba ngón lại, hai ngón tay nhẹ bóp, lăng không hạ xuống, đánh vào cự cổ. Phanh! Vô số quang mang tuôn ra, quang trận trên bầu trời thoáng cái lóe sáng gai mắt, chậm rãi có hư ảnh từ bên trong bay lên. Chín tên quỷ tu la bị linh quang hồi ảnh chấn văng ra, đều giống giận không ngớt, thi triển tuyệt kỹ chém qua. Bang 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 bang! Trên lạch trời, lực lượng kinh khủng nổ lên, không quá mấy hơi thở, linh quang hồi ảnh nghiền nát, lạch trời tiêu thất. Trên thân chín người lóe lên kim quang, xúc địa thành thốn, kiếm khí ngang dọc. Năm người phù giống giận xông lên, ngăn ở trước Từ Cùng Lê, trên mặt lộ ra quyết tâm sống chết không lùi. Tiên tức giận mắng một câu, nói. Con mẹ nó, lần này thực sự phải chết ở chỗ này. Dực cười lạnh nói. Sợ liền lăn đi. Tiên chừng hắn một cái, lạnh lùng nói. Nếu không phải thương sằng bậy, mọi người sẽ không rơi vào loại tình trạng này, không phải ta sợ, mà là không muốn chết uất ức, chết ở trong tay một đám hoạt tử nhân. Tiên, đừng nói nữa. Mông vẫn trầm mặc không nói đột nhiên nói. Ngươi thông minh như vậy, vì sao ngươi không thể làm đại tế ti? Tiên biến sắc, cả giận nói. Mông, ngươi đây là ý gì? Mông nói. Ngươi không phải là đại tế ti, nói rõ đại tế ti vượt trội hơn ngươi, ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy. Lẽ nào ngươi đã quên thệ ngôn khi trở thành đứng đầu một tộc sao? Cả người tiên run lên, nhất thời bình tĩnh lại nói. Ngươi nói không sai, ta không nên nghi vấn quyết định của đại tế ti. Khâm cũng bị xúc động, cười gằn nói. Tốt, vậy để cho ba người chúng ta lấy cái chết minh chí. Phù nhìn ba người một cái, vẫn không nói cái gì, mà là hét lớn một tiếng xông tới. Tuyên Hoa phủ trong nháy mắt biến thành cự phủ, thoáng cái chém về phía trước, bao phủ cả chín tên quỷ tu la. Phanh! Phủ ảnh trong nháy mắt bị nổ nát, cự lực phản chấn trở về, làm hắn trực tiếp phun ra một búng máu. Dực cười to nói. Ha ha, người cũng quá tham đi, muốn lấy một địch chín, không chết mới là lạ. Phù phun ra một ngụm máu tươi, hai tròng mắt trợn tròn, lần thứ hai gào thét vào tới. Bốn người còn lại cũng kết thành trận thế, sau đó xông lên. Nhưng không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, trận thế trong khoảnh khắc bị phá vỡ, năm người vừa đối mặt liền bị đánh hộc máu. Các ngươi tránh ra. Phù hét lớn một tiếng, trên người dâng lên kim quang, vô số phù văn bay ra, ở quanh thân lưu chuyển. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Hắn muốn tự bảo. La Thanh Vân hừ nhẹ thoáng cái, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, căn bản lơ đỉnh. Dực hoảng hốt, cả giận nói. Phù, ngươi làm cái gì? Phù cười nhạt một tiếng nói. Gặp lại sau, các bằng hữu. Sau này không thể cùng các ngươi sát cánh chiến đấu rồi. Chiến phủ dâng lên vô số quang huy, hét lớn một tiếng liền chém ra. Phảng phất toàn bộ lực lượng đều hao hết, phủ ảnh lạnh lùng, thời gian như là dừng lại, toàn bộ thế giới mất đi nhan sắc. Ầm ầm, chín tên quỷ tu la đều bị một búa bao lại, bị đánh văng ra mười mấy trượng. Phủ đánh xong một kích, chiến phủ trong tay xoay tròn, khiêng trên vai, cả người vẫn không nhúc nhích. Thân thể rực run rẩy, nhịn không được hai hàng lệ đổ rào rào, thậm chí phát sinh tiếng nức nở. Bằng hữu mấy vạn năm, đã đi người thứ hai. Hắn nhịn không được đưa tay, muốn nở lấy phù. Nhưng yêu thân kia lại dần dần phân giải, hóa thành một chút huỳnh quang, tiêu thất ở trong đất trời, chỉ còn Tuyên Hoa phủ rơi xuống, cắm ở trên đại địa, như kể một cố sự bi thương. Ba gã đại yêu còn lại vành mắt cũng muốn nứt ra, bi phẫn giống to, từng cái hai mắt phun hỏa. Trả thù. Mông hét lớn một tiếng nói. Đừng cho hắn chết vô ích. Khâm sầu thảm nói. Lúc này còn có thể trả thù sao? Chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, hai vị lui xuống trước đi. Thân thể Mông chấn động nói. Ngươi muốn làm gì? Khâm nói. Vừa rồi nếu như phù đại nhân chết có ý nghĩa mà nói, Khâm ta cũng có thể làm được, tận lực tranh thủ một chút thời gian. Tiên cả kinh nói. Ngươi điên sao? Mọi người cùng nhau lên mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không còn kịp rồi. Khâm nhìn chín tên quỷ tu la xông lên, trong mắt mê hoặc càng ngày càng ít, hóa thành một mảnh quyết tuyệt. Nếu ta thi triển ra chiêu đó, hẳn là đủ. Hắn giơ tay lên, ở trước người bấm niệm thần chú, lực lượng kinh khủng từ quanh thân xoay chuyển lên. Lực lượng hóa thành từng cái võng màu trắng, tầng tầng lớp lớp, ở trên không trung lóe lên liền biến mất. Thiên Tuyết Yêu Ti.
Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, thân thể 9 tên quỷ tu la đồng thời bị kiềm hãm, nhìn kỹ lại, trên người bị mạng nhện rậm rạp, nhỏ như sợi tóc dính trụ. Mà toàn bộ trời cao, còn hiện ra một cái võng lớn, khâm dẫm ở trung tâm, tay bấm niệm thần chú, sắc mặt bình tĩnh. Trên người hắn dâng dâng trào lên nguyên lực, cùng Đường Khánh giống nhau như đúc, đâm phá khí hải, đem lực lượng kinh khủng dưới vào mạng nhện. 9 tên quỷ tu la không ngừng giãy giụa. La Thanh Vân cau mày nói. Những yêu tộc này đích xác là cường giả chân chính. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi đồng cảm với bọn họ. La Thanh Vân hừ một tiếng nói. Đồng cảm, là vũ nhục lớn nhất đối với cường giả. Khục khục. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng nói. Nếu như ngày nào đó ta đánh không lại ngươi, vậy xin ngươi đồng cảm ta, thả ta đi a. La Thanh Vân hừ nói. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nếu không gông xiềng trong lòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ phá. Lý Vân Tiêu mặt đen lại nói. Bất quá chỉ là tỷ đấu mà thôi, thỏa nguyện là tốt rồi, cần gì phải lấy tánh mạng ta đây. La Thanh Vân nói. Không giết ngươi không đã nghiện. Hai người đang vô nghĩa, đột nhiên một thanh âm như chuông bạc ở trên không trung vang lên. Hi hi, thật là địa phương tốt nha. Bầu trời khẽ run lên, một đạo hồng vân hiện ra, sau đó hóa thành hỏa diễm đáp xuống. Trong ngọn lửa kia có thân ảnh chớp động, chính là Phi Nghê, nàng cười hi hi, dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên mạng nhện. Phanh! Toàn bộ mạng nhện thoáng cái thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành hỏa diễm đầy trời, tuy rằng tơ nhện mềm dẻo. Nhưng lại bị thần hỏa khắc chế, vừa đốt liền hóa thành hư vô. 9 tên quỷ tu la trong nháy mắt liền tránh thoát ra. Khâm trơ mắt nhìn ngọn lửa kia đốt tới trên người mình, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đèn đã cạn dầu, hóa thành cho tàn có lẽ là lựa chọn tốt nhất, chỉ ít nhìn qua không có chật vật như vậy. Khâm! Xa xa tiên hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, thân thể lạnh run. 9 tên quỷ tu la giải thoát lao ra, trong nháy mắt liền xông lên. Phù, Khâm, cảm ơn các ngươi. Thanh âm bi thương của yêu tử truyền đến, dung nhan trẻ tuổi phảng phất thoáng cái già đi rất nhiều. Từ đại nhân, tiên xoay người sang chỗ khác, gương mặt bi thương, chỉ thấy phía sau lê hiện ra một con quỷ vương, mặt xanh răng nanh, miệng khổng lồ như huyết bồn, trong ánh mắt lóe ra vẻ hung ác. Trong lòng bọn người Lý Vân Tiêu thất kinh, cái này cùng trước kia lê triệu hồi ra tiểu quỷ là cách biệt một trời. Ngay cả 9 tên quỷ tu la xông lên, tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, thoáng cái đình chỉ cước bộ, đứng thành một hàng hung ác nhìn. Tiên giật mình lại, bi thống nói. Nhất định phải báo thù cho phù đại nhân cùng Khâm A. Lê cũng bi thương, cắn răng nói. Quỷ vương, giúp ta giết những người trước mắt này. Kiệt 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 kiệt. Quỷ vương quái tiếu, đưa ra đầu lưỡi liếm môi một cái nói. Nhìn ngươi giao cho bao nhiêu tế phẩm. Ta liền cống hiến bao nhiêu lực lượng. Từ lấy ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, một đạo quang mang vọt lên, như là một tầng yên vụ, thành thất thải mê huyễn. Đồng tử quỷ vương kia mở to, bắn ra đạo đạo tinh quang. Kiệt 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 kiệt, đúng là vật ấy. Hắn cười quái dị, cái lưỡi lóe lên, liền đem yên vụ quyển vào trong miệng. Lê nói, cái tế phẩm này có đủ không? Quỷ vương nâng mi mắt nhìn lại, sửng sốt một chút nói. Nhiều cường giả như vậy. Hắn chau mày nói. Không đủ. Cái gì? Từ tức đến cả người run rẩy, cả giận nói. Quỷ vương đại nhân, ngài cũng quá tham đi. Nếu ngài nhận ra vật kia, thì nên biết giá trị của nó. Kiệt 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 kiệt, ta tự nhiên biết. Quỷ vương cười gằn nói. Thế nhưng những người trước mắt này, không có một cái nào là tầm thường a. Sắc mặt từ tái xanh, cắn răng. Lần thứ hai lấy ra một cái hộp ngọc, sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên là thập phần do dự. Ngửi ngửi, mũi của quỷ vương nhún hai cái, vẻ mặt lộ ra kinh hỉ, nói. Cái này, đây là... Hừ, sắc mặt từ âm trầm, bấm tay bắn ra, một viên đan hoàn màu trắng từ trong hộp bay ra ngoài. Gương mặt quỷ vương đầy vẻ cấp bách, há mồm tịch quyển, trong nháy mắt liền nuốt đan hoàn vào, trên gương mặt nổi lên trận trận bạch quang. Vui mừng không thôi. Từ tức giận nói. Cái này đã đủ rồi chứ. Đủ rồi, vậy là đủ rồi ha ha. Quỷ vương cười ha hả, trong tròng mắt toát ra ma chơi yếu ớt, lạnh giọng nói. Yên tâm đi, lấy tiền tài người thì giúp người tiêu tai, những người này ta sẽ thay các ngươi thu thập hết.
ánh mắt của hắn xoay chuyển, thoáng cái rơi vào trên người La Thanh Vân, nhìn chằm chằm nửa ngày, mới đột nhiên kinh hô. Chân Long chi huyết, Lê nói. Mặc dù không phải chân Long chi huyết, nhưng là thần cảnh cấp Long huyết, còn những cương thi kia, tất cả đều là Long huyết phẩm chất cao, tận tình ăn đi. Ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng, nghĩ không ra vậy mà sẽ tốt như vậy. Lục Mang trong mắt Quỷ Vương càng sâu, tràn đầy vẻ hưng phấn. Sắc mặt La Thanh Vân phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, vung chiến thương lên chỉ huy những quỷ tu la kia xông lên. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngăn hắn lại, lớn tiếng nói. Chậm đã. Hắn nhìn chằm chằm Quỷ Vương kia, nói. Quỷ Vương đúng không, nếu ngươi tiếp thu tế phẩm của bọn chúng, có thể nguyện tiếp thu tế phẩm của ta không? Ta nguyện ý lấy ra gấp đôi, ngươi có thể theo ta lăn lộn không? Bốn phía thoáng cái yên tĩnh, tất cả mọi người lộ ra thần sắc cổ quái, ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Ha 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 ha, Quỷ Vương cất tiếng cười to, tựa hồ nghe thấy chuyện thú vị gì, cười đến nửa chun trà thời gian mới nói. Ha 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 ha, quá buồn cười, đã lâu không có gặp chuyện cười như vậy. Để cho ta cùng hắn lăn lộn, ha ha ha. Lý Vân Tiêu cũng nở nụ cười nói. Thứ này ngươi có ăn không? Hắn vung tay lên, một vật như là thạch đầu nằm ở trên tay, nhìn qua không có bất kỳ vẻ xuất sắc, hoàn toàn chính là thạch đầu. Lý Vân Tiêu, ngươi. Bắc Thần Nam quá sợ hãi, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Tảng đá kia chính là hồng thạch từ trên người linh mục địch lấy xuống, há có thể tùy tiện cầm ra đùa giỡn. Lý Vân Tiêu ha hả cười, bàn tay vừa lộn liền thu lại, trên mặt lộ ra vẻ đạm nhiên. Nhưng Quỷ Vương đã nhìn thấy, trong mắt bắn ra lục hỏa, thất thanh kêu lên. Đó là, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Gì, ngươi thật đúng là nhận thức, cũng không biết ngươi có thể ăn được vật kia hay không. Có thể, ta có thể ăn. Nhanh cho ta. Trong mắt Quỷ Vương phun ra vẻ tham lam, một bộ không dằn nổi. Sắc mặt Lê đại biến, sắc mặt khó coi lên. Lý Vân Tiêu cười nói. Muốn ăn dễ thôi, trước hết giết những yêu tộc này, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện hợp tác. Lúc này thần sắc Quỷ Vương mới dần dần bình tĩnh trở lại, âm trầm đáng sợ liếm môi một cái, hắc thanh nói. Tiểu tử, tiền bối của Cửu Lê bộ tộc cùng bản vương có khế ước. Lúc này mới có thể lấy tế phẩm triệu hoán bản vương ra, người tính toán là vật gì? Chỉ là Bát Tinh Vũ Đế cũng muốn dùng tế phẩm đến triệu hoán ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy không cần nói chuyện, đồ đạc ngươi tự nhiên cũng đừng suy nghĩ. Quỷ Vương cười gằn nói. Ha ha, thực sự là ấu trĩ, nếu để cho bổn tọa nhìn thấy, há lại không ăn. Trên trán hắn hiện ra một cái phù hiệu đỏ thắm quỷ dị. Cả người dần dần từ trên đại trận hóa ra chân thân, bước xuống một bước, thân hình cao hơn 10 trượng, như là cự linh. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, đối với hồng thạch tựa hồ cực kỳ tham lam. Trong lòng Lý Vân Tiêu phiền muộn đến cực điểm, vốn định đem cái này lừa gạt Quỷ Vương, nghĩ không ra còn rước họa vào thân. Sắc mặt La Thanh Vân trầm xuống, chiến thương quét ngang, quát. Giết thứ này. Quỷ tu la đều phóng lên cao. Hướng về phía Quỷ Vương công tới. Bang bang phanh. Binh khí vài tên quỷ tu la chém ở trên người Quỷ Vương, cũng chỉ chấn ra hỏa hoa, không tổn thương được hắn mảy may. Cái gì? Lần này tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay cả Lê Cùng Từ cũng giật mình không nhỏ, nhưng đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Bắc Thần Nam cả kinh nói. Thánh thể đại thành. Ở cách đó không xa, Kỳ Thắng Phong Lăng không ngồi xếp bằng. Đau khổ chống đối quỷ xà cắn xé đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên kinh hãi. Hi hi, những long huyết này phẩm chất cũng không tệ, mỗi một cái đều là tế phẩm thượng đẳng. Trong mắt Quỷ Vương chớp động lục hỏa, cười lớn hướng một gã quỷ tu la chộp tới. Tên quỷ tu la kia giận dữ không thôi, trong miệng gầm nhỏ, năm đạo phi kiếm chém tới. Đồng thời độc giác trên đầu hắn tràn ra phù văn quỷ dị, hóa thành cái rùi bén nhọn đâm qua. Quỷ Vương không né không tránh, cười to chụp vào phi kiếm, phanh một tiếng, năm chuôi lợi kiếm đều bị hắn chộp vào trong tay, mạnh mẽ khuấy lại, toàn bộ vỡ vụn. Phanh! Cũng không thấy Quỷ Vương kia làm sao, chỉ nghe một tiếng xé gió, quỷ tu la liền bị đánh bay, sau đó một đạo hồng mang phá không mà tới. Phanh! Đầu lưỡi thật dài, trực tiếp bắn thủng thân thể tên quỷ tu la này, treo hắn ở trên không trung. Trong ngực tuôn ra tiên huyết.
theo đầu lưỡi chảy xuống. Trong miệng quỷ vương chảy nước bọt, Kiệt Kiệt cười quái dị, còn có thanh âm hút huyết dịch, khiến người mau cốt tủng nhiên. Nha nha nha, tên quỷ tu la bị treo trên không trung kia vẫn chưa chết, trong miệng phát ra tiếng kêu kinh sợ, hình thể tùy theo biến hóa, hai tay giơ lên cao tạo thành chữ thập, mạnh mẽ hướng đầu lưỡi chém tới. Hiu, quỷ vương cũng cả kinh, nghĩ không ra thứ này cường hãn như vậy, tuy rằng đầu lưỡi sắc bén, nhưng thân lưỡi lại là địa phương nhu nhược, sợ bị chém hỏng, hắn vội vàng thu lại, phát chém kia liền chém hụt. Sau đó thân ảnh hắn lóe lên, thân thể cao hơn 10 trượng vậy mà dị thường linh hoạt, thoáng cái liền lẻn đến bên người tên quỷ tu la kia, bàn tay to nắm đầu của hắn giương lên, hướng trong miệng ném vào. Hắt xì, quỷ tu la bị nhét vào trong miệng, quỷ vương từng ngốn nhai, tựa hồ hoi khó nuốt, trong miệng luôn luôn có thanh âm hắt xì. Tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt của Từ Cùng Lê cũng tái nhợt, không rõ mình rốt cuộc gọi ra quái vật thế nào. Nhưng trong mắt Từ cũng lộ ra vẻ đại hỉ, hưng phấn không thôi. Có thể gọi ra trợ giúp cường đại như vậy, đối với yêu tộc mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lý Vân Tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh, tràng cảnh trước mắt này hắn ở Đông Hải cũng đã trải qua, tên Nghiễm Nguyên kia cũng ăn thịt người, nhưng trước mắt còn kinh khủng hơn. Sắc mặt Hàn Quân Đình tái nhợt, run rẩy nói. Chúng ta sẽ không bị hắn ăn chứ. Tuy trong lòng Ninh Khả Vân cũng sợ, nhưng vẫn cố gắng chấn định nói. Làm sao có thể, chúng ta nhiều cửu tinh đỉnh phong cường giả như vậy, coi như là tới vài tên siêu phàm nhập thánh cũng có thể giết chết. Hàn Quân Đình vẫn còn có chút sợ, rung giọng nói. Thật, thật vậy chăng? Tựa hồ quỷ vương kia nghe thấy lời của nàng, đem đầu quay lại. Một bên nhai quỷ tu la trong miệng, một bên mắt hiện lục quang, hắc hắc nói. Thật khó ăn, vẫn là cô gái nhỏ xinh đẹp ăn ngon hơn. Chi? Hàn Quân Đình sợ đến lạnh run, mặc dù nàng thông minh tuyệt đỉnh, thực lực cao cường, nhưng chung quy là nữ hài tử, thấy một màn kinh khủng như vậy, sao có thể không sợ? Sắc mặt Phi Nghê cũng trắng bệch, vội vàng thả người trở ra, thoáng cái trốn ở sau lưng Lý Vân Tiêu, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn. Lý Vân Tiêu hơi run cánh tay lên, nhưng bất đắc dĩ Phi Nghệ ôm quá chặt, tuy rằng như vậy không thích hợp, nhưng nhìn dáng dấp nàng thật sự rất sợ, nên không nhẫn tâm bỏ qua. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt cũng cực kỳ khó coi nói. Ai có thể nói cho ta biết quỷ vương này rốt cuộc là vật gì không? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Hiện tại đừng suy nghĩ nhiều, nên nghĩ làm sao giết chết thứ này đi. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Thần Nam. Tiểu quỷ trước kia chính là bị thất huyễn lục yểm của hắn dọa chạy. Bắc Thần Nam cau mày nói. Loại vật này ta cũng không quá rõ ràng, tựa hồ là một loại thuộc về La Ma Diễn. La Ma Diễn. Mọi người giật mình. La Ma Diễn là danh hào của sát thần, từ xưa đến nay chỉ truyền lưu như vậy, chỉ cần một người có đủ sát ý, là có thể ngưng tụ ra sát thần nhất chỉ. Ban đầu thời điểm ở Thiên Thủy Quốc, Lý Vân Tiêu liền nhiều lần để cho học viên ngưng tụ ra nhất chỉ hư ảnh. Tương truyền chỉ cần đủ sát khí, liền có thể dẫn động sát thần La Ma Diễn trực tiếp phủ xuống, thần cản sát thần, vô địch thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói, La Ma Diễn là sát khí ngưng hình, còn nó cụ thể là vật gì a? Bắc Thần Nam nói, mấy thứ này ta cũng không biết nhiều, Mục Địch đại nhân biết khẳng định so với ta nhiều hơn, ngươi có thể đi hỏi một chút. Lý Vân Tiêu nói, chẳng biết lục độc của ngươi đối với vật này có hiệu quả không? Bắc Thần Nam nói. Vô hiệu cũng phải thử một chút, thứ này là thân thể đại thành, trong thiên địa lại không có thập phương quy tắc, sợ là tồn tại cường đại nhất. Chỉ bất quá khuyết thiếu thập phương quy tắc, mặc dù là nhục thân đại thành cũng phải chịu gông cùng xiềng xích, tựu như siêu phàm nhập thánh, ở trước đây căn bản không có cảnh giới này, trên cửu tinh đỉnh là thần cảnh. Lúc này còn dư lại 8 gã quỷ tu la đều liên tục bạo khởi. Tuy bọn họ không có bao nhiêu thần trí, nhưng còn biết phẫn nộ, nhìn đồng bạn bị ăn tươi, tình hình khó diễn tả được tự bộc phát ra. Trên trời cao một mảnh hỗn chiến, các loại lực lượng trùng kích, bầu trời trở nên dị thường bất ổn. Thỉnh thoảng lại có thần thông chiêu thức rơi xuống đất, đánh ra một mảnh hỗn độn. Ninh Khả Vân hoảng sợ nhìn trời cao, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, 8 gã quỷ tu la vậy mà đánh không lại thứ này. La Thanh Vân cũng dị thường kinh hãi, 8 gã quỷ tu la ở trên không trung bị buộc chật vật, nếu không phải tất cả không có thần trí không sợ chết, sợ là đã sớm bại lui.
hắn đối với quỷ tu la sinh tử là không quan tâm, thậm chí nội tâm còn mong muốn bọn họ sớm chết. Dù sao cũng là tồn tại trước đây bị chọn làm vật thí nghiệm, không đành lòng nhìn bọn họ làm cái xác không hồn. Đổi thành bất kỳ người nào, nếu có tư duy, cũng sẽ mong muốn bản thân nhanh chết. Nhưng bây giờ nhìn từng cái rơi xuống hạ phong, trong lòng lại cực độ khó chịu. Lý Vân Tiêu kêu lên. La Thanh Vân, khiêng có được không? Khiêng không được chúng ta chạy trước a. Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, La Thanh Vân hừ nói. Yên tâm, có ta ở đây tự nhiên khiêng được. Trên người hắn khí thế dâng cao, chiến thương ở trước người bay múa, quát. Kết trận. Tám gã quỷ tu la run lên, ngừng lại cục diện loạn đấu, dựa theo quy tắc nhất định đứng vào hàng. Sắc mặt quỷ vương rốt cục có chút ngưng trọng. Một loại lực lượng quỷ dị ở trên người tám gã quỷ tu la tuôn ra, tám người bọn họ vốn không có ý thức, toàn bộ do La Thanh Vân điều khiển, vì vậy ở lúc bảy binh bố trận có ưu thế cực lớn, mỗi một con quỷ tu la đều là tâm linh tương thông, hình thành chỉnh thể. La Thanh Vân lạnh lùng nói. Cho dù ngươi là quỷ vương hay là cái gì, ngày hôm nay cũng sẽ để ngươi thành quỷ chân chính. Hắn đưa ngang trường thương trước người, lớn tiếng quát. Bát xí thiền trận. Trên bầu trời quỷ tu la chuyển động, phối hợp dị thường nhuần nhuyễn, từ bốn phương tám hướng công kích đến. Các loại âm thanh phá không không dứt bên tai, khiến trong lòng quỷ vương phiền muộn, quát. Đấu chuyển tinh di. Hai tay hắn vỗ ra, không ngừng kết ấn. Bốn phía hiện ra vô số ánh sao lấp lánh, tràn đầy lực lượng quỷ dị. Thân thể cao lớn hoảng hốt, dĩ nhiên là muốn trực tiếp phá không bay đi. Còn muốn chạy, áp chế. La Thanh Vân vừa quát, tám gã quỷ tu la đồng thời xuất thủ, đạo đạo kim quang từ trên người tuôn ra, đây đó chồng chất, đúng là thiên y vô phùng. Một đạo kết giới kim sắc ở dưới tám người xuất thủ đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp phong thiên tỏa địa, hóa thành từng đạo thiên la địa võng, đem quỷ vương trấn áp. Làm sao cũng không thể đi ra. Chết tiệt. Quỷ vương nộ quát một tiếng, trong mắt tuôn ra lục quang yếu ớt, không ngừng chớp động, nhưng thủy chung không có thể đột phá tám người liên thủ áp chế. Hắn chỉ có thể phát cuồng không ngừng công kích, chấn đến kết giới quang mang chớp động, bầu trời lay động, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Chúng nhân vui mừng, nhưng đồng thời vạn phần kiêng kỵ. La Thanh Vân có thể thành thạo chế ngự quỷ tu la như vậy, chỉ cần có tám gã cường giả bên người. Liền hầu như vô địch thiên hạ. Khâu Mục Kiệt tràn đầy ghen tị, tự lẩm bẩm. Vô địch thiên hạ sao, nếu tăng thêm tám gã quỷ tu la nữa, thiên hạ này không ai có thể là địch thủ của hắn. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Mục Kiệt đại nhân suy nghĩ nhiều, căn bản không thể tăng thêm nữa. Lấy tình huống thời khắc này của La Thanh Vân, mang theo tám gã quỷ tu la liền đủ quét ngang thiên hạ, sợ là ngạo trường không cũng không dám tranh phong. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt càng khó xem, trong lòng điên cuồng hét lên, những trung cực thân thể này đều là ta nghiên cứu, hẳn là ta vô địch thiên hạ mới đúng. Xa xa tuy rằng mấy người yêu tộc cũng có chút giật mình, nhưng quỷ vương có thể khiên trụ tám gã quỷ tu la vẫn để cho bọn họ mừng rỡ. Lê nói, người còn lại chúng ta động thủ giết, người khác có thể bỏ qua, nhưng Lý Vân Tiêu nhất định phải giết. Từ nói, tên tiểu tử có chân long chi huyết kia cũng phải giết. Nói giỡn, tồn tại có thể chế ngự tám gã quỷ tu la bực này, nếu không đánh chết, sợ là ngủ cũng không ngủ được. Giờ khắc này La Thanh Vân ở trong mắt Từ, so với Kỳ Thắng Phong còn đáng sợ hơn. Từ nói, tên có thất huyễn lục yểm kia giao cho ta, người còn lại các ngươi phân biệt đánh chết. Hắn vừa nói xong, liền lăng không đi ra một bước, sau một khắc liền xuất hiện ở trước Bắc Thần Nam, sát ý giạt rào. Đông Bắc Thần Nam co lại. Dưới chân đạp ra một bước, lập tức lui thân trăm trượng, nhưng Từ như hình với bóng, thủy chung cách hắn mấy trượng, hơn nữa cự ly càng ngày càng gần. Hừ! Bắc Thần Nam hừ một tiếng, biết không tránh khỏi, nhất thời nâng kiếm lên, hàn quang chiếu thủy. Tay phải lăng không hỏa quyển, lục quang ở trong lòng bàn tay quanh quẩn. Hắn biết Từ không đơn giản, vì vậy vừa ra tay liền là tuyệt kỹ, kiếm cùng độc đồng thời thi triển ra. Vô dụng! Người kém ta một cảnh giới, chỉ có thể bị ta áp chế. Trong mắt Từ một mảnh yên tĩnh, giơ tay lên, một chỉ nhẹ nhàng điểm xuống, một cổ lực lượng ngăn chặn Bắc Thần Nam, làm hắn không thể nhúc nhích. Bắc Thần Nam biến sắc, lạnh giọng nói. Cảnh giới áp chế sao, hừ. Hắn khinh thường hừ một tiếng, thu hồi tay phải lại, ở trước người bấm niệm thần chú, đạn ở trên thân kiếm,
nhất thời kiếm âm thanh thúy phi dương, trong khoảnh khắc hóa thành vô số thi lễ bay lên. Trên người mỗi một con thi lễ đều mang lục sắc yếu ớt, đồng thời có kiếm khí chớp động, phô thiên cái địa vọt tới. Huyền khí cùng chiêu thức thật là cổ quái. Từ sửng sốt một chút, vội vàng thu hồi nhất chỉ, cũng ở trước người bấm niệm thần chú, sau đó đánh ra, quát. Linh quang hồi ảnh. Một mảnh thủy kính hiện ra, lập tức chặn tất cả thi lễ ở bên ngoài. Mấy thứ này trên người mang theo lục độc, tuy rằng hắn không sợ, nhưng không cần thiết lấy thân thử hiểm. Hừ. Bắc thần nam lại hừ một tiếng, trực tiếp lao lên, lăng không một điểm, mảng lớn thi lễ bay tới, ở trên đầu ngón tay hắn hóa thành một thanh lợi kiếm kịch độc, chém xuống. Từ lăng không một chảo, nắm ngân xà kiếm trong tay, phía trên bay ra mấy đạo kiếm mang, đều hóa thành xà ảnh, lấy tư thế xảo quyệt chém ra. Phanh. Độc kiếm của Bắc thần nam bị một kích kia đánh tán loạn, lần thứ hai hóa thành vô số thi lễ, đập cánh mà bay. Hai tay hắn hỏa quyển, lục độc nhiễu ở quanh người xoay tròn, vậy mà không lùi tiến tới, chủ động công kích. Có chút ý tứ. Từ không khỏi gật đầu tán thưởng, nói. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được khí tức cổ quái, hơn nữa không thể nhìn thấu tuổi thật của ngươi, quá mức kỳ quái a. Sự tình kỳ quái còn nhiều lắm. Bắc thần nam nhàn nhạt nói, trưởng phong tập kích tới, phách về phía linh quang hồi ảnh. Phanh. Thủy kính chấn ra đạo đạo cuộn sóng. Sau đó hóa thành lục sắc, thất huyễn lục yểm trực tiếp ăn mòn vào, xuyên thấu mà qua. Cái gì? Từ cả kinh nói. Độc này lại khó chơi như này. Hắn lập tức thu hồi quyết ấn, lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trên đầu Bắc thần nam, một kiếm chém xuống.